kết quả lão giả cứ một mạch đem linh thảo nhổ lên lại nhất thời động tới cấm chế nào đó hàn lập chỉ cảm thấy hoa mắt lập tức một mình một than ở trong trận bạch sao di cùng phú lão giả cũng biến mất không thấy bóng dáng đối mặt pháp trận cấm chế hàn lập tuy còn chưa phải là trận pháp đại sư nhưng đối với một ít thượng của kỳ trận đồng giảng cũng có chút ít nghiên cứu lúc bắt đầu tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì nhưng không bao lâu hàn lập lại cảm thấy không ổn bởi vì hắn phát hiện ra nơi đây hết thảy đều không thể xác định có phải ảo thuật hay không chỉ biết là mình vô luận phi hành bao lâu hiện tại trước mặt đều hiện ra tình cảnh như nhau mà thần thông minh thanh linh mục cũng đã sớm sử dụng kết quả cũng không có phát hiện chút dị thường nào ngay cả sử dụng phi kiếm pháp bảo công kích tất cả đều đã thử qua kết quả sau một kích liền mạch đánh ra thật xa liền tán loạn biến mất căn bản không thể đánh tới chỗ nào cả cứ như vậy sợ rằng dù hắn công kích có sắc bén hơn nữa cũng không dùng được phiêu đãng lâu như vậy tại nơi này vẫn không thu hoạch được gì hàn lập hôm nay rốt cuộc đành ngừng lại hắn hai mắt nhíu lại trầm ngâm trong chốc lát đột nhiên khoanh chân ngồi xuống nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt trong đầu bắt đầu đem tất cả các loại thượng cổ kỳ trận đã xem qua cẩn thận cân nhắc lại một lần tìm xem có cấm chế nào cùng loại từ đó có thể phá trận mà ra thời gian chậm rãi trôi qua hàn lập thân hình vẫn không nhúc nhích giống như một bức tượng điêu khắc gỗ bình thường Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàn Lập rốt cuộc thần sắc khẽ động, chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt đồng thời nhìn tới đám thải vân khắp nơi. Chật chật, nguyên lai là như vậy, quả nhiên là thế. Hàn Lập trong mắt có chút khác thường, nhẹ nhàng tự nói một tiếng. chương 998, bất kỳ nhi ngộ, Hàn Lập chậm rãi đứng dậy, tay hướng một đóa hồng vân đang hư không gần đó suốt một trào. Thanh sắc đại thủ từ hư vô biến ảo mà ra, một tay nắm chặt lấy thải vân trong tay. Một chàng chú ngữ trầm thấp vang lên, Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đại thủ, hai tay kết thành một cái thủ ấn cổ quái, trong miệng lẩm bẩm. Đại thủ run lên, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, một lần đem đóa hồng vân nắm chặt trong lòng bàn tay. Thanh quang bùng lên, đại thủ chỉ trong nửa khắc liền hóa thành một quang cầu chói mắt. Nhưng Hàn Lập lập tức hé miệng, một đoàn thanh sắc anh hỏa phún xuất ra, bay lượn phiêu phù quấn quanh quang cầu, lập tức hỏa diễm phừng phừng nhanh chóng bao phủ quang cầu. Lúc này Hàn Lập mới tán đi pháp quyết, mặt không chút thay đổi nhìn quang cầu cũng không nói lời nào. Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàn Lập khóe miệng co rút lại, đột nhiên tay áo bảo hướng về phía hỏa diễm run lên, một mảnh hà quang quét qua. Hỏa diễm lập tức tắt theo, lộ ra một quả hồng sắc viên châu. Xem ra quả đúng là như vậy, thủ đoạn tàng vật hóa hình cao minh bậc này, quả nhiên cũng chỉ có thượng cổ tu sĩ mới có. Chẳng qua tu sĩ hiểu được trận pháp loại này, ngay cả thời thượng cổ cũng không có mấy ai. Cũng may mắn là Tân Như Âm năm đó đưa tặng điển tịch, có một loại cấm chế tương tự nếu không còn lâu mới hiểu nổi phương pháp phá trận này. Xem ra về sau còn phải tăng mạnh uy lực của linh mục, nếu có thể lại tiếp tục sử dụng minh thanh linh dịch trong hơn trăm năm nữa, thì cũng có thể khám phá loại đỉnh giai huyễn hóa chi thuật này rồi. Hàn lập thở dài một hơi, đối với linh mục hiện tại không thể khám phá này loại pháp trận, không khỏi có chút buồn bực. Hắn không hề để ý tới hồng sắc châu tử đang phiêu phù bất động trên không trung. Ánh mắt nhìn khắp nơi một lượt, lại nhìn thẳng một đóa lam sắc phân hà đồng dạng cũng đem đại thủ bắt lại, rồi phun ra một đám anh hỏa bay tới. Lần này, mê mù trong nháy mắt ở trong hỏa diễm biến mất. Hàn lập trên mặt không chút dị sắc, lập tức lại chụp vào một đóa lam vân khác. Sau hai lần thất bại, rốt cục lại luyện hóa ra một khỏa lam sắc châu tử. Cứ như vậy, sau khi tiêu phí gần nửa ngày, đã luyện hóa ra hoàng, thanh, kim ba khỏa hạt châu. Sau đó Hàn Lập cẩn thận hướng vài khỏa hạt châu vẫy tay một cái. Vốn đang phiêu phù ở gần đó, Viên châu nhất thời đồng loạt bay đến. Lập tức 10 ngón tay liên tục dẫn dắt, viên châu vây quanh hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh, dần dần biến ảo thành một đạo ngũ sắc viên hoàn, phía trên linh quang điểm điểm, có vẻ thần bí dị thường. "Đi." Hàn Lập hai hàng lông mày nhướng lên, trong miệng quát khẽ một tiếng. Động tác của 10 đầu ngón tay dừng lại, ngũ sắc viên vòng tán loạn bật mở, viên châu chuyển động theo một loại quỹ tích huyền diệu cực kỳ, hướng bốn phía đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt, hạt châu bay đến năm chỗ phụ cận không chút liên hệ, quay tròn chuyển động không ngừng, đồng thời thân mình cũng hé ra rồi co rụt lại biến hóa quỷ dị. Ở Hàn Lập hai mắt nhíu lại trong chốc lát, sau vài tiếng nổ oanh long long, năm khỏa viên châu đồng thời bạo liệt, năm quang cầu màu sắc bất đồng lần lượt hiện lên, hào quang trói mắt chấp động, tựa như không gian cùng lúc xuất hiện năm mặt trời yêu dị. Hàn Lập cũng phải nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng vào năm quang cầu này. Mà năm loại hào quang giao hội cùng nhau, trong nháy mắt trải rộng cả không gian, chung quanh cảnh sắc vừa chuyển đôi mắt hoa lên hàn lập cả người bỗng nhiên hiện ra trên thềm đá quen thuộc mà cách đó không xa rõ ràng là cự thạch nơi lúc đầu tìm thấy trường hữu linh thảo hàn đạo hữu hàn huynh tiếng kinh hô của một nam một nữ vang lên bên cạnh hàn lập hàn lập xoay người nhìn xuống mới thấy bạch giao di cùng phú lão giả cũng hiện ra cách đó mấy trượng hai người thần sắc huệ oải dị thường nhưng giờ phút này vẻ mặt đầy kinh hỉ hai vị cũng thoát khốn rồi sao hàn lập nhàn nhạt nói là hàn huynh đánh tan các cấm chế cổ quái này sao lão phu chưa bao giờ gặp qua loại pháp trận đáng sợ như vậy thật là suýt thì bị vây khốn đến chết trong đó phú lão giả nghĩ mà sợ không thôi hiển nhiên vị cửu u tông trưởng lão này trong cấm chế bí hiểm kia bị hại không nhỏ pháp lực hai tâm thần đều bị hao tổn tình hình của ta cùng phú huynh không khác biệt lắm cũng là hết đường xoay sở bên trong cấm chế lần này ít nhiều cũng nhờ hàn huynh xuất thủ phá trận bạch giao di cũng cười khổ một tiếng nói ngọc dung ẩn hiện một tia cảm kích không có gì ta cũng chỉ là có dịp nghe nói qua cấm chế cùng loại mới có thể bài trừ trận này loại thượng cổ cấm chế này đích thật phi thường hiếm thấy phú huynh lấy đi gốc cây linh thảo kia ta đoán không lầm thì có lẽ đó là một dạng pháp khí biến ảo mà thành đạo hữu chỉ sợ mắc mưu không nhẹ a à. hàn lập cười hắc hắc nói biến ảo mà thành không thể nào ta lúc ấy rõ ràng a đây là cái gì phú lão giả nghe lời hàn lập không khỏi dùng mình liền lấy ra một cái hộp ngọc từ trong túi chữ vật kết quả bên trong cũng không có linh thảo gì ngược lại chỉ là một cái bình ngọc như ý thông thường lão giả nhất thời trợn mắt há hốc mồm kỳ thật lúc ba người chúng một bước tiến gần khối cự thạch kia cũng đã bước vào một loại ảo thuật cấm chế rồi đạo hữu hái linh thảo chính là kích phát pháp trận lợi hại nhất của cấm chế này mà thôi đạo hữu hãy nhìn lại nơi này hàn lập ánh mắt trượt lóe hướng về phía cự thạch vì tiện phát một chỉ lão giả cùng bạch giao di nghe vậy nhìn lại chỉ thấy phía trên cự thạch rõ ràng có một gốc cây linh thảo dài cùng với một chùm tử sắc tương quả mấy thượng cổ tu sĩ này thật là âm hiểm không ngờ lại ở chỗ này bố trí bẫy dập như vậy bọn họ rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy lão giả trên mặt lộ ra vài tia khó chịu bạch giao di cũng khẽ nhếch môi bộ dáng ngạc nhiên hai vị đạo hữu không cần giật mình loại cấm chế cổ vốn nhất định phải có pháp khí của người lập trận chủ động tác động vào mới có thể hoàn toàn kích phát huy lực tự nhiên mới biến ảo thành hình dáng như mà cấm chế này ta chỉ là tạm thời bài trừ vẫn chưa hoàn toàn phá hủy được. Hàn lập Ung dung nói, côn Ngô sơn này không giống như là tiên linh chi sơn cũng không phải đi vào đầm rồng hang hổ. Lão giả mắt chứng kiến linh thảo đã không còn tự nhiên tràn đầy vẻ phẫn nộ. Về sau nên cẩn thận hơn, trong này cũng không phải là gì chỉ cổ tu bình thường, có chuyện cổ quái gì tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh mạng hỏa vào thân, lần này tại hạ có thể phá trận nhưng tiếp theo hàn mỗ cũng không có nắm chắc. Hai vị đạo hữu cũng biết ý tứ của tại hạ rồi đấy. Hàn lập ánh mắt chấp động vài cái, thanh âm có khẽ trầm xuống, đột nhiên trở nên lạnh băng. Được, phú mỗ về sau sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Phú lão giả có chút xấu hổ cười gượng hai tiếng, lần này hái lấy linh thảo, hắn thật là có chút liều lĩnh. Bạch giao gì cũng suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Một khi đã hai vị đạo hữu đã hiểu vậy, chúng ta đi thôi. Thanh âm trên núi đã đình chỉ. Chúng ta trì hoãn đã nhiều ngày. Những người khác nói không chừng đã sớm tới đỉnh núi rồi. Hàn Lập quay đầu liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi, sau đó lai bước lên trên thềm đá, đi tới trước tiên. Bạch Giao Di hai người tự nhiên đi theo sát. Lúc này cũng không còn gặp phải phiền toái gì nữa. vài canh giờ sau, ba người rốt cục không ngừng bay qua lớp lớp triển núi cự đại bên ngoài, rốt cục đã đi tới cái thạch đỉnh Diệp gia tu sĩ đã tiến ngày đó, ngày đó hướng chi lễ tới đây rồi cũng biến mất không thấy đâu. Nhìn Thạch Đình, lão giả cùng Bạch Giao Di còn chưa biết phải làm thế nào, Hàn Lập lại a à lên một tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt đất bên ngoài Thạch Đình, dừng cước bộ. Lão giả hai người thấy vậy, cũng cùng nhau nhìn lại, kết quả cũng đã phát hiện chỗ khác thường. Trên mặt đất xốp, có một cái dấu chân nhợt nhạt. Nếu không cẩn thận lưu tâm, thật đúng là dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên có những khác tu sĩ đã tới đây, Bạch Giao Di hàm răng hơi lộ ra, thở nhẹ một hơi, nhíu chặt mày nói. Không chỉ có như vậy, người hãy nhìn phía núi đá kia đi. Lão giả sau khi thì thào một tiếng, cũng hướng về phía khối núi đá bên cạnh thạch đình, khẽ nhìn lướt qua. Mà ở trên mặt núi, rõ ràng có một vết dài chừng mấy trượng, hẹp mà sâu, chính là dấu vết của kiếm khí để lại. Đây đúng là vị thất thúc diệp ra ngày đó phát ra hoàng sắc kiếm khí trong lúc vô ý lưu lại dấu vết nơi này. Này, vết kiếm vẫn còn mới, nhìn lại thì nơi này cũng không phải là đã từng có người động thủ qua. Chẳng lẽ lại là ngân xí giả dạ xoa? Bạch Giao Di thền sắc khẽ động, nói. Phú họ lão giả nghe xong lời này, nở nụ cười, đang muốn nói gì lúc, đột nhiên phụ cận một khối quang mạc sáng chói chợt lóe, một bóng người mơ hồ từ bên trong bắn ra. Người vừa tới liền xuất hiện đối mặt Hàn Lập ba người, tự nhiên bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng, kết quả Hàn Lập cùng Bạch Giao Di tự nhiên lập tức kinh hỉ. Hai người họ tuyệt không nghĩ tới, mình đang muốn đi tìm, tự nhiên lại không cần nữa. Chẳng qua phú lão giả bên cạnh vừa thấy bóng trắng này, sắc mặt lập tức đại biến ngũ tử đồng tâm ma là hóa thân ma tử của kiền lão ma hàn lập được nghe lời ấy dùng mình tuy rằng nghĩ thấy ngũ tử đồng tâm ma tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào nhưng nhất thời chưa nhớ tới cái gọi là kiền lão ma rốt cuộc là người phương nào bạch giao di vừa nghe nói thế sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch mà đúng lúc này phốc phốc vài tiếng liên tiếp chuyển đến từ trong bạch sắc quang mạc lại có bốn gã giống nhau như đúc chui ra năm đạo nhân ảnh trắng mờ như có như không cứ như vậy sóng vai chạm thành một loạt mười ánh mắt đờ đẫn đồng thời nhìn ba người hàn lập phía đối diện. Âm la tông đại trưởng lão, vừa thấy năm người hình dáng quỷ dị như vậy, hàn lập rốt cuộc nhớ tới lai lịch của đối phương, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai là phú đạo hiếu, thật sự là xảo hợp A. Trách không được thủ hạ kiền mỗ tìm kiếm đạo hữu xung quanh mà không thấy, thì ra lại tiến vào đây trước một bước. Vị tiên tử này nhìn phục sức trang phục kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ là tu sĩ bác giả tiểu cực cung? tại hạ cùng liễu phu nhân của quý cung coi như là chỗ quen biết cũ. Cuối cùng vị đạo hữu này, chật chật, chính là Hàn Huynh từ Thiên Nam rồi. Hàn Huynh, người khiến cho bản tông cùng Thiên Lan Thánh Điện tìm kiếm cực khổ a. À. Thanh âm đầu tiên của kiền lão ma là một phen ngạc nhiên, lập tức kinh hỉ, cười rộ lên. chương 999, sát tâm đại khởi, Hàn Lập, Thiên Nam, phú lão giả cùng bạch giao di không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập lại chính là nhìn ngũ đạo bạch ảnh xa xa, Thần sắc lo lắng, không nói một lời. Phải biết rằng hắn là hung thủ giết chết một gã trưởng lão nguyên anh trung kỳ của Âm La Tông, lại còn cướp đi Chấn Tông chi bảo Quỷ La Phiên của đối phương, tự nhiên không có khả năng có thể hóa giải chuyện này. Huống chi, hắn vốn đã nghĩ từ trong Âm La Tông tìm được phương pháp giải chú của Phong Hồn chú, mà pháp quyết này, trong Âm La Tông cũng chỉ có tông chủ cùng vị đại trưởng lão trước mặt này biết mà thôi. Vì thế, Hàn Lập vốn còn tính chuyện sau này, lại có chủ ý đánh tới Âm La Tông cho nên hôm nay thật ngoài ý muốn lại gặp được đối phương ở nơi này hàn lập không kịp đề phòng không khỏi thầm cân nhắc đến việc lấy cứng đối cứng cùng đối phương dù sao vô luận hai kẻ này đều là những kẻ quyền cao chức trọng trong âm la tông cơ hội tìm được họ đơn lẻ thật sự không nhiều lắm mà khi hắn cùng với nguyên anh hậu kỳ ngân xí dạ xoa sống mái với nhau một hồi tuy rằng quái vật kia thân mình không hợp thủ pháp trong bảo khố bản thân lại có cấm chế trong người nên mới thiếu chút nữa bị hắn tiêu diệt nhưng hắn biết lúc ấy cũng chưa tung ra hết tất cả thủ đoạn, khôi lỗi lưu lại trên người vẫn chưa vận dụng toàn bộ, đối phó với tên ma tu nguyên anh hậu kỳ trước mặt khả năng thủ thắng không hẳn là khó nắm chắc. Hơn nữa hơn nữa ngô tử đồng tâm của đối phương cho dù tiếng tăm rất lớn, nhưng hắn có ích tà thần lôi tại khắc chế ma công, thật hữu hiệu vô cùng. Trong lòng hàn lập ý niệm xẹt qua như chớp, cân nhắc quan hệ lợi hại, xa xa ngũ đạo bạch ảnh đột nhiên hai tay khắp quyết, quanh thân quang mang chấp lẽ, một gã hồi bào tu sĩ từ trong bạch ảnh xuất hiện một cách quỷ dị làm cho người ta cảm thấy hư hư thực thực trên mặt hồi bào tu sĩ có một tầng bụi khí nhành nhạt che khuất không thể thấy rõ ràng khuôn mặt nhưng búi tóc hoa dâm cùng hình dáng rõ ràng là một lão giả niên kỷ không nhỏ chân thân kiền lão ma rốt cuộc tách khỏi phụ thân ma tử trực tiếp hiện ra một lần này không riêng gì hàn lập ngay cả phú lão giả cùng bạch giao di cũng phải kinh hãi hai mắt không chấp nhìn thẳng vào lão ma muốn nhìn xem vị đại trưởng lão âm la tông này rốt cuộc có toan tính gì nhưng lão ta căn bản không mở miệng nói chuyện mà là đưa tay vỗ tới túi chữ vật một cây tiểu phiên đen nhánh như mực hiện ra trong tay tiếp theo hướng ba người hàn lập khẽ lay động lão giả sắc mặt thay đổi một tay lập tức nắm lấy một kiện bảo vật quang thân bạch giao di hàn quang đại phóng trong khoảnh khắc thân hình liền được hộ thể linh quang bao phủ ngược lại hàn lập khẽ nhướng lông mày cũng không có hành động gì khác nhưng ánh mắt lại càng thêm âm lãnh Kỳ quái, kỳ quái, tiểu phiên kia hắc mang chấp lóe cũng không có gì khác thường xuất hiện. Điều này khiến cho kiền lão ma không ngừng tự hỏi, tựa hồ có chút kinh ngạc. Kiền huynh, đây là ý gì? Xuất ra quỷ la phiên, muốn động thủ sao? Chẳng lẽ muốn khơi màu lưỡng tông đại chiến? Phú lão giả tuy rằng đối với kiền lão ma kiên kỵ dị thường, nhưng bọn hắn bên này có ba tu sĩ nguyên anh trung kỳ, đặc biệt là hàn lập thần thông cao thâm mặc chắc, tự nhiên sẽ không sợ hãi đối phương. Lưỡng tông đại chiến không chút hứng thú, Kiến Mỗ chính là muốn cùng vị Hàn đạo hữu này có chút chuyện cũ cần giải quyết. Hai vị không liên quan tới việc này, hay là rời khỏi đây thôi, Kiền Mỗ tuyệt sẽ không ngăn cản. Kiền lão mà ánh mắt đảo qua ba người, bình tĩnh nói: "Ý tứ của Kiền đạo hữu cũng hợp với ta, Hàn Mỗ nghe đại danh của ngũ ma đồng tử đã lâu, đang muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút." Hàn lập nở nụ cười, nhưng lại lập tức phụ họa nói theo. Nghe hai người kia nói chuyện, Phú lão giả cùng Bạch Sao Di hai mặt nhìn nhau. Kiền lão ma cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt lạnh băng đảo qua người Hàn Lập mấy lần. Này, Kiền huynh, tại hạ tuy rằng biết Hàn đạo hiếu cùng quý tông có chút quá phận, nhưng ở trong này tùy tiện động thủ, có điểm không ổn. Kiền huynh không nghĩ tới nên tìm quanh núi này một lần sao? Phú lão giả nhân mày tiến tới khuyên giải, cái này cũng không phải là hắn muốn giúp đỡ gì Hàn Lập, chính là côn ngô sơn này thoạt nhìn thập phần hung hiểm, thật vất vả mới có một đồng minh đắc lực, tự nhiên không muốn phát sinh việc ngoài ý muốn huống hồ chỉ có mượn sức của hàn lập hắn mới không đến nỗi thế đơn lực mỏng không cần phải sợ kiền lão ma kia bỗng nhiên trở mặt xuống tay núi này kiền mỗ đương nhiên sẽ tìm kiếm nhưng là vị hàn đạo hiếu này cũng là người bản tông truy tìm đã lâu cũng không thể cứ như vậy mà buông tha để tại hạ trước tiên cùng hàn đạo hiếu kết thúc việc này rồi nói sau thế nào phú huynh muốn nhúng tay vào việc này kiền lão ma phát ra một trận cười lạnh lúc này nếu là ở bên ngoài kiền huynh cùng hàn đạo hiếu muốn kết thúc ân oán gì thiếp thân sẽ không hỏi đến. Nhưng hiện giờ, ba người chúng ta còn muốn liên thủ tìm đường rời núi, chỉ sợ không thể để kiền huynh được như ý nguyện. Bạch sao di cặp mắt lưu chuyển, nhưng cũng kiên quyết nói. Đối với nàng mà nói, vừa là sợ mất đi đại viện là hàn lập, mà mình lúc này thân lâm hiểm cảnh. Đương nhiên chủ yếu là nàng cùng phú lão giả cũng đã kiến thức qua thần thông lợi hại của hàn lập, nhưng cũng không cho rằng hàn lập thực sự sợ hãi kiền lão ma. Nếu không, cũng sẽ không nói ra lời này, nhưng sự tình này nhiều khi không phải cái nào cũng được. Đối mặt với phú lão giả cùng bạc giao di tự nhiên ương bướng, hồi bào nhân trong mắt hàn quang chợt lóe, vừa nhìn tới, ánh mắt phảng phất như có thể trực tiếp đông cứng ý chí con người. Nhưng vô luận phú lão giả hay bạch giao di, tuy rằng trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt không lộ ra tia khiếp ý nào. Được, nể mặt hai vị đạo hiếu, lão phu cũng không phải là không thể đem việc này gác lại một lần. Nhưng là bảo vật của bản tông, hiện đang ở trên người người này, hiện tại phải giao ra cho lão phu. Nếu không, chính là hôm nay cho dù phải liền mạng tiêu hao hết nguyên khí, cũng không thể không cùng ba vị đạo hữu đấu một trận. Kiền lão ma hàn quang thu liếm, lạnh nhạt nói, bảo vật, ngươi không phải nói chính là quỷ la phiên kia chứ. Hàn lập ha ha cười, không khách khí nói, đúng là vật ấy, năm đó tứ trưởng lão của bản tông vẫn lạc tại thiên nam, phiên này còn không phải ở trong tay đạo hữu sao. Chỉ cần hiện tại trả lại vật ấy, bản nhân có thể tạm thời tha cho ngươi một con đường sống kiền lão ma trầm giọng nói cho ta một con đường sống đạo hữu khẩu khí thật lớn quỷ la phiên ta có thể trả lại cho người nhưng cũng có một điều kiện chẳng biết kiền huynh có nguyện ý nghe hay không hàn lập trầm mặc một lát đột nhiên ngửa đâu nhìn trời khóe miệng nở một nụ cười nói điều kiện người giết chết tứ trưởng lão cầm truyền thừa chi bảo của bản tông lại còn dám đứng trước mặt lão phu nói điều kiện người tưởng lão phu không dám lấy tính mệnh của ngươi sao kiền lão ma giận giữ cười rộ lên Nam đạo bạch ảnh phía sau nhoáng lên, đồng thời bay đến, đứng chắn trước người kiền lão ma. Trong khoảng khắc, bầu không khí càng thêm khẩn trương, phú lão giả đứng một bên nghe được lại càng thêm kinh hãi, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Sự tình âm la tông tứ trưởng lão vô cớ biến mất, đều là trong thập đại ma đạo tông môn, cửu u tông tự nhiên cũng biết một chút. Nhưng lão giả tuyệt đối không nghĩ tới, vị này ở ma đạo danh tiếng không nhỏ, cư nhiên lại chết trên tay hàn lập. Hình như cả bảo vật quỷ La Phiên đại danh đỉnh đỉnh của Âm La Tông cũng rơi vào tay người khác. Khó trách được Kiền lão ma này, biết rõ hiện tại không phải thời cơ tranh đấu tốt nhất, cũng không chịu dễ dàng buông tha vị Hàn đạo hữu này. Cho nên việc Hàn lập giấu giếm thân phận, lai lịch cũng không phải là hải ngoại tu sĩ mà là Thiên Nam tu sĩ, giờ cũng không đáng nhắc tới. Hừ, trả lại quý tông, Kiền đạo hữu nói nhẹ nhàng quá nhỉ, chẳng biết tứ trưởng lão quý tông vì sao vô duyên vô cớ chạy đến Thiên Nam chúng ta vậy còn âm thầm đối với đạo lữ của tại hạ xuống tay. Các hạ nghĩ rằng, ta sẽ dễ dàng giao ra phiên này sao? Hàn lập sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lành lạnh nói. Tứ trưởng lão đi thiên nam cùng với vì sao táng mệnh dưới tay ngươi, lão phu không quan tâm, cũng không có hứng thu biết. Nhưng là truyền tông chi bảo của bản tông, lão phu nhất định phải lấy lại. Nếu không, âm la tông chúng ta không còn mặt mũi nữa. Lão ma quả quyết nói, nói như vậy, kiền đạo hữu căn bản không hề muốn nghe điều kiện của tại hạ. Hàn lập hai mắt đồng tử co rụt lại, lộ ra ánh mắt mơ hồ. Ha ha, nói điều kiện, ngươi nếu là đại trưởng lão của một trong thập đại tông môn, có lẽ lão phu sẽ nghe ngươi nói, nhưng ngươi chỉ là một tu sĩ thiên nam, cũng xứng cùng lão phu bản điều kiện sao. Kiền lão ma ngửa đầu nhìn trời, một trận cuồng tiếu, trên người bỗng nhiên bạo phát sát khí kinh người, sau đó thân hình nhoáng lên, nhưng lại lần nữa ẩn vào trong một đạo bạch ảnh không thấy bóng dáng. Ngũ đạo bạch ảnh nhất thời trên người hôi quang đại phóng, mười đạo ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lập tức trở nên cực độ nguy hiểm. Nguy rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, mà tu hắn luyện chính là nghịch tình đoạn thiên, công pháp này tối chú ý dẫn xuất tính nhi vi, một ngữ uy hiếp của chúng ta vừa rồi lại phản tác dụng, chọc tức lão ma. Vừa thấy kiền lão ma phát cuồng, phú lão giả mới đột nhiên nhớ tới cái gì, nhất thời hối hận nói. Bạch sao di nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng đành khoát tay, một đám băng tinh phi đao liền bay bay lên trời, lập tức hóa thành một đạo bạch luyện không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu hàn lập thần sắc không đổi hai mắt nhíu lại tay áo thoáng động tam diễm phiến quỷ dị hiện ra trên tay tay kia nhanh chóng đặt trên túi chữ vật thần thức cũng tập trung ở trên nhân ảnh khôi lỗi hắn đã quyết định chỉ cần song phương một người động thủ thừa dịp lão ma bị lão giả cùng bạch giao di làm cho phân tâm liền lập tức hạ đòn sát thủ tranh thủ trong phút chốc khiến đối phương trọng thương cho dù không thể đương trường lấy tính mạng đối phương cũng khiến cho tu vi bị hao tổn tiếp theo lại xuống tay với vị đại trưởng lão âm la tông này cường ngạnh bàn luận điều kiện dù sao phong hồn chú của nam cung uyển chuyện này hàn lập một khắc cũng không thể quên chỉ có lấy được phương pháp giải chú chân chính hắn mới có thể an tâm cho dù vì thế không thể tại đại tấn sống yên ổn nữa về sau cho dù ngày đêm bị âm la tông tu sĩ đuổi giết hắn cũng không màng mà lúc này trong miệng ngũ ma kia đồng thời phát ra thanh âm ô ô quái lạ tiếp theo thân hình khoảnh khắc nhẹ nhàng bay ra xa từ xa nhìn lại bạch ảnh phảng phất thành năm cỗ khinh yên nhẹ nhàng phiêu giật, sau đó thân hình dài thêm, càng thêm hung tợn bắn tới trước mặt. Nhưng đúng lúc này, từ chỗ bạch ảnh lộ ra trên quang mạc, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo liệt kinh thiên động địa, một đoàn ngân quang chói mắt lớn bạo phát ra, hào quang sáng lòa. Đám người Hàn Lập còn chưa hiểu tại sao, bên trong ngân quang trong lại siêu, siêu. Vang lên không ngừng, gần người độn quang đủ màu lần lượt từ bên trong bắn ra, xoay quanh một lượt, độn quang chờ tắt, tại phụ cận hiện ra một đám nhân ảnh chương một nghìn, thạch khôi lỗi. Xảy ra chuyện gì, chư vị đạo hữu vì sao lại kinh hoàng như vậy? Kiên lão ma đến, bạch ảnh vốn với tư thế công kích, chỉ thoáng một chút thì đã trở về chỗ cũ, rồi bỗng nhiên như xoay cả nửa người về phía sau, thể hiện một tư thế đề phòng. Bởi vì các tu sĩ phi độn ra từ trong quang mạc tuy rằng ai nấy cũng đều trật vật vạn phần, nhưng không một ai không có nguyên anh tu vi, cho dù lão ma rất tự đại, cũng tuyệt không dám khinh thường. Huống chi vừa rồi trong quang mạc truyền đến những âm thanh bạo liệt, càng khiến hắn có chút dự cảm không hay. Kiền huynh thần thông quả nhiên kinh người, so với chúng ta thì đã tới nơi này sớm hơn một bước. A à đây không phải là phú đạo hữu của Cửu U tông sao? Hai vị này là, những tu sĩ này rõ ràng là tứ lão của Độc Thánh môn cùng với năm nguyên anh tu sĩ khác, vị chân nhân kia cũng đứng lẫn ở trong nhóm, nhưng khi vừa thấy Hàn Lập ba người hoa thiên kỳ, đều cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai là hoa huynh, thật sự là xảo hợp, bất quá, cơn bạo liệt vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? lão giả họ phú không màng giải thích vội hỏi ngay sự việc khúc mắc trong lòng. Hừ, việc này ta còn muốn hỏi các vị đạo hữu các người. Có vài vị còn đến đây trước chúng ta, theo lẽ thì ảo trận bên ngoài cũng là các người bày ra. Vừa rồi ảo trận bạo liệt đem thông đạo ngăn lại lần nữa, nghĩ lại chắc cũng là do các vị an bài chứ. Một vị đại hán trong số nguyên anh tu sĩ gửi lạnh một tiếng nói. Vừa nghe lời này, các người còn lại sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm mấy người hàn lập biểu tình lộ vẻ bất thiện các vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, lúc mấy người phú mô đến đây, nơi đây đã sớm có những tu sĩ khác. Như lời các ngươi vừa nói thì sự tình của ảo trận căn bản không liên can đến ba người chúng ta. Các hạ đã chịu tổn thất nặng, nên muốn chút giận lên người phú mỗ. Lão giả họ phú nghe được nói thế, nhất thời sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí nói. Trong lúc này, vào thời điểm tình thế phức tạp và rắc rối, không thể dễ dàng tỏ ra yếu nhược, nếu không chỉ khiến mình chịu thiệt, dễ bị người khác vây công trong này còn có người. Lần này, chẳng những bốn lão độc thánh môn sửng sốt, ngay cả kiền lão ma cũng tỏ vẻ kinh hãi. Hừ, ba người chúng ta trong lúc vội ý bị một tòa thượng cổ trận truyền tống đến đây, lúc ấy chợt nghe trên núi có tiếng phá cấm chuyển đến, ngay sau đó liền bị cấm chế vây khốn mấy ngày, vì thế mới không kịp tìm ra những người đó. Nghĩ lại, theo như lời các người nói thì việc ảo trận hẳn có cùng quan hệ với nhóm người này. Lão giả họ phú cũng không phải kẻ tầm thường, Uyển chuyển nói vài lời thì đã đem sự tình giải thích trôi chảy. Quả thực như thế, Đại Hán lộ ra vẻ do dự, các tu sĩ còn lại cũng bán tín bán nghi, Phú huynh là cửu u tông chấp pháp trưởng lão, không cần phải ở đây cố tình lừa gạt chúng ta. Hơn nữa nếu thật sự là cửu u tông tháo gỡ phong ấn, thì cổ đạo hữu của cửu u tông không thể không đích thân đến đây chủ trì. Hoa Thiên Kỳ thần sắc hòa hoãn, tựa hồ đã hoàn toàn tin tưởng lời của lão giả. Nói vậy cũng đúng, thoáng cân nhắc cũng cảm thấy có lý. Chẳng qua vừa rồi khi bay vào, chư vị và kiền huynh có vẻ không hợp, chẳng lẽ phú đạo hữu có chỗ nào đắc tội kiền huynh? Cặp mắt hoa thiên kỳ khẽ chuyển, đột nhiên hỏi đến việc này, dù sao tình hình vừa rồi nhóm hàn lập ba người cùng lão ma cũng sắp đại chiến, nên các tu sĩ liên can cũng nên làm sáng tỏ sự tình. Việc này, lão giả trên mặt tỏ vẻ do dự, ở lão giả họ phú thầm cân nhắc xem nên trả lời vấn đề này như thế nào. Xa xôi tại nơi nào đó trong cự điện trên côn ngô sơn, Cự đầu quái nhân trong tay chỉ cầm một kim hoàng sắc tiểu truy, vung lên một cái, nhất thời một đạo hồ quang màu trắng bạc kích tới bên mình của thạch hổ khôi lỗi. Trong một lúc đem cơ thể thạch hổ khôi lỗi chấn nát. Chư vị Diệp gia tu sĩ sau lưng hắn đều tự khu động pháp bảo đủ kiểu đủ loại điên cuồng công kích vào thạch khôi lỗi trước mặt. Những khôi lỗi này tất cả đều có hình dáng của tẩu thú phi cầm, chẳng những toàn thân cứng rắn dị thường, hơn nữa còn có thể dùng miệng phun các loại pháp thuật đơn giản. Thật là hung ác dị thường thông qua những hành lang chung quanh tứ phía của cung điện đám khôi lỗi cứ tuôn ra tưởng như vô cùng vô tận. Nhưng những tu sĩ của Diệp ra mỗi người thần sắc đều chấn định, chú tâm thúc dục pháp bảo, tựa hồ cũng hung thành công tú bình thường. Kết quả là sau một lúc lâu, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ hoành tráng. Toàn bộ hành lang bên kia đã sụp đổ hoàn toàn, khiến đám khôi lỗi đang tuôn ra bị đình chỉ. Tu sĩ Diệp ra nghe được âm thanh này, trên mặt cùng hiện ra vẻ mừng rỡ không bao lâu từ hướng của ba hành lang khác cũng vang lên tiếng oanh minh báo hiệu chúng đã sụp đổ không có thêm một khôi lỗi mới nào gia nhập trận chiến trong đại điện còn sót lại một ít khôi lỗi đang bị mọi người của diệp ra tiêu diệt chỉ trong vòng nửa khác đã bị càn quét sạch sẽ mấy cái này là thứ quỷ quái gì hình dạng giống như khôi lỗi nhưng lại không phải mọi người diệp ra lúc này mới thả lỏng tinh thần lấy ra linh thạch khoanh chân ngồi ngay tại chỗ mặc dù lúc này xem ra nguy hiểm không lớn nhưng bởi vì bọn họ toàn lực sử dụng pháp bảo trong một thời gian dài nên pháp lực thực sự hao tổn không ít. Mà lúc này từ trong hành lang bị phá hủy cuối cùng, bay ra một đạo độn quang, trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người, quang hoa chờ tắt, một bạch bào nho sinh hiện thân. Hàn trưởng lão, người nói quả nhiên không sai, tại cuối hành lang kia đích thực có một tòa thiên điện. Khôi lỗi này đều là từ bên trong chạy ra, ta chiếu theo phương pháp đạo hữu chỉ điểm để phá cấm chế tiến vào, các then chốt trong tòa thiên điện đều bị ta phá hủy cả rồi nho sinh mỉm cười hướng một người trong nhóm nói không có gì lai lịch khôi lỗi đại trận này tại hạ năm đó từ trong cổ thư đã từng thấy qua những kỷ lục có liên quan nên mới biết phải ứng phó như thế nào nếu không cứ ở tại chỗ kiên quyết tận lực chống đỡ sớm muộn thì tu vi cũng sẽ tiêu hao cho đến chết hàn lập thản nhiên trả lời sắc mặt không thay đổi ha ha xem ra diệp mỗi điểm danh mang hàn trưởng lão đến đây quả nhiên là có chỗ hữu dụng đích đáng sau này chỉ sợ còn nhiều chuyện phải nhờ sức của người Nho sinh vẻ mặt ôn hòa nói, đại trưởng lão quá khách khí, dù không nói nói, hàn mỗ cũng sẽ dốc hết toàn lực. Khóe miệng cổ ma nhếch lên, nhẹ nhàng nói một câu khách khí khiến nho sinh gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. Đúng lúc này, bên cạnh đại đầu quái nhân, đột nhiên cười hắc hắc nói. Tính toán thời gian, chúng ta tại trong ảo trận bố trí hậu thủ giờ cũng nên phát tác. Vận khí tốt thì sẽ giúp Diệp ra tranh thủ lại một chút thời gian. Đích xác, đến bây giờ chắc đã có người xông vào trận. Chỉ cần có người tiến vào trận, tự nhiên sẽ xúc động đến hậu thủ này, khiến ảo trận tự bạo trong thời gian cực ngắn. Bất quá loại tự bạo này có chút trở ngại, nhiều lắm năm sáu ngày sau sẽ bị tiêu trừ. Lối vào lại trùng tân để người có thể tiến vào, chưa nói đến chuyện phong ấn sẽ bị yếu dần sau một thời gian. Nho sinh thần sắc ngưng trọng nói, thời gian từ lúc phong ấn bắt đầu yếu dần cho đến khi thật sự tan vỡ thì vẫn còn sớm. Cũng đủ cho chúng ta lấy được bảo vật. Hơn nữa vị trí của chúng ta hiện tại trên côn ngô sơn cách tòa kiến trúc chính cũng không xa gì. Đại đầu quái nhân nói với Nho Sinh, ưm, um, chắc không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại chúng ta càng ngày càng thường xuyên gặp phải cấm chế, chứng tỏ chúng ta đã đến gần nơi trọng yếu của côn ngô sơn. Sau khi cân nhắc, Nho Sinh chậm rãi nói, vậy thì tốt, bất quá còn có một chuyện, rất kỳ quái, có một ngân xí giả dạ xoa lão âm hồn bất định cứ đi theo phía sau. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn tìm thời cơ đánh lén chúng ta? Đại đầu quái nhân nói xong, liền liếc mắt hướng về lối vào của đại điện, trên mặt biểu hiện vài phần băn khoăn. Những người khác nghe nói vậy, cũng đồng dạng nhìn hướng lối vào. Kết quả chỉ thấy một khoảng trống rỗng, một tí gì cũng không có. Nhưng chúng tu sĩ của Diệp ra trong lòng đều rất rõ, bên kia không rõ ở nơi nào, quả thật có ngân sĩ quỷ giả dạ xoa thập phần bất hảo đang ẩn nấp xa xa nhìn về hướng bọn họ. Điều này làm cho những tu sĩ nhất thời cảm thấy tâm thần bất an. Nếu bên người không có hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đồng thời hộ tống bọn họ, những tu sĩ bình thường thật sự không dám cùng quái vật cao dài ấy dò xét từ đầu đến chân, chắc chắn sẽ lập tức giải tán. Phi thiên thi này đích xác có chút phiền phức, nếu thời gian cho phép, dùng năng lực của ta và thất thúc, cũng không phải là không thể khiến lão dạ xoa này bị trọng thương thậm chí có thể bị tiêu diệt. Nhưng thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, phải tranh thủ từng giây. Với loại tình huống này, mạo muội xuất thủ truy đuổi, ngược lại có thể khiến cho hắn nổi giận hiện tại chỉ có thể xem xem phía trước có địa phương nào là có thể dùng để hạ cấm chế, dụ hắn hãm nhập rồi tìm cơ hội vây tử quái vật này. Nho sinh sau một lúc lâu trầm ngâm, cũng chỉ có thể nói thế. Những người khác nghe nói vậy, cũng hiểu được lời lẽ có đạo lý, lập tức đều gật đầu đồng ý. Dù sao bằng vào độn thuật xuất thần nhập hóa như thế của ngân sĩ quỷ dạ xoa, muốn dựa vào lực lượng của chính bọn họ của để thoát khỏi quái vật này, là tình huống thật sự không thể. Vì thế sau khi mọi người vừa khôi phục chút pháp lực, lập tức đi ra gian thạch điện tụ tập tại lối ra nhưng mắt chúng tu sĩ diệp ra bỗng trở nên sáng ngời sau khi đánh giá tình hình ở nơi xa xa phía trước sau đó mỗi người lại trở nên ngây ngốc chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một dãy núi nhấp nhô với mười mấy cái thềm đá quanh co tất cả đều dẫn đến các địa phương khác nhau trên núi nhưng tại phương xa của mỗi một thềm đá đều có xương trắng lượn lờ như nhau căn bản không cách nào phân biệt được điểm cuối của các bậc thềm đá dẫn đến nơi nào Điều này không khỏi khiến bọn người Diệp ra trợn tròn mắt. Phải làm sao đây, cho dù chúng ta mỗi người tìm kiếm một địa phương, căn bản cũng không thể một lần là tìm hết được. Một lão giả khẽ thở hắt ra, đảo mắt nhìn nho sinh cười khổ. Không cần khẩn trương, chuyện này chứng minh chúng ta đã tiến vào vùng trung tâm của Côn Ngô Sơn. Nên giờ mới xuất hiện nhiều chi nhánh như thế. Đây là một chuyện tốt, tách ra làm việc khẳng định là không được. Nhân thủ một khi đơn bạc, lập tức lực tự bảo vệ mình sẽ không còn, chúng ta phải đi đường nào, hay là lên đài cao bên kia trước nhìn xem có tiêu ký gì hay không rồi hẳn quyết định. Nho sinh rốt cuộc không hổ là Diệp gia đại trưởng lão, đã rất nhanh chấn định và đề xuất ra biện pháp. Đài cao mà hắn nói đến vốn chỉ là một quảng trường bạch ngọc nơi tất cả các thềm đá giao hội trước khi phân ra thanh nhiều lối, cự ly cách bọn họ chỉ có vài dặm, bộ dáng phi thường cự đại. Nghe Nho sinh nói thế, những người khác cũng không có kế sách nào tốt hơn, cũng chỉ có thể tới trước mảnh quảng trường quan sát kỹ rồi mới bàn lại vì thế mọi người đều độn quang thẳng đến quảng trường bắn nhanh tới. Nhưng khi mọi người nhất thời bay lên không, thì bục bục tất cả đều từ không trung rơi xuống. Cấm chế cấm không, trong này không ngờ lại bày bố loại cấm chế này. Đại đầu quái nhân bật thốt lên, cũng may Diệp ra quần tu vẫn chưa bay cao, tuy rằng có chút chật vật nhưng cũng không ai bị thương, nhưng lại khiến tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa sợ. Tuy rằng cấm không cấm chế tồn tại trì hoãn hành động của bọn họ không ít, nhưng lại chứng tỏ rằng bọn họ đã thật sự bước vào nơi trọng yếu của Côn Ngô Sơn. Chương 1001, Côn Ngô điện Linh Bảo Các, Trấn Ma Tháp. Nguyên lai là Hàn Đạo Hữu xuất thân từ Thiên Nam, tu sĩ của đại tấn chúng ta không quản là vì nguyên nhân gì khiến Đạo Hữu đánh chết vị trưởng lão của Âm La Tông còn lấy đi Quỷ La Phiên, nhưng đến lúc này thì cần phải hóa giải chuyện không hay. Tại Thạch Đình gần đấy, Hoa Thiên Kỳ ngạc nhiên nói. Hắn vừa nghe xong lời tường thuật đại khái của lão giả họ Phú, trong lòng thực sự ngạc nhiên không ít những người khác cũng như thế xôn xao một trận dùng ánh mắt quái dị dò xét hàn lập thiên nam đối với bọn họ mà nói thật sự có chút xa xôi trong mắt tu tiên giới của đại tấn nó cơ hồ là một địa phương không đáng nhắc tới người trước mặt không ngờ lại xuất từ nơi đó còn đụng chạm đến âm la tông làm sao không khiến cho những người này trở nên hiếu kỳ tại hạ chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi nếu không phải là trưởng lão của âm la tông chủ động đến tìm tại hạ gây phiền toái hàn mỗ làm sao gặp được việc này Hàn Lập vẻ mặt lạnh nhạt, tốt lắm, không cần quản thế nào, ba vị đạo hữu đã đợi ở đây một đoạn thời gian, chắc cũng biết núi bên kia rốt cuộc là nơi nào. Đại Hán Nguyên Anh kỳ tựa hồ đối với sự tình giữa Hàn Lập và Kiền Lão không có chút hứng thú, ngược lại còn có chút nóng vội hỏi. Ta có biết một chút, chính là côn ngô tiên sơn được đại tấn các người đồn đài. Hàn Lập sau khi ánh mắt chấp động, thanh sắc bất động trả lời. Côn ngô sơn, mấy Nguyên Anh tu sĩ dùng mình, lập tức trở nên mừng rỡ. Kiền lão mà nghe được việc này, trong lòng cũng là cả kinh không kém. Nhưng bốn lão của Độc Thánh môn bốn đã sớm biết được việc này, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau. Chiếu theo lời này, hiện tại đã có người ở phía trước chúng ta. Không biết họ có bao nhiêu tu sĩ, là thế lực phương nào. Nhưng họ đã có thể giải trừ phong ấn lớn như thế, thực lực của họ tuyệt đối không phải là nhỏ. Kiền huynh, không quản ngươi và Hàn đạo hữu ba người có mâu thuẫn gì. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ để tranh đấu sao mấy người chúng ta không liên thủ đuổi đám người kia đi, sau đó tùy theo cơ duyên chia đều bảo vật của côn ngô sơn. Ân oán giữa ngươi và hàn đạo hữu hãy đợi khi ra ngoài rồi mới tìm cơ hội giải quyết. Hoa thiên kỳ sờ sờ cầm, ánh mắt đảo qua mấy đạo bạch ảnh nói. Liên thủ, lão ma vừa nghe lời này, nhất thời trầm mặc mà tán chân nhân trịnh vệ và năm đại hán kia nghe vậy, trong lòng đều dao động, môi khẽ nhúc nhích truyền âm thương lượng. Thấy tình hình như vậy, lão giả họ phú cùng bạch giao di thở một hơi nhẹ nhõm, Tuy rằng bọn họ tự tin liên thủ sẽ không thua kiền lão ma nhưng trận đánh sẽ ác liệt không thể tả. Tự nhiên không đánh là tốt nhất, không ai để ý tới hàn lập đuôi chân mày lơ đãng nhíu lại. Trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng, trước mắt thấy không thể động thủ, mưu đồ của với phong hồn chú giải chú pháp quyết xem ra chỉ có cách tìm cơ hội khác. Nghĩ đến đây, hàn lập ngẩng đầu nhìn nơi quanh mạc trên bọn người hoa thiên kỳ phát xuất. Mở miệng hỏi, hoa đạo hiểu, sau khi ảo trận tự bảo phong ấn lối ra bị hủy như thế nào? sau này còn có khả năng ra vào không? Rốt cuộc là sao? Hàn Huynh sao không đích thân đi xem cho rõ? Qua một thời gian dài thì không dám nói, nhưng tối thiểu trong thời gian ngắn này thì thông đạo tuyệt không thể ra vào. Hoa Thiên Kỳ thở dài, không giấu giếm nói. Hàn Lập mím chặt môi, sau một chút do dự, cũng không khách khí bay thẳng đến quang mạc bên kia. Trong nháy mắt đã nhập vào trong đoàn ngân quang không còn thấy bóng dáng. Sự tình có liên quan đến bản thân, lão giả họ phú cùng bạch giao di cũng nhìn xem. Kết quả, chỉ vỏn vẹn sau một lát công phu hàn lập thần sắc âm trầm từ trong ngân quang bay ra, lão giả và bạch giao di nhìn nhau lắc đầu. Đích xác không thể thông hành, bất quá xem ra muốn khôi phục lại bình thường thời gian cũng không lâu. Trong lúc này, chúng ta hãy tìm đường xuống núi trước rồi mới tính sau. Hàn lập bình thản nói, sự tình kế tiếp rất đơn giản, kiền lão ma cho dù cuồng ngạo dị thường, nhưng biết nơi đây chính là côn ngô sơn tiếng tăm lừng lẫy, nên hiện tại ý niệm động thủ đã biến mất có thể có cơ hội tiến vào loại động thiên bảo điện này hắn cũng không muốn tay không mà về lập tức miễn cưỡng đồng ý tạm thời bỏ qua ân oán với hàn lập mặt khác sau khi năm người lâm thời liên thủ thương lượng qua đi cũng không chút do so dự đồng ý chuyện này chúng ta bấy nhiêu người liên thủ cho dù kia bọn người kia là tu sĩ trong thập đại tông môn chúng ta cũng có thể có đủ sức địch lại lập tức xuất phát thôi không thể để những người đó lấy hết bảo vật mang đi sau khi tất cả mọi người đồng ý liên thủ hoa thiên kỳ lập tức hét lớn một tiếng mang theo độc thánh môn trưởng lão còn lại dẫn đầu dọc theo thềm đá hướng lên núi bay đi. Kiền lão ma hừ lạnh một tiếng, năm đạo bạch ảnh biến thành ánh xám chấp động, độn quang liên kết thành mảnh đuổi theo sát. Bọn người Hàn Lập cũng lặng lẽ cùng đằng không theo cho kịp. Bên kia mọi người diệp ra lúc này đã sớm đứng trên phiến bạch ngọc quảng trường kia. Quảng trường này ước chừng trăm mẫu. Mặt đất tất cả đều chỉ dùng mỹ ngọc thượng hảo trong suốt trắng noãn lót thành, bốn phía có các cây trụ lớn bằng bạch ngọc cao khoảng 10 trượng vây quanh. Trên mỗi một cây ngọc trụ, cũng đều điêu khắc một ít loại linh thú tiên cầm hiếm thấy gì đó, trông rất sống động, khiến người trông thấy không khỏi sợ hãi. Bất quá, giờ phút này bọn người Diệp ra không xem trọng mấy cây ngọc trụ này, mà là phân biệt tụ tập tại một nơi khác trên quảng trường. Ở nơi này, trước mỗi thềm đá có một ô vuông nối với quảng trường, những ô vuông đều có dựng đứng một bia ngọc cao lớn, trên mặt phân biệt viết kim thạch các, tường vân điện. Từng địa danh một khiến mọi người của Diệp ra đều trao mày suy đoán. Kim thạch các không cần hỏi, nhất định là nơi tồn trữ vật, danh từ tường vân điện này, nghe ra có chút hư vô mờ ảo, phỏng chừng không phải là chỗ tĩnh thu, cũng không phải là nơi trọng yếu gì, kỳ linh viện xem ra chính là. Một tu sĩ diệp ra ở một bên chậm rãi đại khái phân tích cách sử dụng của mấy địa phương này. Những người khác nghe nói thế đều gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Cho nên địa phương có khả năng chứa thông thiên linh bảo nhất thì chỉ có ba chỗ này. Một là ở ngay trung tâm nối thẳng với côn ngô điện, kế tiếp là cái ở gần bên cạnh Linh Bảo Các, cái còn lại nằm phía ngoài chấn Ma Tháp. Diệp gia tu sĩ kia cuối cùng tuyển ra ba con đường. Nho sinh cùng đại đầu quái nhân không nói gì, lại trầm ngâm yên lặng, hiển nhiên đang cân nhắc xem lời của vị Diệp gia trưởng lão này có chính xác không. Côn Ngô Điện không cần phải nói khẳng định là trung tâm của ngọn núi này. Mà Linh Bảo Các vừa nghe tên thì chính là địa phương thượng của tu sĩ để bảo vật, thông thiên Linh Bảo được chứa trong đó thì cũng không có gì ngạc nhiên. Chấn ma tháp cuối cùng chắc đúng là nơi cổ tu sĩ chân áp yêu. Suy xét đến tình hình ngọn núi này bị phong ấn quỷ dị, thông thiên linh bảo có nhiều khả năng được để ở nơi đây. Dù sao khi thưởng cổ tu sĩ chân áp yêu ma lợi hại đều có thói quen mượn sức của bảo vật uy năng. Diệp ra tu sĩ kia lại giải thích thêm, Ưm, um, nói vậy cũng không sai, ta cũng cảm thấy thiên linh trong bảo khố nên được để ở một trong ba chỗ này. Bất quá với năng lực của chúng ta, thì không thể toàn bộ chiếu cố đến cả ba nơi, một lúc nhiều lắm chỉ có thể khảo sát hai con đường. Nho sinh rốt cuộc mở miệng nói, hai con đường, ngươi chọn hai đường nào, quái nhân có chút do dự hỏi, Linh Bảo Các và Trấn Ma Tháp, Nho sinh trì hoãn nói, hai nơi này, ta thì cảm thấy côn ngô điện so với Trấn Ma Tháp khả năng có bảo vật lớn hơn nhiều. Đầu to của quái nhân lắc lắc, hắc hắc, Linh Bảo Các thì không cần phải nói, cho dù không có thông thiên Linh Bảo, cũng có thể lấy được những bảo vật khác, cũng xem như chúng ta đến uống một chuyến. Côn ngô điện chính là bởi vì quá mức rõ rệt, ta mới không chọn nó. Ta luôn nghĩ thấy, từ khi ngọn núi này bị phong ấn nơi đây, còn có cố ý lưu lại hai kiện thông thiên linh bảo, tóm lại bảo vật cung phụng trong côn ngô điện xem ra chỉ làm trang trí. Ngược lại, bảo vật dùng để chấn áp yêu ma gì đó mới thật có khả năng lớn. Nho sinh bình tĩnh nói, nói vậy tuy không phải là không có đạo lý, nhưng lão phu vẫn cho rằng côn ngô điện là kiến trúc hạch tâm của núi này, muốn khảo sát thì tất phải đến nơi này. Quái nhân vừa đầu gật đầu, Sao lại lắc đầu, thất thúc nói như vậy, ta làm sao không biết, nhưng chúng ta tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu nhân thủ. Phân chia thành hai đội thì còn xê cô chút miễn cưỡng, nếu lại chia thành ba đội, lực lượng sẽ rất đơn bạc. Nho sinh cười khổ nói, diệp gia tu sĩ còn lại cũng bắt đầu nghị luận, có người cảm thấy cách làm của Nho sinh ổn thỏa, có người lại cho rằng lời quái nhân nói có lý. Trong nhất thời không có cách nào đưa đến kết luận, quái nhân thấy tình trạng như thế, sắc mặt hiện lên một tia dị sắc trầm tư một lúc lập tức nói. Như vậy đi, chúng ta một nhóm 9 người, ngươi và ta đều mang ba người khảo sát linh bảo các và chấn ma tháp. Cuối cùng sẽ tìm một trưởng lão cơ trí chút, độn pháp cao minh hướng côn ngô điện đi một chuyến, nếu là cấm chế thực sự lợi hại không thể một mình phá đi, liền lập tức quay lại. Cứ như vậy, ngươi và ta trong lòng hiểu rõ, còn lại một trong hai đường nếu ai tương đối được thuận lợi, có lẽ sẽ còn kịp đi một chuyến đến côn ngô điện khảo sát. Quái nhân rốt cuộc đề nghị như thế. Cái này, được rồi, theo lời thất thúc nói vậy. Bất quá người đệ tử này chỉ là một người, sẽ phải cẩn thận sư cầm thú và ngân sĩ giả dạ xoa kia, hãy cho hắn mang di thiên trạc. Nho sinh suy nghĩ một lượt cảm thấy cũng có thể làm, nên đồng ý. Bất quá lại bổ sung hai câu, di thiên trạc, có bảo vật này, người này cho dù thực gặp được chuyện gì nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ mình. Quái nhân gật gật đầu, không phản đối, đoàn người diệp ra lập tức được phân phối, chia làm hai nhóm, Cổ ma vô thanh vô tức đứng phía sau quái nhân. Còn vị tu sĩ đi khảo sát côn ngô điện là người trung niên mặt chữ điền sung phong đảm nhận việc này tiến tới. Dù sao trong một hàng diệp ra tu sĩ này, ngoại trừ quái nhân và nho sinh ra, tựa hồ cũng chỉ có người này tu vi cao nhất. Nên nho sinh do dự một lược, đáp ứng về dưới, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc xuyến được luyện chế bằng bài cốt đưa cho người này. Mỗi một lần di thiên chạc phát động, phải dùng tinh huyết của bản thân mới có thể làm nhị ca nếu có thể tránh thì không nên dùng bảo vật này. Nho sinh trịnh trọng dặn dò, yên tâm, ta đều biết, tu sĩ mặt chữ điền trầm giọng đáp rồi tiếp nhận vật ấy. Nghe đồn trong chấn ma tháp kia là chỗ tà ma chuyên môn vây cấm một chút yêu quỷ cùng hung cực ác. Lão Phu đã nghe đại danh ấy từ lâu, chẳng biết bên trong còn có ma vật gì, sẽ do Lão Phu qua bên ấy khảo sát xem sao. Quái nhân thuận miệng nói, ha ha, không ngờ thất thúc với ta lại có cùng ý nghĩ. Ta vốn cảm thấy khá hứng thú với chấn ma tháp kia. Bất quá, một khi Thất Thúc đã nói như thế, vậy thì do Thất Thúc đi một chuyến vậy. Ta mang theo ba người bọn họ sẽ đi linh bảo các siêu tầm bảo vật. Nho Sinh nghe vậy giật mình, nhưng lập tức không thèm quan tâm, miệng liền đáp ứng. Chương 1002, phụ nhân, đại đầu quái nhân cũng không khách khí, lập tức mang theo ba người cổ ma thẳng tiến đến thềm đá có ghi chú rõ ràng kia mà đi. Tu sĩ mặt chữ điền liền hướng Nho Sinh ôm quyền trong tay nắm chặt kiện di thiên chắc kia, thân hình lắc vài lần, tại trên thềm đá ngay chính giữa dần dần rời xa. Nho sinh cũng không lập tức mang theo những người còn lại rời đi, khi chứng kiến quái nhân và tu sĩ mặt chữ điển cuối cùng biến mất trong xương trắng cuối thềm đá, mới thu hồi ánh mắt xoay mặt đối diện một vị lão giả bên cạnh lạnh nhạt nói. Phong hiền chất, trên tay chúng ta còn lại mấy bộ trận kỳ trận bàn. Khải bẩm đại trưởng lão, chiếu theo phân phó của người, sau mỗi lần phá trừ bộ cấm chế đều đã lưu lại ngay nơi đó pháp trận tạm thời của chúng ta, đến bây giờ ngoại trừ tử vi thất tinh đại trận đã phải tốn hơn 10 vạn linh thạch để mua, trong tay đã không còn những khí cụ bố trận khác. Lão giả kính cần kia trả lời, ưng, um, vậy đem bộ tử vi thất tinh trận bày bố tại đây đi. Mặt khác đem đám đầu hổ phong kia và hai con hấp huyết bức thả vào trong trận. Nho sinh không chút do dự phân phó, dạ rõ, lão giả lập tức đáp ứng, duỗi tay tới eo lưng vỗ một cái, một sấp tử trận kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay sau đó nhanh chóng hướng tới quảng trường mà đi nho sinh lúc này mới quay về hướng chân núi nhìn trên mặt âm tình bất định yên lặng không biết hắn đang nghĩ gì sau một thời thần bọn người nho sinh cũng không tiến vào một thềm đá nào dưới đỉnh núi không biết bao nhiêu vạn trượng tại eo núi đoàn người hàn lập vừa mới xuyên qua một cự đại bài lâu của vạn tu chi môn tại nơi đây tu sĩ diệp ra bố trí một ảo trận thượng tính cao minh nếu đối với kết đan kỳ tu sĩ tối thiểu cũng có thể vây khốn vài ngày. Nhưng đối với nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy, cơ hồ vừa gặp thì đã bị bọn người Kiền lão ma và Hoa Thiên kỳ tiện tay diệt trừ, cho dù là một chút thời gian cũng không thể trì hoãn thành công. Sau khi nhìn thấy cự đại bài lâu của Vạn tu chi môn, bọn người Kiền lão ma đối với việc nơi đây chính là Côn Ngô Sơn đã không còn hoài nghi. Ngoại trừ Hàn Lập ba người, những người còn lại đều lập tức cảm thấy hưng phấn dị thường. Đoàn người lập tức gấp rút hướng lên núi đuổi tới, kết quả bọn họ không tránh khỏi cứ liên tục chạm vào những cấm chế diệp ra bố trí trên bờ thềm đá chuyện này không khiến cho bọn người lão ma sinh ra thối ý ngược lại càng khiến bọn họ thêm phần gấp vội nhưng hiển nhiên bọn người diệp ra bố trí cấm chế một ngày một lợi hại bọn người lão ma phải ỉ vào pháp lực mạnh mẽ cuối cùng đều nhờ vào sức mạnh để phá vỡ nhưng cũng không khỏi bị trì hoãn một thời gian sau suốt một ngày một đêm bọn họ mới đến được trước tòa thạch điện thật lớn nơi xuất hiện số đông thạch khôi lỗi các vị đạo hữu hãy cẩn thận một chút trong này nếu cũng bày bố cấm chế chỉ sợ sẽ càng khó giải quyết hơn những người phía trước thật đúng là quá hào phóng không ngờ lại mang theo nhiều khí cụ bố trận như vậy xem ra cho dù thực không phải tu sĩ trong thập đại tông môn thì cũng là người trong một siêu đại thế lực nào đó hoa thiên kỳ nhìn phía trước mơ hồ có thể thấy được đại điện cổ xưa thần sắc thoáng có chút ngưng trọng hư có thể có loại hào phóng này phía trước một tòa cấm chế liên kết hai cực trận băng diễm đều có thể luyện chế thành trận kỳ trận bàn bố trí ra, dù là thập đại tông môn chúng ta cũng không phải một nhà nào đều có thể làm được. Ta thật sự có chút hiếu kỳ về thân phận chân chính của những người phía trước. tiền lão ma lạnh lùng nói, bất quá một đường truy tới, những người đó cũng như là với ở phía trước thay chúng ta phá trừ cấm chế của côn mô sơn. Cũng tính là tiện nghi cho chúng ta, cho dù chúng ta cũng bị bọn họ dùng cấm chế tạm thời trở ngại một hồi, cũng tuyệt đối có khả năng đuổi theo kịp hoa thiên kỳ tự tin nói hy vọng là thế kiên lão ma nhẹ nhàng nói khi nói chuyện mười mấy người đã xông vào bên trong đại điện trong thạch điện mảnh vỡ vụn của thạch khôi lỗi nằm đầy đất khiến mọi người cả kinh không khỏi dừng lại dò xét không có cấm chế giao động trong này chưa bị động tay động chân thật đúng là một việc ngoài ý sau khi hoa thiên kỳ thoáng dùng thần thức đảo qua thạch điện trần trừ nói chuyện này cũng rất bình thường phỏng chừng những người bố trận đã tiêu hao gần hết khí cụ Lão giả họ Phú cười hắc hắc nói: "Bất quá, chúng là thứ gì vậy? Ta chưa từng nghe nói khôi lỗi làm đá." Đại hán trong năm nguyên anh tu sĩ sau khi dùng mắt quét ngang mặt đất, nhíu mày nói: "Những thứ này không phải thạch khôi lỗi, nói không chừng là thạch linh. Chính là đem một ít tinh hồn của yêu thú, dùng một bí thuật nào đó cường hành nhốt vào trong một ít thạch tượng đặc chế, bí thuật này vào thời kỳ thượng cổ đã từng thịnh hành một thời, nhưng sau đó không biết vì duyên cớ gì loại bí thuật này đột nhiên bị thất truyền." một người không chút hoang mang khom người lấy một khối đá vụn trên mặt đất vừa ung dung xem xét vừa khẽ nói chính là hàn lập người mà từ lúc xuất phát từ thạch đình tới giờ rất ít nói chuyện âu oh, hàn đạo hữu cũng biết loại thượng cổ bí thuật này hoa thiên kỳ kinh ngạc đảo mắt nhìn hàn lập không có gì hàn mỗ đối với khôi lỗi thuật có chút nghiên cứu nhưng đáng tiếc mấy thứ này đều là vật hư tổn nếu không tại hạ thật đúng là muốn nghiên cứu cho thật tốt một phần hàn lập nói xong liền ném cục đá cầm trong tay bịch một tiếng thanh thạch lăn lộn vài vòng trên mặt đất hắn vừa rồi đã phát hiện ra những thi thể thạch linh hư tổn này thoạt nhìn chỉ là loại đá bình thường tuy đã trải qua sự luyện chế đặc thù nhưng trọng yếu nhất chính là bề ngoài của đám đá vụn biểu hiện một ít ký hiệu của một pháp trận kỳ quái từ mấy vật vỡ vụn này không cách nào nhìn ra chút gì muốn có một thạch linh hoàn chỉnh cũng rất dễ dàng tứ phía của mấy phương kia chắc chắn có thể còn sót lại một ít một tu sĩ trong nhóm đảo mắt đột nhiên chỉ về phía hành lang bị sụp hướng Hàn Lập cười hì hì nói. Hàn Lập đảo ánh mắt, chỉ phát hiện một trung niên tu sĩ với khuôn mặt có vẻ trung hậu, đúng là tứ tán chân nhân trịnh vệ. Hàn Lập không phải xuất thân từ Đại Tấn, tự không biết người này mang số danh. Nhưng lấy kinh nghiệm nhìn người của hắn, sao có thể lấy tướng mạo để nhìn người. Lập tức mỉm cười, đang lúc muốn nói thêm gì thì kiền lão ma bên kia bỗng nhiên hét lớn. Nhiệt xúc, muốn tìm cái chết lập tức năm đạo bạch ảnh đồng thời nhấc hai tay, 10 đạo quang trụ xám liền từ lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái đã đánh vào một chỗ không người gần đó. Sau một trận nổ vang, tử quang chấp động, chỉ là một quái điểu bốn cánh đầu sư tử thân chim ưng, từ không khí hiện hình, hung tợn chằm chằm nhìn mọi người. Đúng là sư cầm thú đã từng tập kích diệp ra tu sĩ. Hung cầm này đang len lén tiến tới gần bọn họ, bộ dáng định đánh lén năm ma tử của kiền lão. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là yêu cầm này vốn đã bị Diệp ra đại trưởng lão dùng thương chảo chém nứt hơn một nửa người, giờ phút này không ngờ lại khôi phục như bình thường, không có tí bộ dáng đã từng bị trọng thương. Yêu cầm đã từng nếm mùi đau khổ, tựa hồ cũng biết học khôn. Vừa thấy thân hình bị bại lộ, bốn cánh lập tức cùng khởi động, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn tử mang, trực tiếp hướng phía sau nhanh chóng bay đi. Kiền lão ma vẫn chưa thúc giục ngũ ma tử đuổi theo, các tu sĩ còn lại cũng bị hình dáng hung tợn của sư cầm thú nọ làm hoảng sợ sau một thoáng do dự đã khiến yêu thú này trong nháy mắt đã độn ra ngoài thạch điện, không còn thấy bóng dáng. Sư cầm thú, trong này cũng có loại quái vật này. Hoa thiên kỳ thở hắc một hơi, thì thào nói, thần sắc trở nên âm trầm. Hắn tự hỏi nếu rơi vào tay hung cầm này, chỉ sợ mình sẽ phải gặp giữ nhiều lành ít. Lão giả họ phú và bạch giao di liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh hãi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, còn có một ngân xí giả xoa càng lợi hại hơn vài phần đang quanh quẩn đâu đó trong núi. Chỉ là trong ý tưởng của bọn họ, Hàn Lập và hai người hắn đối với việc này đều không có đề cập đến, nên những khác tu sĩ căn bản không biết đến sự tồn tại của quái vật này. Nhóm tu sĩ còn lại sắc mặt cũng đồng dạng nhợt nhạt. Sự tồn tại của loại thượng cổ hung cầm này có thể sánh bằng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên là vô cùng không dễ chọc vào. Bất quá sau khi sư cầm thú xuất hiện, Hàn Lập nguyên bản có chút động tâm, ý tưởng muốn khảo sát hành lang cũng phải vứt bỏ sang một bên. Trên núi không chỉ có ngân xí dạ xoa, một cái quái vật như vậy tồn tại, hiện tại nên theo mọi người cùng nhau hành động thì tương đối ổn thỏa hơn một chút. Bọn người Hàn Lập đương nhiên không biết, sau khoảnh khắc yêu cầm bay ra khỏi thạch điện sau, một cái hình tròn ở một bên hướng chân núi bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ phi hành đột, mới đột nhiên đáp xuống trên tại một cây đại xanh biếc dị thường sau đó miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ khó nghe, không khác gì tiếng quỷ gào. Biết rồi, người kêu là cái gì? Không phải là muốn nhờ ta báo thù cho ngươi sao chứ? Lão nương có thể có hứng thú làm việc này. Bị nhốt dưới nước không có ánh mặt trời nhiều như vậy năm, lão nương không dễ dàng thoát sự vây khốn, cũng không nghĩ lại rước lấy phiền toái gì. Hơn nữa hai nhóm tu sĩ nhân loại kia đều là nguyên anh tu sĩ, không có một người tốt nào. Một thanh âm gay gắt truyền đến, lập tức lục quang trên đại thụ trợt lóe, hiện ra một cái động rỗng trên thân cây cao gần một trường. Một phụ nhân mặc quần áo đen từ bên trong đi ra, thần tình đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Eo lưng của phụ nhân này tựa như cái thùng phi, làn da ngăm đen, búi tóc trên đầu cũng đen nhánh dị thường lại chỉ dài có vài tấc, bộ dáng có thể nói là xấu xí vô cùng. Sư cầm thú nghe được lời ấy, tựa hồ tức giận dị thường, ánh đỏ trong mắt chấp động, miệng phát ra tiếng kêu càng thê lương. Người nghĩ thật là hay, là chính người bất cẩn, bị tu sĩ chém đi nửa phần móng vuốt, lão nương dựa vào cái gì phải giúp người báo thù. Huống hồ năm đó ba hậu nhân côn ngô đem chúng ta giam cầm tại khốn linh trận ấy, không phải là muốn bắt chúng ta thay bọn họ bảo hộ núi này sao chứ? Lão nương cố tình không nghe theo chủ ý của bọn chúng. Phụ nhân chống nạnh hai tay, nghiến răng nghiến lợi hướng sư cầm thú nói. Nhưng nếu chúng ta không giết chết những kẻ vào núi, bị mấy tu sĩ này xông vào côn ngô điện, mang bốn khối linh bài cấm chế của chúng ta đi, chỉ sợ là kết cuộc chúng ta lại rơi vào sự sai sử của con người. Âm thanh của một nam tử khác đột nhiên từ không trung truyền đến, sau đó thanh quang chợt lóe, ngân xí dạ xoa bất ngờ trong không khí xuất hiện tại nơi đây. Hừ, bằng vào bọn chúng mà cũng có thể xông vào trong côn ngô điện. Người nghĩ cấm chế của côn ngô điện bố trí không đủ. Đặc biệt là bác cực nguyên quang kia, căn bản khó lòng phòng bị. Những người đó thực sự xông vào côn ngô điện, thì chết là cái chắc. Số phụ nhân đối với sự xuất hiện của ngân xí dạ xoa không chút nào kinh ngạc, ngược lại dị thường lãnh đàm nói. Khuê đạo hiếu, chuyện này không nhất định. Bắc cực nguyên quang mặc dù lợi hại, nhưng người sông trận lần này có thể có tu sĩ nhân loại cấp bậc nguyên anh hậu kỳ. Chuyện trên người có thứ phòng bị bảo vật pháp khí của Bắc cực nguyên quang cũng là rất có khả năng. Hơn nữa đạo hiếu thật sự không nghĩ đến chúng nhân cơ hội này thu hồi bổn mệnh bài sao chứ? Nếu không, chúng ta mặc dù thoát ra khỏi khốn linh trận, lại không thể rời khỏi côn ngô sơn này một bước. Ngân sĩ dạ xoa bất động thanh sắc nói, chương 1003, quần ma ẩn hiện. Trong ngày linh khí sung mãn, lão nương việc gì phải rời khỏi nơi đây. Tuy chẳng biết thế giới bên ngoài bây giờ thế nào, nhưng nghĩ tới chuyện tại nhân giới không thể tìm được chỗ tu luyện thích hợp hơn nơi đây, ta lại muốn ở đây tu luyện cho đến ngày phi thăng mới thôi. Số phụ nhân vừa nghe ngân xí giả dạ xoa nhắc tới bổn mệnh bài, sắc mặt khẽ biến, khẩu khí càng thêm nhất quyết. Khuê đạo hiếu, người biết rõ phòng ấn đã bị phá, ở lại núi này tu luyện căn bản là việc không có khả năng, cần gì phải ngoan cố với đôi ba tất lưỡi. Hơn nữa, chúng ta cũng coi như là có uyên nguyên, vì thế nên liên thủ để cùng qua cửa ải khó này mới được. Ngân sĩ giả dạ xoa nhướng mày nói, uyên nguyên thì thật là có một một chút, ngươi là tu sĩ nhân loại tu luyện thân thể thành linh, ta và sư cầm thú là linh cầm linh thú do người nọ ngày xưa nuôi dưỡng, lại cùng bị tu sĩ này phong ấn trong khốn linh trận. Số phụ nhân thật không phủ nhận, thần sắc chậm rãi gật đầu. Chính là như vậy, nên ba người chúng ta mới có khả năng liên thủ. Mà côn ngô điện kia có sự tồn tại của cấm chế chuyên môn khắc chế bọn ta, bình thường căn bản không thể đến gần. Hiện tại có tu sĩ nhân loại thay chúng ta mở đường, bọn ta chỉ cần lén theo sau bọn họ liền có thể lẻn vào, đến lúc đó đồng loạt xuất thủ, đoạt lấy bổn mệnh bài là việc dễ dàng. Hừ, ngươi nói nghe thật dễ, nhưng ta nghe sư cầm thú nói hai nhóm tu sĩ này nhân số đều không ít, còn có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong đội. Đúng rồi, ngươi nói tu sĩ có thông thiên linh bảo kia sợ rằng sẽ phi thường khó giải quyết tựa hồ cũng đi chung với nhóm người này. Đến lúc đó, đừng nói là bổn mệnh bài không tới tay, ngược lại tự dẫn thân vào trong. Lão nương bị người nhốt đến sợ, nên tình nguyện không cần bổn mệnh bài chi chi, cùng lắm thì từ nay về sau rút vào một nơi sâu trong linh mạch của bốn VN, đánh một giấc dài hơn ngàn năm. Đến lúc đó bọn họ cho dù có bổn mệnh bài, nhưng lão nương căn bản không giáp mặt với bọn họ. Bọn họ có thể làm gì ta? Số phụ nhân trong lòng đã dao động, nhưng vẻ bên ngoài vẫn cứng miệng. Khuê đạo hữu đừng quên rằng là ngươi cũng đồng dạng am hiểu thổ độn thuật. Ngân sĩ giả dạ xoa tựa hồ có chút mất kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống. Lời này của ngươi có ý gì? Phụ nhân trừng mắt, ánh mắt phát lạnh chăm chú nhìn hướng ngân sĩ giả dạ xoa. Rất đơn giản, nếu bổn mệnh bài của ta bị nhóm người này nắm giữ, khi hỏi đến những việc liên quan, ta chắc chắn không thể cự tuyệt và sẽ đem chuyện của ngươi nói ra. Có một yêu đan huyền nham quy cấp 10, ngươi cho rằng mấy tu sĩ này sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi hay sao? Đến lúc đó, ta bảo đảm sẽ bị họ phái đi truy sát ngươi. Ngân xí giả dạ xoa nhẹ nhàng nói, một khi đã như vậy, người với ta cùng đánh một trận là xong. Số phụ nhân hừ hừ vài tiếng, vẻ mặt hiện một tia sắc mặt giận dữ. Ta sẽ không bỏ qua cơ hội cướp lấy bổn mệnh bài lần này, cũng không muốn cả đời vị vây khốn trong núi này. Phải biết rằng, nếu không cách nào hấp thụ âm nguyệt tinh hoa bên ngoài núi, cả đời ta không thể tiến hóa đến kim thân nguyệt thi. Ngân xí giả dạ xoa không khách khí nói, hừ, Ngươi đang uy hiếp lão nương. Phụ nhân đột nhiên nhảy lên cao vài thước, chỉ vào ngân xí giả xoa to tiếng mắng chửi. Hắc hắc, có phải là uy hiếp hay không, khuê đạo hữu tự mình cũng có thể phán đoán. Ngươi chớ quên rằng ngươi còn thiếu ta một món nợ nhân tình chưa trả. Năm đó đám cổ tu kia đã hạ bạo huyết chú trên người chúng ta, khiến toàn bộ thần trí của chúng ta trở thành ngu ngốc, là ta lấy phân nửa viên thanh hư đan lén đưa cho ngươi. Bằng không ngươi đã sớm trở thành một kẻ điên khắc máu, sao có thể hóa hình như hôm nay ngân xí trên lưng ngân xí giả dạ xoa đập một cái âm thanh lạnh lùng nói nhân tình này ta tự nhiên nhớ phụ nhân vừa nghe đến chuyện bạo huyết chú nhất thời dáng vẻ kiêu ngạo giảm xuống không ít nhưng ngươi cũng đừng quên ngoại trừ chúng ta ra còn có kẻ thứ tư bị truyền đến cho đến bây giờ chúng và hắn cũng chưa từng gặp mặt qua cũng không biết đối phương ra sao nếu có thể cùng hắn liên thủ ta sẽ có thể còn suy nghĩ phụ nhân sau khi trầm mặc một lúc liền ung um dung nói ta đã sớm đi tìm khắp nơi cũng không tìm được nơi bảy bố khốn linh trận thứ tư. Cũng không phát hiện tung tích của những yêu quỷ khác, có lẽ kẻ thứ tư không được may mắn, chuyện hắn đã sớm không còn tồn tại cũng rất là có khả năng. Dù sao hắn cũng không có thanh hư đan để bảo trì thần trí. Một cuồng vật khác máu đã cách bấy nhiêu năm, khả năng tính còn tồn tại thì thật sự không quá lớn. Hơn nữa cho dù hắn thực sự còn tồn tại thì chúng ta cũng không thời gian để tìm hắn. Ngân sĩ dạ xoa lắc đầu nói số phụ nhân nghe xong lời này, vẻ mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu cuối cùng dài thở dài một hơi, hung hăng nói. Tốt, người đã cũng nhắc tới chuyện của Thanh Hư Đan, lão nương đành phải xuất thủ trợ giúp người một lần. Nhưng chỉ đến khi các ngươi lấy được bổn mệnh bài, sau đó sẽ lập tức bỏ đi. Lão nương cũng không ngây ngốc ở lại núi này, sẽ ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ không người, từ đó về sau ẩn tu không xuất hiện nữa. Chuyện này cũng được, chỉ cần có tấm thân tự do, lấy tu vi của chúng ta có chỗ nào trong thiên hạ mà đi không được ngân sĩ giả dạ xoa trên mặt lộ ra tia sắc mặt vui mừng thần thông của huyền nham quy biến thành phụ nhân này so với hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn một phần là một người giúp đỡ có sức lực cường đại bất quá trước khi hành động chúng ta cần phải lên một kế hoạch cho thật tốt nhóm tu sĩ này một khi đã biết đến sự tồn tại của hai vị đạo hiếu chúng ta phải cẩn thận một chút đừng để bị tu sĩ nhân loại bẫy ngược lại số phụ nhân sau khi đáp ứng một lúc cả người không ngờ trở nên bình tĩnh dị thường chuyện này là đương nhiên lần này ngân xí giả xoa không chút trì hoãn đồng ý nói sư cầm thú ở bên cạnh cũng gầm nhẹ một tiếng lập tức ba yêu vật ở dưới đại thụ thấp giọng bắt đầu thương lượng sau thời gian qua một bữa cơm ba người bỗng nhiên bay lên trời cùng nhau hướng lối thềm đá phi độn thật nhanh trong nháy mắt đại thụ lại trở nên yên tĩnh dị thường chỉ còn lại tiếng vi vu thổi qua của từng cơn gió chẳng biết qua bao lâu tại gần cây đại thụ xem ra có vẻ như một cây đại thụ rất bình thường đột nhiên một trận dung chuyển lắc lư sau đó bắt đầu thu nhỏ lại bao phủ trong một lớp lục quang trên thân đại thụ bỗng nhiên lồi ra hai con mắt xanh biếc thật to hai nhãn trâu này xanh biếc dị thường thoáng chuyển động lạnh lùng nhìn về hướng nhóm ngân xí giả dạ xoa vừa biến mất bộ dáng không có một tia cảm tình gốc cây này dĩ nhiên là do một yêu vật không biết tên biến thành với thần thông kinh người của bọn ngân sĩ dạ xoa ba yêu vật mà vẫn không thể phát hiện yêu vật này mặc dù gần trong gang tắc. Thật sự là chuyện không tưởng được, sau một lúc chừng mắt nhìn thẳng không chung, đột nhiên quanh thân yêu vật lục quang chợt lẽ, suy một tiếng, gốc cây thoáng một chút đã chui vào trong lòng đất không còn thấy bóng dáng. Lúc này, nơi đây mới trở lại an tĩnh không người. Ở một nơi khác, bọn người hàn lập sau khi không còn nhìn thấy sư cầm thú cũng không định tiếp tục ở lại trong thạch điện lâu hơn liền mau chóng phi độn rời ra ngoài. Kết quả, vừa ra ngoài điện, bọn họ tự nhiên gặp phải tình trạng cấm không giống như bọn người diệp gia tu sĩ đã gặp lúc đầu, đều từ không trung rất xuống. Chuyện này khiến bọn họ vừa cả kinh vừa mừng rỡ, tự nhiên biết được bọn họ rốt cuộc cũng đến nơi trọng yếu của côn ngô sơn. Đó là cái gì? Bạch giao di yêu kiều kêu to, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm thềm đá xa xa, ngọc dung đầy vẻ chấn kinh. Những người khác giật mình, vội vàng nhìn qua, liền phát hiện tại nơi cách xa vài dặm, thềm đá uốn lượn khúc chiết chìm vào trong một mảnh rừng cao chọc trời cả mảng rừng đều là tử trúc lớn cỡ một vòng tay người ôm rậm rạp cơ hồ trải rộng tận các nơi trong tầm mắt phía trước vốn có quảng trường bạch ngọc tồn tại cũng bị rừng trúc che khuất hoàn toàn vô tung vô ảnh trong rừng tràn ngập khắp bầu trời là một màn tử khí nhàn nhạt, nhạt thoáng chuyển đến một cỗ linh áp kinh người càng khiến bọn người hàn lập trong lòng phát sung. pháp trận nhìn tựa như băng diễm lưỡng cực trận nhưng có vẻ lợi hại hơn nhiều bất quá trận này cũng có thể là đạo cấm chế cuối cùng do đám người kia bố trí chỉ cần phá trừ trận này liền có thể đuổi kịp bọn họ. Sau khi Hoa Thiên Kỳ cẩn thận dò xét một phen, ngưng trọng nói. Đã là như vậy thì còn trần chờ gì nữa? Kiên lão ma sau một trận cuồng tiếu, ngũ ma tử liền hóa thành một dòng ánh sáng, trực tiếp quét về hướng rừng trúc. Hoa Thiên Kỳ thoáng do dự, cũng mang mấy người độc thánh môn hướng tử trúc lâm bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Ôi, Hàn Huynh, ngươi làm sao vậy? Lão giả họ phú vừa định bay đi chợt phát hiện sắc mặt của Hàn Lập bên cạnh cực kỳ khó coi, bộ dáng tựa hồ có gì đó không đúng, trong lòng không khỏi cả kinh, vội kêu lên. Không có gì, chúng ta hãy tới đó thôi. Hàn lập hít sâu một hơi, thân xác trong khoảnh khắc khôi phục lại như thường. Không muốn nhiều lời nên thân hình nhoáng lên trực tiếp bay đi gần mấy trượng. Lão giả sờ sờ cầm, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng chỉ có thể đem việc này chôn tận đáy lòng, mau chóng theo sát. Lão giả họ phú tự nhiên không biết, trong cơ thể hàn lập vừa rồi mấy mươi thanh phi kiếm đồng thời vô cớ run lên. Việc này khiến hắn cả kinh, nhất thời biết cổ ma cũng đang ở trong núi này. Điều này làm sao khiến sắc mặt hàn lập tốt được chứ? Chẳng lẽ cổ ma ở trong nhóm tu sĩ phía trước, ma đầu này làm sao lẫn vào trong nhóm đó rồi chạy đến núi này? Chẳng lẽ nơi này có vật gì cổ ma để ý, hay là có âm mưu gì khác? Một chuỗi ý niệm trong khoảnh khắc tuôn ra trong đầu hàn lập, khiến tâm thần hắn hoàn toàn hỗn loạn, làm thế nào cũng không thể để duy trì tâm tình bình tĩnh. Chuyện này không phải vì Hàn Lập có được tam diễm phiến và nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi nên vẫn đang còn đối cổ ma này e ngại dị thường, mà là hiện tại cổ ma này xuất hiện, thời cơ thật sự quá quỷ dị. Đại tấn 4 VN rộng lớn như thế sao lại khiến hắn liên tiếp gặp phải cổ ma này, hơn nữa ký ức về chuyện vạn trưởng ma uyên của thiên nam vẫn còn sờ sờ trước mắt. Điều này khiến cho tận trong đáy lòng Hàn Lập có một loại cảm giác bất hảo. Giờ phút này kiền lão ma khu động ngũ ma tử đã đến trước mặt rừng trúc, những cổ hàn khí xám từ trong bạch ảnh phun ra, đánh về phía cánh rừng. Từ trúc lâm phát ra một trận nổ vang, một đoàn bảy đạo tử sắc quang trụ bỗng nhiên từ các nơi trong rừng trúc phóng lên cao, sau đó tử khí trong rừng trúc chợt như sống lại, hóa thành một làn sóng tử sắc áp lại hàn khí xám, hai quang sắc xám tím quyện vào nhau như hai quái thú đang quần nhau cấu xé. Độc thánh môn tứ lão cùng đại hán các tu sĩ từ phía sau đuổi tới thấy vậy, cũng không chút trì hoãn liền thi triển thần thông, nhất thời bảo vật muôn hình muôn dạng hóa thành các dòng ánh sáng muôn màu, hung hăng cuốn về phía rừng trúc bay tới. Hàn lập cũng lặng lẽ tung ra mấy thanh phi kiếm, trong lúc lơ đáng gia nhập vào công kích. Tại mặt ngoài của phong ấn, bởi vì ảo trận tự bảo phong kín thông đạo dưới đất bị trùng tân, nên lại có một số khách không mời tiến vào. chương 1004, Huyền Thanh Tử Tại phương Bắc Sâu trong lòng đất khoảng 20 dặm vẫn còn mấy trăm tu sĩ tụ tập quanh lối vào. Bởi vì ảo trận tự bảo, khiến khe nứt rộng mấy trường xuất hiện trước mặt chúng tu sĩ, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho thông đạo càng trở nên nguy hiểm hơn, ngân quang tại lối vào chấp động liên hồi, ngân lãng phảng phất như quét hết mọi thứ trông cực kỳ quỷ dị. Ngay tại lối vào, những tu sĩ tán tu và tu sĩ của các tiểu thế lực tự biết mình không thể tham dự tranh đoạt bèn lánh thân nơi xa xa, ngoại trừ những người này chỉ còn lại ba nhóm tu sĩ tụ tập tựa hồ rằng có không thỏa hiệp. Một nhóm là do nữ tu tạo thành, toàn thân mặc thúy lục y sam, mỗi người ai cũng trẻ trung và mạo mỹ, dáng người nổi bật, theo cách ăn mặc thì chính là tu sĩ của bản địa Nam Cương. Cầm đầu chỉ có hai người, một phụ nhân Nguyên Anh Trung Kỳ, dung mạo bình thường, một nữ tử trẻ tuổi Nguyên Anh Sơ Kỳ, thật tú lệ động lòng người. Chính diện đối đầu với nhóm nữ tu này là một nhóm tu sĩ khoảng 30 người. Nhưng điều khiến người cảm thấy kỳ quái chính là nhóm người này được chia làm hai bên, một bên vận hắc sắc sam y, bên kia vận tuyết bạch trường bào. Ngay trước mặt bọn họ có năm nguyên anh kỳ tu sĩ phân ra đứng. Các thiên hào và thiên lan thánh nữ Lâm Ngân Bình hiển nhiên cũng ở trong đó, nhưng đáng chú ý nhất chính là nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh thiên lan thánh nữ. Theo cách linh khí dao động xem ra hắn không ngờ lại là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chính là vị đại tiên sư họ từ của thiên lan thảo nguyên. Đám tu sĩ cuối cùng nhân số ít nhất, chỉ có ba gã thanh bào đạo sĩ, cầm đầu một lão đạo bạch phát hồng diệt, tiên phong đạo cốt, hiển nhiên cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ. Một phu nhân, quý tông đâu cần phải phân tranh trong vũng nước đục này không phải bần đạo xem thường phu nhân, mà là việc này thật sự nguy hiểm dị thường, chỉ cần phân tâm một chút là có thể khiến nguyên khí của hóa tiên tông bị đại tổn. Ta đã chứng kiến qua tình cảnh thượng cổ, mới kiệt lực khuyên can. Bạch phát lão đạo hướng phụ nhân kia nghiêm mặt nói, nghe khẩu khí ấy, không ngờ lão đạo và phụ nhân kia lại khá quen biết. Huyền thanh tử, thái nhất môn cho dù xưng là chính đạo đệ nhất môn, cũng không có thể bá đạo như thế. Phong ấn này rõ ràng là ở trong phạm vi thế lực của bản môn, sao hóa tiên tông chúng ta lại không thể vào. Còn về sự nguy hiểm, đệ tử của bản tông vốn không để vào mắt. Phụ nhân kia nhẹ nhàng trả lời, nhóm nữ tu này dĩ nhiên là một đại tông khác của Nam Cương, hóa tiên tông tu sĩ. Nói đến đại tông này xem ra danh tiếng tại tu tiên giới so với thánh môn thậm chí còn vang dội hơn vài phần. Bởi vì duyên cớ công pháp của tông này, nên đại bộ phận đệ tử đều là nữ tu. Trong môn cao giai tu sĩ trưởng lão cũng đều là nữ tử. Nhưng tông này có thể uy chấn Nam Cương vì có thể dựa vào cái chớ chú âm độc khó phòng của tông nội. Nghe nói có thể cách xa ngoài ngàn dặm thì phép giết người trong vô hình. Cho nên tu tiên giới 4VN thường truyền rằng một khi đắc tội với tu sĩ của tông này cho dù ở xứ xa xôi, khỉ ho có gáy đi nữa thì cũng phải toi mạng. Điều này khiến tu sĩ của những tông môn khác đa số đều đối với tông sĩ nữ tu này phi thường kiêng kỵ tuyệt không muốn trêu chọc vị mộc phu nhân của hóa tiên tông này có một truyền thuyết hãi nhân đã từng trong một ngày đồng thời thi triển pháp chú giết chết ba tu sĩ cùng cấp bậc tại những nơi khác nhau lão đạo cùng nàng ấy năm xưa cũng có một đoạn ân oán bên trong cho nên lão đạo cho dù thân có là trưởng lão hạng nhất hạng nhì của đại tấn thì cũng phải khách khách khí khí huyền thanh đạo huynh sự tình của tông môn cát mỗ sẽ không hỏi đến nhưng âm la tông chúng ta nhất định phải vào cát thiên hào bên kia cũng mở miệng người này cùng nhóm thiên lan tu sĩ chạy ngày chạy đêm vừa tiến vào Nam Cương lại gặp phải hai trường lão âm La Tông khác, biết được chuyện phong ấn dưới đất. Lập tức mang theo mọi người chạy tới đây, hiện giờ hắn tự giác bên mình lực lượng nhân thủ vẫn hơn thái nhất môn đương nhiên sẽ không dễ dàng lui bước. Các đạo hữu thật muốn tiến vào, bần đạo cũng không cần cản trở. Không dối gạt chư vị bần đạo có được một mật báo, phong ấn này là có người cố tình tìm trăm phương ngàn kế để giải khai. Tuy rằng ta không biết phía dưới là vậy gì nhưng nghĩ cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, bần đạo không nhúng tay vào việc này. Khe nước này đã biến dạng thành thế này mấy vị đạo hữu làm sao đi qua. Hiện tại chính bần đạo cũng không dám tùy tiện xông vào khe nước này. Lão huyền thanh tử nghe xong lời này không hề động nộ, mà là xoay người thoáng nhìn ngân sắc hà quang trong lối vào, từ chối cho ý kiến. Vừa nghe lời này của lão đạo, bọn người lục sam phụ nhân và các thiên hào tất cả đều trở nên trầm mặc. Chuyện này đích thật là một vấn không có một giải quyết tốt đẹp, Hiện tại trong khe nứt cấm chế dao động cuồng bạo như thế, tiến vào đó đích thật là một việc nguy hiểm dị thường. Hóa tiên tông chúng ta trong những năm gần đây vừa tìm được một kiện nhật nguyệt toa, xem như là một trong những bảo vật vừa có lực công kích lẫn phòng ngự thiên hạ hiếm có. Ta và sư muội liên thủ, nguyện ý lấy ra thử một lần. Phụ nhân phất nhẹ sợi tóc đen trên trán, chậm rãi nói. Nhật nguyệt toa, một trong ba kiện linh toa bảo vật, phu nhân lại có bảo vật này, lão đạo trên mặt có vẻ ngoài ý muốn, không có gì, bản tông cũng là vừa mới đắc thủ được, đang muốn mang bảo vật này làm truyền thừa chi bảo của hóa tiên tông chúng ta. Một phu nhân bất động thanh sắc nói, không một chút kiêng kỵ. Một khi đã phu nhân có bảo vật này, bần đạo cũng không nói nhiều, một đạo hữu hãy tự lo cho tốt thôi, hai ngày sau bần đạo cũng sẽ tiến vào phong ấn này. Lão đạo gật đầu, quả nhiên không nói thêm gì, hai ngày sau, vừa rồi đạo hữu không phải nói mình cũng không có cách thông qua sao chứ, giờ nói như vậy là có ý gì. Các thiên hào nghe ra có gì đó không hợp lý, bần đạo không có nói sao. Hai ngày sau, thất diệu chân nhân của thiên ma tông sẽ tới đây. Có linh quy phi xa của thất diệu đạo hiếu, thông qua khe nứt này cũng không thành vấn đề. Lão đạo vân về tròm dâu nói, thất diệu chân nhân cũng muốn tới đây. Nhóm các thiên hào và những người khác đều cả kinh. Không sai, bần đạo nhận được mật báo, vốn chính là liên can đến việc của chính ma lưỡng đạo. Vừa lúc bần đạo và thất diệu đạo hiếu cùng phụ trách, mà hai người chúng ta không lâu trước đây mới tại phụ cận của Nam Cương phân công làm việc. Bây giờ đã tìm được manh mối tìm, tự nhiên phải tìm thất diệu huynh đến giúp bần đạo một tay. Không phải là lão đạo nhát gan, mà nếu là mật báo là thật, lão đạo tự nhận một người cũng không có tác dụng gì. Đợi thất diệu đạo hữu đến rồi cùng nhau tiến vào trong phong ấn nội, sẽ cảm thấy ổn thỏa hơn chút. Lão đạo thản nhiên nói, nghe được ngày kia thất diệu chân nhân của thiên ma tông cũng xuất động. Các thiên hào sắc mặt thật sự không tốt sau khi âm trầm một lúc môi hắn khẽ nhúc nhích cùng thiên lan thánh nữ và thanh niên họ từ truyền âm thanh niên họ từ thần sắc bất biến mà lâm ngân bình nghe xong lại nhíu chặt chân mày các thiên hào thấy vậy lại vội vàng nói hai câu gì sau khi thanh niên họ từ trầm mặc một lúc rốt cuộc chậm rãi gật đầu lâm ngân bình mặc dù có chút trần trừ nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản gì lúc này vẻ các thiên hào mới thư giãn sau đó hướng huyền thanh tử kiên quyết nói nghe khẩu khí của huyền thanh đạo hiếu bộ dáng của phong ấn đích xác có vấn đề không nhỏ. Nhưng đại trưởng lão của bổn môn đã đi xuống, cát mỗ không thể ngồi yên không màng. Tuy rằng bọn ta không có loại bảo vật như nhật nguyệt toa hay linh quy phi xa, nhưng cũng muốn thử một lần. Hắc hắc, lão đạo cũng hiểu rõ, cát huynh còn có ỷ trưởng. Bần đạo cũng sẽ không làm một ác nhân, có thần thông gì để thông qua khe nứt, thì cứ việc thi triển là được. Huyền thanh tử không chút kinh ngạc. Sau khi dùng ánh mắt dò xét thiên lan đại tiên sư họ từ, vẻ mặt bình tĩnh nói xem ra lão đạo này đối với lai lịch của nhóm thiên lan tu sĩ biết rất rõ ràng. Đã là như vậy, bọn ta cũng không tức giận, từ đạo hiếu, làm phiền ngươi xuất thủ, Cát thiên hào nghe vậy cười ha ha, quay mặt về phía sau nói. Ừm, Cát huynh đã nhất lực yêu cầu, từ mỗ tạm thử một phen. Thanh niên đưa tay vỗ lên túi linh thú tại eo, nhất thời một mảnh thái hà từ trong túi bay ra, sau đó linh quang chợt lóe, một con khổng tước ngũ sắc hiện hình tại không trung, thái linh tản mát ra một vòng ánh sáng dài vài xích thật lấp lánh bắt mắt. Đây là linh tê khổng tước, huyền thanh tử hai mắt híp lại, trên mặt thoáng biến sắc. Không sai, ngũ sắc linh quang do linh tê khổng tước này phóng suốt trời sinh có thể ngăn cách thiên địa linh khí. Sẽ do nó mở đường, chúng ta đồng dạng có thể tiến vào. Huyền thanh huynh, chúng ta chờ sẽ đi trước một bước. Bọn người các thiên hào vừa thấy thanh niên họ từ phóng suốt linh cầm, không hề trì hoãn gì, sau khi khổng tước kia gáy một tiếng trong trẻo, lao đầu vào ngân sắc hạ quang, mấy nguyên anh kỳ tu sĩ bọn họ đều phóng suốt hộ thân pháp bảo, nhanh chóng đột nhập vào trong ấy theo sát. Trong nháy mắt bên ngoài chỉ còn lại các đệ tử cấp thấp của Thiên Lan và âm La Tông Đích. Những người này tựa hồ trước đó đã được mệnh lệnh, vừa thấy bọn người các thiên hào bình yên tiến vào trong một hồi, tựa hồ không có vấn đề gì liền lập tức cũng không định ở lại đây, lần lượt biến thành quang độn hướng lên mặt đất độn đi. Trong khoảnh khắc, lối vào chỉ còn lại bọn người huyền thanh tử và nữ tu của hóa tiên tông. Phụ nhân họ mộc thấy vậy, sau một lúc trầm ngâm, đồng dạng quay đầu phân phó vài câu. Nhất thời nhóm nữ đệ tử môn hạ cũng lập tức giải tán, ly khai nơi này. Các thấy môn hạ rời xa nơi đây, phụ nhân lúc này mới hướng nữ tử tú lệ kia gật ý tứ nói: "Sư muội, phóng xuất linh qua đi." Biết rồi, nữ tử tú lệ cất tiếng đáp, lập tức ngọc thủ hướng chiếc eo mảnh mai, trong tay nhất thời liền xuất ra một kiện bảo vật có hai đầu nhọn màu bạc, ném lên không trung. Cơ hồ cùng một lúc, tay áo của phụ nhân run lên, một kiện kim sắc bảo vật giống y hệt tung ra. Nhất thời hai đạo quang mang một ngân một kim bắt đầu chạm vào nhau trên không trung, chúng quyện vào nhau mà không có bạo liệt bật ra, ngược lại trong khoảnh khắc hợp hai làm một, hóa thành một cự toa kim ngân sắc, lớn chừng một trượng, khí thế kinh người. Đi, phụ nhân khẽ kêu một tiếng, lập tức cùng nữ tử tú lệ hóa thành hai đạo cầu vồng, chợt lóe lướt tới tiến vào cự toa không thấy bóng dáng. Bề ngoài của cự toa kim ngân quang mang đồng thời lấp lánh, sau khi xoay tròn liền phóng nhanh đi, phi độn vào bên trong khe nứt. Lão đạo phí nhiều lời như vậy, các người vẫn muốn tiến ảo. Dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể oán lão đạo không nhắc nhở. Huyền Thanh Tử sau khi thấy bóng dáng cự toa hoàn toàn biến mất, trên mặt mang một tia dị sắc lầm bẩm nói. Sau đó hắn hướng hai kết đan kỳ đạo sĩ phía sau khoác tay, lập tức ba người ở lối vào khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Có một vị đại tu sĩ như vậy thủ tại lối vào, xa xa những tu sĩ khác chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Tại bên trong phong ấn ở đỉnh của Côn Ngô Sơn, trong một không gian phong bế âm u không rõ nào đó, một cái hình thể to lớn khó có thể tưởng được của một cự vật phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích, tại bên ngoài thân thể dán vô số chương cấm chế phù, xiềng xích quấn quanh dày đặc. Những cái cấm chế phù này linh quang chấp động, vừa thấy đã biết tất cả đều là cấp bậc cực cao. Mà xiềng xích thì ngược lại đen thùi không chút ánh sáng, lại thoáng có những tia máu thấm ra ngoài. Chương 1005, cự vật ngoại trừ ngoài thân đầy cấm phù và xiềng xích phụ cận cự vật này còn có một tấm gương đồng nằm trong một lòng bàn tay phóng ra từng đạo hoàng quang trụ tạo thành một pháp trận kỳ quái quang trụ chấp lóe đan sen vào nhau đem cự vật nhốt vào trong trong không gian nơi chứa cự vật một tầng lại một tầng cấm chế phảng phất như những làn sóng cuộn vô cùng vô tận nơi nơi đều có ánh sáng yếu ớt mỏng manh thân hình vật ấy mơ hồ như một ngọn núi nhỏ thoáng nhìn thì không thấy có biến hóa gì nếu không phải trên bề mặt của thân thể lâu lâu có thoáng phập phồng thì bất kỳ ai cũng sẽ cho đấy là một tử vật. Tương phản với nơi này, không gian ngay bên cạnh là một vòm trời khác. Nơi đây mượt mà xanh biếc, kỳ hoa dị thảo mọc đầy khắp nơi, linh khí sung mãn khiến người kinh ngạc không nói nên lời. ở giữa nơi phảng phất như tiên cảnh này còn có một tòa cung điện hoa lệ rộng mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại, cung điện rất yên tĩnh không một bóng người. nhưng nếu đứng ở không trung trên cung điện nhìn xuống, thì sẽ phát hiện cung điện này không ngờ lại được xây tại trung tâm của một tòa pháp trận to lớn. Tại vùng phụ cận của cung điện còn có xây 81 tòa tế đàn nhỏ, cao chừng 10 trượng, được phân phối các nơi trong pháp trận. Khiến người kinh ngạc nhất chính là tại mỗi tế đàn đều thờ phụng một bạch ngọc thạch nhân cao mấy trượng. Mỗi thạch nhân này đều mặc kim giáp, hai tay cùng nắm một kim sắc cự nhận không biết tên mặt hướng về cung điện, vẻ mặt sùng kính dị thường, không khác gì người sống. Nhưng tất cả đều yên tĩnh không một tiếng động, vô luận là cung điện hay thạch nhân, bộ dáng đều phảng phất như cứ vậy mà tồn tại không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi thật là thần bí vạn phần, quỷ dị phi thường, lúc này trên côn ngô sơn tại nơi tử vi tinh trận đã được bày bố, trong pháp trận từng loạt tiếng oanh minh bạo liệt liên miên không dứt. Đã tới thời điểm mấu chốt sắp phá được trận, bảy đạo tử sắc quang trụ hoàn toàn nằm trong tử vụ vô biên phóng thẳng lên cao, từ bên trên truyền lại tiếng sấm sét ung ung. Một đạo rồi một đạo điện hồ thô to từ bên ngoài quang trụ bắn ra, hướng về các nơi trong pháp trận. Mà xương mù sớm đã dày đặc đến nỗi xòe bàn tay không thấy ngón, Thỉnh thoảng còn truyền lại đến âm thanh gào khóc thảm thiết nhiễu loạn tâm thần của con người. Quanh người Hàn Lập Kim Quang quấn quanh, thần sắc bất biến hướng một cột quang trụ chậm rãi tiến tới gần, tử vụ tứ phía biến thành những con cự mãng, một khi đến gần thân thể hắn liền lập tức bị kim quang bao bọc, chặt thành thành mấy đoạn rồi tiêu tán thành sương mù. Nhìn thấy tình hình này Hàn Lập trên mặt vẫn không chút vẻ vui mừng, bởi vì từ trong tử vụ sẽ lập tức biến ảo ra càng nhiều tử mãng phong tới. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng bổ xuống từng đạo ngân bạch điện hồ nhưng vô luận là to lớn bao nhiêu hắn căn bản không thèm để ý khi ngân sắc điện hồ sắp đến gần kim quang sẽ bảo vệ kín cơ thể hắn một trường vung lên không chung thì tất cả hồ quang liền bị cô lập căn bản không có một chút huy lực nào đột nhiên hai tiếng vù vù nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy nổi lên tại sau lưng hàn lập nhíu mày không thèm quay đầu lại hai đạo kim hồ thật mỏng tùy ý bắn ra sau khi hai tiếng sét đánh ầm ầm một cổ khí tức khét lẹt lập tức truyền đến hàn lập lúc này mới quay đầu xem xét chỉ thấy hai đầu cự phong, cả người đen thùi từ không trung rơi thẳng xuống. Những con cự phong này chẳng những hình thể kinh người, toàn thân đều là màu vàng vằn diễm lệ, phía đuôi có một kim châm dài ba tắc khiến người cảm thấy phát run. Loại linh trùng này, hàn lập trong sương mù đã giết ít nhất ba bốn mươi con. Ngoại trừ vài con lúc đầu hắn dùng phi kiếm chặt đứt cổ, những cự phong còn lại lại đều là bị hắn dùng ích tà thần lôi giết chết. Không phải ích tà thần lôi của hắn nhiều đến có thể tùy ý huy động, mà là loại cự phong này lúc đầu đã khiến hắn bị một chút thua thiệt. Tuy rằng chẳng biết kim châm của cự phong này lợi hại bao nhiêu, nhưng máu huyết của nó có một màu xanh biết lại có, có tính ăn mòn cực mạnh. Hàn Lập đã phun ra một thanh phi kiếm nhất thời không để ý để một ít máu dính vào lưỡi kiếm, trên bề mặt lập tức bị ăn mòn lỗ chỗ, linh tính của phi kiếm liền bị hao tổn một chút. Kể từ đó Hàn Lập không còn dùng phi kiếm chém giết mấy con cự phong này. Nhưng cự phong này đối với pháp thuật hỏa cầu băng truy cấp thấp cũng có sức đề kháng nhất định nên chỉ có thể dùng kim hồ giết chết. Cũng may là số lượng của cự phong này tuy không ít, nhưng đối với ích tà thần lôi căn bản là không có một tia kháng lực, cơ hồ vừa chạm là chết ngay lập tức. Thật ra thì thần lôi của Hàn Lập cũng không bị tiêu hao bao nhiêu. Ngoại trừ loại cự phong này ra, trong tử vụ cũng có mấy con biên bước quái dị, toàn thân màu đỏ. Loại rơi này ngoại trừ màu sắc bên ngoài, thì nhìn cũng y hệt như các loại rơi bình thường. Nhưng sau khi dùng phi kiếm chém một lần, kiếm quang rốt cuộc không thể chém chết chúng sau khi dùng phi kiếm chém qua thân thể con rơi sau một lúc vẫn không thấy nó bị bổ làm hai điều này khiến trong lòng hàn lập thầm kinh ngạc phải biết rằng sau khi thanh trúc phong vân kiếm được kết hợp với canh tinh thì có thể nói là sắc bén vô cùng có thể chém nứt mọi thứ như chém cỏ cây nhưng muốn dùng để giết con rơi này thì có chút khó khăn có thể thấy được thân thể của giống rơi này cứng rắn cỡ nào vô luận cự phong hay huyết bức đều là linh trùng linh thú thông thường nhất của tu tiên giới có thể do con người nuôi dưỡng nhưng không ngờ lại khó đối phó như thế. Thế nên có thể thấy được không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết trên phương diện này. Mà hôm nay vì phối hợp trận pháp, chúng lại được bố trí ở tại nơi này, nhưng vì không có ai thao túng nên phân nửa uy lực của những cự phong và huyết bức cũng không thể phát huy. Xem ra nhóm tu sĩ phía trước vì kéo dài thời gian đã không tiếc tiêu phí không ít vốn. Trong lòng cân nhắc, thì hắn đã đến phía trước đạo tử quang trụ kia, khoảng cách chỉ có 10 trường. Mắt thấy như chỉ vài bước là có thể đem quang trụ phá hủy. Nhưng vào lúc này, tử sắc cửa trúc vốn đã biến mất sau khi hắn tiến vào trận chờ tại quang trụ bốn phía xuất hiện. Sau đó một mảng mơ hồ nhanh chóng hướng bốn phía khuếch trương. Trong nháy mắt hắn như bị vây quanh trong chúc ảnh trùng trùng. Đạo quang trụ kia vốn gần mấy xích, cũng hóa thành khói xanh biến mất vô tung. Gần những quang trụ cũng có thiết bị ảo thuật cấm chế. Hàn lập trước là giật mình, sau đó khóe miệng lập tức nhếch cười nhẹ. Chỉ cần không phải là thượng cổ huyễn hình hóa vật loại ảo hóa chi thuật đỉnh cấp lúc trước đã từng gặp, ảo thuật cấm chế bình thường sao có thể nào vây khốn hắn. Hàn lập không chút nghĩ ngợi lam mang trong mắt chấp động. Trong khoảnh khắc tất cả tử trúc tại trước mắt lại biến thành ảo ảnh. Quang trụ cũng hiển nhiên xuất hiện trên vị trí lúc đầu. Tay áo bảo run lên, bảy tám thanh kim sắc kiếm bắn nhanh ra. Sau khi lượn một vòng tại không trung, trong tiếng thanh minh bỗng nhiên hóa thành một thanh kim sắc cửa kiếm. Kim mang chợt lóe một đạo kiếm quang to lớn chém lên gốc của quang trụ. Một tiếng nổ ầm vang lên, trong khoảnh khắc gốc của quang trụ biến mất. Cơ hồ cùng một lúc, tử vụ bên người Hàn Lập vô luận ảo ảnh hay là cấm chế chân thực, tất cả một mảng lớn đều lấy hắn làm trung tâm biến mất không còn thấy. Một khoảng không rộng không dưới trăm trượng xuất hiện, trên mặt lộ ra những khối gạch trắng noãn. Hàn Lập cúi đầu thoáng nhìn qua, chân mày tùy tiện xếch lên lập tức ngước lên nhìn về phía xa xa nơi còn bị tử vụ bao phủ. Còn lại sáu đạo quang trụ, bây giờ cũng chỉ còn lại ba. Hai trụ khác cũng không biết bị hai người nào phá hủy trước hắn một bước hàn lập trầm mặc trong chốc lát không có ý đến phá những quang trụ khác mà lấy ra một khối linh thạch rồi khoanh chân ngồi xuống nhân cơ hội này hắn cần phải suy nghĩ kỹ đến kế sách để đối phó sau khi cổ ma xuất hiện hiện tại đại tu sĩ tụ tập trong núi này yêu ma quỷ quái thật sự là không ít hắn tuy có tàm diễm phiến cùng nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi chỉ cần một lần không cẩn thận thì chỉ sợ sinh mệnh rất có khả năng bị đe dọa hàn lập vừa hồi phục pháp lực vừa nhìn phía trước cân nhắc Chẳng biết qua bao lâu sau Hàn Lập đột nhiên đưa tay sờ túi chữ vật bên hông. Nhất thời một khối vật hình chữ nhật màu lam xuất hiện trong tay. Đó là khối thạch bi lúc trước tìm được trong côn ngô sơn thu nhỏ lại thành tinh bi. Vật ấy lại có thể che giấu thần thức cường đại như thế của hắn cũng coi như bí ẩn cực kỳ. Nhìn chằm chằm thạch bi kia hết nửa ngày, đều không có phát hiện trong đó có ẩn giấu vật gì. Nếu không phải thần thông trời sinh của thổ giáp long có thể nhận biết bảo vật, hắn căn bản sẽ không phát hiện ra vật này bản thân của tinh bi thân mình cũng quá quái dị rõ ràng thoạt nhìn tựa hồ là loại tinh chất gì không biết tên luyện hóa mà thành nhưng trước khi đưa linh lực vào trong thì lại nặng vô cùng một khi linh lực rót vào thì lại lập tức nhẹ phiêu phiêu như không có gì nhưng chuyện này không phải là chuyện hấp dẫn hàn lập nhất khiến hắn để ý nhất chính là cổ văn không biết tên được khắc trên tinh bi tuy cổ văn này là văn tự của thời thượng cổ nhưng hàn lập lại như người mù một chữ cũng không nhận biết đúng là một loại văn tự cổ đại trong điển tịch nào đó ghi lại Bất quá cho dù là vậy, Hàn Lập cũng có thể thông qua mấy cái hình thái khoa tay múa chân để khẳng định là văn tự cổ đại. Văn tự này xuất hiện tại một niên đại thậm chí còn trước hơn thời đại hắn biết đến gọi là thời thượng cổ. Đây thật đúng là đồ cổ hàng thật giá thật, cũng tuyệt đối là một kiện dị bảo. Hàn Lập một tay cân nhắc tấm tinh bi, rồi thở dài, ánh sáng trên tay chợt lóe, lập tức đem thu vào. Đúng lúc này, cơ hồ một trước một sau, xa xa trong pháp trận có hai tiếng liên tiếp truyền đến, lại có hai cây quang trụ bị hủy diệt chỉ còn sót lại một cây quang trụ cuối cùng, thậm chí không cần bọn người Hàn lập tiến đến phá hủy, hào quang ảm đạm tự động biến mất không còn thấy đâu. Kể từ đó, tòa đại trận này có thể xưng là thần diệu rốt cuộc bị bọn họ liên thủ phá trừ. Tất cả ảo ảnh trong tử vụ, toàn bộ biến mất không còn thấy. Những thân ảnh của bọn người khác tất cả đều hiện ra. Không trung lập tức truyền đến tiếng nổi giận của Kiền lão ma. Bốn lão gia hỏa của độc thánh môn đâu? Bọn họ không ngờ lại biết trận này lặng lẽ xuyên qua trận mà trốn đi. Hàn lập ánh mắt đảo qua, liền phát hiện quả nhiên không thấy bóng dáng của độc thánh môn tứ lão. Hừ, không chỉ là bọn hắn, tên tiểu nhân họ về kia cũng không thấy, còn khuyên mấy người chúng ta cùng đi vào. Quả nhiên ngay từ đã có mưu mô quỷ kế, đại hán Nguyên Anh kỳ kia vẻ mặt giận dữ chửi ầm lên. Khó trách những người này đột nhiên bỏ chúng ta lại, các ngươi hãy nhìn xem phía trước kia, bạch sao di thở dài, ngón tay chỉ về một hướng. Lúc này những người còn lại cũng xuất hiện ngay dưới chân bọn họ là một quảng trường lại hiển nhiên tồn tại mười mấy bậc thang đá xem ra chúng phân biệt dẫn đến các địa phương khác nhau xem ra mấy người này cảm thấy chỉ cần không cùng nhóm tu sĩ phía trước chọn cùng một con đường hoặc là sau khi nhân thủ của đối phương phân tách bọn họ cho rằng có thể tự mình ứng phó nên mới tự một mình chuồn đi để độc chiếm bảo vật gì đó lão già họ phú cũng nhíu mày nói hừ như vậy cũng tốt lão phu cũng sớm muốn tự một mình hành động ai dám ngăn cản ta thu bảo vật ta giết người ấy. Kiền lão ma nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói. Sau đó năm đạo bạch ảnh kia nhoáng lên, đến trước các bậc thềm đá dừng lại vài lần, đã đem hết tất cả bia ngọc nhìn qua một lượt. Sau đó năm đạo bạch ảnh không do dự tề tụ cùng hướng thềm đá có ghi côn ngô điện bay đi. chương 1006, chú Linh Đường. Đến màn này, bọn người đại hán bên kia sắc mặt khẽ biến, bốn người bọn họ lập tức tụ tập thì thầm bàn tán. Trong khi đó, hàn lập bên tai cũng vang lên tiếng truyền âm của lão giả họ phú xem ra sau khi phá trận xong, sự liên thủ của bọn ta cũng coi như là kết thúc. Chẳng biết Hàn Huynh sau này có tính toán gì không? Hàn lập liếc mắt nhìn lão giả cách đó không xa, sau một thoáng trầm ngâm, môi khẽ máy động truyền âm. Trong này thông đến nhiều địa phương như vậy, Hàn mỗ sắp tới cũng định một mình hành động, chỉ cần không chọn những nơi đặc biệt khiến người chú ý, thì chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Thì ra là thế, nhưng phú mỗ cũng không dám một mình hành động, nếu bị ngân xí giả xoa ngân xí giả xoa kia và sư cầm thú đánh lén, tại hạ cũng không có sức tự bảo vệ tại hạ và bạch đạo hữu chọn cùng một bậc thềm đá đi thôi có thể có thu hoạch thì phải dựa vào cơ duyên lão giả sau một lúc trầm mặc cười khổ trả lời vị cửu u tông trưởng lão này thật không có ý than oán dù sao nhiều người như vậy tìm bảo vật đích xác là không thích hợp cho nhiều người hướng ở địa phương tìm kiếm mấy nếu không thì khi thực sự xuất hiện bảo vật quý hiếm gì thì sẽ không tránh khỏi một phen tranh đoạt mà thần thông hàn lập hiền lộ so với hắn và bạch giao di cao hơn rất nhiều chẳng bằng chia tay ở nơi đây phân nhau mà đi. Phú huynh, hàn đạo hiếu, chúng ta đi trước, đại hán bên kia tựa hồ cũng thương lượng xong, lập tức hướng bên này lên tiếng nói, rồi hai người một tổ đi một vòng đến trước mấy tấm bia đá, phân chia hai đường rồi bay vào trong hai bậc thềm đá. Không lâu sau, thân ảnh bọn họ hòa vào trong linh vụ đằng xa, không thấy bóng dáng. Lúc này lão giả họ Phú cùng Bạch Giao Di cũng đã truyền âm xong, sau khi cùng Hàn Lập cáo từ một tiếng, hai người cũng chọn một thềm đá không ai đi khẩn cấp thi triển khinh thân thuật rời đi quảng trường rộng như thế trong nửa khắc chỉ còn lại một mình hàn lập mà thôi nhìn bốn phía trống không trên mặt hàn lập lộ ra một tia cười lạnh mắt đảo qua những tấm bia đá kia ngoại trừ côn ngô điện và trấn ma tháp thoáng nghe là đã biết chúng chính là trọng địa của côn ngô sơn có vài nhóm người đã đi qua còn lại đều là những nơi mơ hồ không rõ khiến người ta không thể phán đoán phải đi tới nơi nào tuệ minh cát tường vân điện câu ngọc đàm chú linh đường chẳng lẽ có quan hệ với luyện khí sao? Ánh mắt Hàn Lập liền dừng lại trên tấm bia đá nào đó. Hắn tuy rằng biết côn ngô điện, linh bảo các, đi tới những nơi như vậy thì càng có khả năng tìm được trọng bảo. Nhưng tu sĩ đi nơi ấy khẳng định là không ít, hắn không có hứng thú liều cái mạng nhỏ của mình. Một khi đã lấy được bồi anh đan thì chuyện có thể bình yên thoát khỏi nơi đây mới là chuyện căn bản nhất. Hàn Lập cân nhắc trong lòng, cảm thấy chú linh đường này chắc không có người nào đến, mà hắn lại cảm thấy có chút hứng thú, thân hình lập tức nhoáng lên, tiến lên bậc thềm phía sau tấm bia đá hướng lên núi mà đi. Thân hình Hàn Lập vừa biến mất không lâu, giữa trung tâm của quảng trường hoàng mang chấp động, ngân xí giả dạ xoa, số phụ, sư cầm thú ba yêu vật từ trong hào quang đồng thời hiện hình. Thổ độn thuật cũng chỉ có thể thi triển đến vậy. Tiến về phía trước sẽ gặp phải cấm chế dưới đất, ngân xí giả dạ xoa đem quang hoa thu lại, quay đầu nhìn thềm đá hướng côn mô điện, chậm rãi nói. Nơi này lưu lại linh khí dao động rất cường liệt, xem ra những tu sĩ nhân loại mới vừa phá trừ pháp trận này. Số phụ hai tay chống thắt lưng nói, đúng lúc này sư cầm thú đột nhiên gầm nhẹ hai tiếng, sau đó hai cánh mở rộng, bay đến lên tầng không trung thâm thấp, liên tiếp bay quanh vài vòng qua mấy tấm bia đá rồi quay trở về. Những địa phương này đều có người đi qua, chật chật, sư cầm đạo hữu khứu giác thật đúng là linh mẫn. Ngân sĩ giả dạ xoa giật mình rồi liên nở nụ cười, như vậy cũng tốt, những tu sĩ nhân loại đó tách ra hành động thì cướp đoạt bổn mệnh bài càng dễ dàng hơn chẳng qua những tu sĩ xông vào côn mô điện nếu thần thông không mạnh chỉ sợ còn không thể bài trừ cấm chế của điện này số phụ chân mày nhíu lại trở nên lo lắng hư không quan hệ nếu những nhân loại không được ta sẽ âm thầm giúp bọn họ một tay chỉ cần không đụng đến mấy loại cấm chế khắc chế chúng ta kia mấy cái còn lại chúng ta có vài phần nắm chắc ngân sĩ giả dạ xoa ưỡng ngực nói đã là như vậy chúng ta đi thôi trước hết hãy nhìn xem tu sĩ đi qua thềm đá này rốt cuộc là những người nào. Quỷ dạ xoa huynh, trong ba người chúng ta, ẩn nặc thuật của ngươi là cao minh nhất, ngươi xuất thủ thay bọn ta ẩn giấu thân hình đi thôi. Số phụ đỉnh đạp nói, được, ngân sĩ dạ xoa không chút để tâm đáp ứng. Sau đó hai cánh trên lưng nhẹ nhẹ run lên, một cỗ ngân hà từ phía trên tuôn ra và đồng thời cuộn bọn họ vào trong, sau đó hào quang chợt lóe yêu vật đã ẩn nấp không còn thấy. Lúc này, tại thạch đình giữa sườn núi Côn Ngô Sơn, một ngũ sắc khổng tước vừa mới từ trong quang mạc xuất hiện nửa người đối với chuyện này hàn lập tự nhiên không biết đến hắn giờ phút này mũi chân vừa điểm thân hình như không trọng lượng bắn xa mấy trượng sau mấy ngõ rẽ quanh co bạch ngọc quảng trường đã sớm chìm về phía sau vô tung vô ảnh dọc theo hai bên thềm đá đều là một số linh thụ cao lớn trong số đó có một ít hàn lập nhận biết cũng có cây chưa từng thấy qua hắn đối với nơi đây có chút hứng thú những cây mộc thủ tại côn ngô sơn cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu vạn năm cho dù vốn là linh mục bình thường giờ cũng đều trở thành vật liệu luyện khí tốt nhất bất quá hàn lập tự nhiên sẽ không vì mấy thứ này mà chậm lại cước bộ sau khi đi được chừng một khắc trước mắt chợt trở nên sáng ngời phía xa xa thấp thoáng thấy được một lầu cát to lớn mặt của hàn lập lộ một tia vui mừng lập tức thân hình nhanh hơn vài phần trong nháy mắt đi đến cuối thềm đá nhưng lập tức dừng bước thần sắc khẽ thay đổi bởi vì trước mặt có một tầng bạch quang chắn ngang trước mắt, nhìn xuyên qua quang mạc có thể nhìn thấy được một bức tường xanh to lớn, nhìn kỹ thấy thật hoành tráng, cao 6 bảy trượng, che kín hoàn toàn tất cả mọi thứ ở phía sau. Nhưng đối mặt với thềm đá lại có một bi lâu cao lớn, phía sau bức tường có thể thoáng thấy một tòa lâu vũ to lớn, mà ở bi lâu thấy được đỉnh chóp, dùng ngân phấn viết ba chữ to chú linh đường. Hàn Lập nhìn khắp nơi, quang mạc rộng lớn dị thường, đem tất cả trang viên chú linh đường này bao bọc vào trong, thực không có gì có thể tiến vào. Nhìn cách của thượng cổ tu sĩ năm đó phong ấn toàn núi này, trước khi đi đã bày bố các loại cấm chế, tất cả mọi thứ trong đấy đều được bảo vệ, có lẽ bọn họ nghĩ rằng sau này còn có cơ hội trở về. Hắn trong lòng hờ hứng, nhưng động tác không chút nào trì hoãn, tay áo bảo run lên, một đạo kim quang bắn vụt ra hung hăng đánh lên quang mạc. Sắc một tiếng giòn vang, phi kiếm biến thành một đạo kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ chém sâu vào quang mạc mấy thước, nhưng lại không thể tiến thêm chút nào đành phải dừng lại. Bạch sắc quang mạc bị phá vỡ một chút, nhưng liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hàn lập nhíu mày, giơ tay lên hướng quang mạc điểm một cái, siêu một tiếng, phi kiếm lập tức bay vụt trở về. Quang mạc bị tách ra lại tái hợp lần nữa, nhìn thấy quang mạc chỉ dày chừng 10 thước, hàn lập đánh giá, cho dù vận dụng cử kiếm thuật để công kích chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Dù sao loại cấm chế bình chướng như vậy, nếu không thể một kích phá hủy, cơ hồ có thể trong khoảnh khắc lại khôi phục như lúc ban đầu, đương nhiên nếu là hắn hữu tâm thì cũng có thể thả ra phệ kim trùng để chậm rãi cắn nuốt linh lực trên quang mạc, phỏng chừng mất thời gian mấy ngày, cũng có thể phá được cấm chế này. Nhưng hắn sao lại có nhiều hơn thời gian để từ từ chờ đợi như vậy? Sau một hồi toan tính, trong lòng hắn lập tức có quyết định, tay khẽ vỗ túi chữ vật bên hông, một đoàn quang ảnh quyền đầu bắn ra, sau khi lượn một vòng, một vũ phiến cổ xưa xuất hiện, trên bề mặt kim ngân hồng linh mang ba màu chấp động không thôi. Hướng lên không chung vẫy tay một cái, Vũ phiến phát ra một tiếng phượng minh liền bay xuống nằm vào trong tay của Hàn Lập. Sau đó hai tay trà sát mạnh mẽ, hào quang đại phóng, vũ phiến hóa lớn cỡ vài thước. Hàn Lập đơn thủ xích sơn, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn quang mang trước mặt, bảo phiến trong tay khẽ phất. Phốc một tiếng, hắn ra nan khống chế pháp lực trong cơ thể, trên vũ phiến tuy rằng cũng trào ra một cổ tam sắc hỏa diễm, nhưng lúc này đây này lửa tịnh chưa hóa thành hiện thân hỏa phượng, mà trực tiếp phun lên trên quang mạc. Kết quả nơi hỏa diễm đi qua giống như xuân dương dung tuyết, quang mạc nhất thời nhanh chóng hòa tan biến mất dưới tốc độ có thể thấy được với mắt thường, trong nháy mắt trên quang mạc xuất hiện một lỗ to. Hàn lập ánh mắt lóe lên, tam diễm phiến trong tay vừa thu lại, thân hình lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, trực tiếp bắn vào bên trong quang mạc. Thanh hồng quang hoa chờ tắt, thân hình hàn lập tại trước mặt bi lâu hiện ra, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trong khoảng nửa khắc, quang mạc lại bắt đầu kết hợp lại lành lặn. Hàn Lập khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, xem ra lúc trở ra ngoài, còn phải tốn công sức một phen mới được. Nghĩ đến đây, hắn xem xét lại pháp lực trong thể nội. Tuy rằng vì từng có kinh nghiệm một lần vận dụng tam diễm phiến, lúc này thao túng vũ phiến này chỉ có vận dụng ít hơn nửa uy lực, nhưng pháp lực vẫn còn tổn thất gần đến một phần ba. Hắn lắc đầu, quay người lại, nhanh chóng hướng lâu cắt sau bức tường đá đi đến. Phía trước là vài tòa lầu các kiểu dáng giống nhau, đều là tiểu lâu cỡ hai tầng, cao khoảng hơn 10 trường. Hàn Lập tùy ý bước vào lối vào gần đấy của một tòa lầu liền phát hiện, bên trong trống rỗng, ngoại trừ một chút bàn ghế ra, thì nhìn trống không chẳng có vật gì. Tựa hồ đây chính là địa phương chuyên cho công nhân nghỉ ngơi. Xem ra cho dù bên trong có chút vật phẩm tư nhân, thì khi thượng của tu sĩ rút lui thì đã sớm thu thập sạch sẽ. Tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, Hàn Lập u ám thở dài. Kể từ đó, hắn đối với những lầu các khác cũng không ôm hy vọng quá lớn. Quả thật như vậy, sau khi không ngừng tham quan một loạt lầu giống nhau như đúc, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Những tòa thạch ốc khác giống như kho hàng, cũng đều giống tuếch. Vô luận thạch giá hay thạch đài bên trong, hay thùng kim trúc cự đại, toàn bộ đều giống tuếch, ngay cả bóng dáng của vật liệu luyện khí cũng không có lấy một chút. Điều này khiến Hàn Lập cảm thấy bực mình, sắp chuyển qua một tiểu địa phương khác. Đang lúc Hàn Lập từ trong một tòa thạch phòng cuối cùng đi ra, đứng trước một tòa thạch điện. Thạch điện này nhìn không lớn mấy, cùng lắm là rộng hơn trăm trượng, nhưng bề ngoài toàn thể đỏ đậm, giống như một tòa thạch điện bị hỏa diễm thiêu đốt. Hóa linh điện, Hàn Lập nhìn bảng hiệu hỏa hồng bên trên cửa điện, thấp giọng tự thì thào. Tuy rằng đang đứng ở ngoài thạch điện, nhưng một cổ khí tức nóng bức từ trong điện cũng đã ập vào mặt Hàn Lập. Hắn trong lòng vừa động, chắp tay sau lưng tiêu sái đi vào. Kết quả người vừa mới vừa tiến vào cửa điện, hai tay lập tức truyền đến tiếng lôi minh ẩm vang, điều này khiến hai mắt Hàn Lập nhíu lại, ánh mắt vội vàng hướng trong điện đảo qua một lượt. Chương 1007. Cự đỉnh, chỉ thấy bên trong đại điện rộng hơn 10 trượng, bốn phía có từng đợt hồng hà sao lan tỏa, 10 cây hỏa trụ chống đỡ, trên có khắc những pho tượng của xích sao trông rất sống động, từ đầu xích sao phun ra những cỗ hồng hà được ngưng tụ che kín trên một cự đỉnh tại ngay giữa đại điện. Sao, hồng hà ở đây là những quầng mây đỏ thường thấy khi hoàng hôn, hay còn gọi là dáng chiều. Đỉnh này cao khoảng 6-7 trượng, kiểu dáng cổ xưa, giống như đỉnh lô hàn lập trước kia đã gặp qua nhưng chỉ khác là cái này to khổng lồ. Nhưng khiến Hàn Lập kinh ngạc chính là vật ấy bị hồng hà nung khô đến toàn thân đỏ đậm, đã sớm nhìn không ra màu nguyên thủy, bên ngoài phát ra nhiệt độ cực nóng, cho dù cách xa hai ba mươi trượng, vẫn khiến hắn có một loại cảm giác như đang đứng trong núi lửa. Sau khi tiến vào điện, chẳng những miệng khô lưỡi nóng, da thịt lộ bên ngoài lập tức cảm thấy nóng bỏng như bị kim đâm. Chắc chắn rằng nếu không phải được hộ thể linh quang tự động hình thành một cái thanh quang cháo, hắn cũng e rằng khi tiến vào điện thì trong nháy mắt sẽ phải chịu khổ không nhỏ. Bất quá khi gặp phải loại tình hình này, Hàn Lập không buồn giận ngược lại trở nên vui mừng. Ánh mắt đảo lên đám hồng hà rồi dừng trên cự đỉnh. Lúc này cái đỉnh ở giữa đại điện trở động, từ trong đỉnh phát ra từng trận lôi minh. Với kinh nghiệm luyện khí của Hàn Lập, tình hình trong đỉnh như vậy hẳn là đang luyện thứ gì đó. Xem ra cuối cùng cũng không đến nỗi trắng tay. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập thở dài một hơi, liền tránh những cổ hồng hà được phun ra, thân hình linh hoạt sau vài cái lắc mình, đã thong dòng hướng đến cự đỉnh. Lúc chỉ còn cách chiếc đỉnh 6-7 trượng, cước bộ hàn lập chậm lại, đồng thời thần thức cảm ứng hỏa linh lực kinh người ẩn chứa trên cự đỉnh đang chậm chậm di chuyển vòng quanh. Không quản bên trong có vật gì, đã trải qua hơn vạn năm rèn luyện vậy cũng đã sớm biến hóa thành một vật không thể biết được, cho dù lòng hiếu kỳ nổi lên cũng sẽ không mạo muội mở ra như vậy. Sau khi đảo quanh 7-8 vòng, cước bộ hàn lập dừng lại. Ánh mắt suy tư bắt đầu hướng phần đại điện còn lại nhìn qua. Đã nhiều năm qua mà đám hỏa trụ và cự đỉnh vẫn còn tác dụng. Ở phủ cận khẳng định có pháp trận nào đó kích phát quanh năm. Chuyện hắn phải làm chính là tìm ra trận nhãn khống chế pháp trận đem phá hủy, khiến hỏa trụ bốn phía tạm thời dừng lại mới có thể lấy được bảo vật. Bởi vì pháp trận chính là để khống chế, vốn không có mấy tác dụng che giấu hay ẩn tàng, kết quả một lát sau, Lam mang trong đồng tử của hắn chợt lóe, bỗng nhiên nhìn thẳng một góc nào đó của đại điện không chớp mắt, khóe miệng hiện lên một nét cười khẽ hắn không hề để ý tới cự đỉnh, một tay dương lên, một đạo kim quang dài gần một trượng từ trong lòng bàn tay trực tiếp phóng ra đánh lên mặt đất tại góc điện ấy. Oanh một tiếng nổ vang, tại góc điện một đoàn kim mang bạo liệt bắn ra, hào quang của mười mấy cây hỏa trụ chợt lóe, đầu của xích dao đang phun hồng hà bất chợt đồng thời ngừng phun. Sau khi kim mang biến mất, một cái hố to gần một trượng xuất hiện tại nơi này. Tại quanh miệng hố còn sót lại tàn vật của trận pháp bị phá vỡ, một thanh kim sắc tiểu kiếm dài cỡ vài tấc, thản nhiên phiêu phù tại không trung trên cái hố. Phi kiếm không ngờ đem một trận bàn trôn ở nơi đây biến thành hư ảo. Một tòa pháp trận cỡ trùng khống chế khắp cả tòa đại điện dưới đất tự nhiên lập tức đình chỉ vận chuyển. Sau đó Hàn Lập mỉm cười, hướng phía xa xa vẫy một cái. Phi kiếm gào rít quay trở lại, sau khi lượn quanh một vòng liền biến vào trong tay áo. Lúc này không có hỏa trụ bổ sung, hồng hà trên cự đỉnh nên rốt cuộc cũng tan dần. Hàn Lập lại không lập tức để tâm đến cự đỉnh, ngược lại cúi đầu nhìn mặt đất, trong mắt Lam mang chớp động, hiện ra vẻ ngạc nhiên. Không có pháp trận che giấu hắn mới có thể phát hiện dưới đất hơn 10 trượng là một mảng lửa đỏ. Cả tòa đại điện được xây trên một hỏa trì cực phẩm. Trách không được, hỏa trụ bốn phía có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp hỏa hà bấy lâu nay không suy giảm. Trong lòng Hàn Lập hiểu rõ bèn thu lại ánh mắt, rồi chuyển mắt thoáng nhìn về phía cự đỉnh, trước hết muốn xem rõ bên trong đỉnh rốt cuộc luyện vật gì rồi mới tính. Kết quả khiến hắn không khỏi giật mình bởi vì lọt vào tầm mắt là một mảng lửa đỏ so với địa hỏa chi trì lúc trước tựa hồ còn muốn đỏ sậm hơn. Hắn chưa kịp thấy rõ đấy là cái chi, thì cái đỉnh phát ra một trận vù vù thông linh, cùng với một tiếng sột soạt, một tầng hỏa diễm đỏ sậm xuất hiện và đem đỉnh bao vào trong. Hàn lập miệng khẽ nhếch, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Bất quá trong nháy mắt, sau khi cân nhắc một lượt, biểu tình lộ ra đầy nét kinh hỉ. Thì ra đỉnh lô này trải qua nhiều năm rèn luyện, hấp thu địa hỏa lực sớm tinh thuần tới một mức đáng sợ khiến pháp khí bình thường thuở ban đầu tự hành tiến giai hóa thành một kiện dị bảo hỏa thuộc tính, giờ đây đã trở nên thông linh đến thế. Loại sự tình này thông qua dài thời gian quán chú linh lực thuộc tính nào đó khiến pháp khí tự hành thăng giai, tại tu tiên giới trước kia cũng không phải không có, người có thể tìm được bảo vật lực thực kinh người. Nhưng loại bảo vật này đa số đều là là nhờ có cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành. Năm đó có một ít tu tiên tông môn cũng đã từng dùng qua phương pháp này để thử luyện chế một ít cao giai bảo vật, nhưng không được bao lâu đã đều bỏ qua không thử nữa bởi vì dùng loại phương pháp này chẳng những hao tốn thời gian thường phải mất hơn ngàn năm thời gian nỗ lực của mấy đời tu sĩ hơn nữa xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương nếu ngẫu nhiên thành công uy lực của bảo vật tăng lên cũng chỉ là một chút nhưng thời gian và tài nguyên tiêu phí so ra căn bản không đủ đền bù những tổn thất và rất là không đáng mà lô đỉnh trước mắt khẳng định là không phải những cổ tu năm đó muốn dùng phương pháp này để đề thăng cấp bậc quán nửa là cuộc tu phụ trách hóa linh điện đang luyện chế tới thời điểm mấu chốt thì không biết vì sao lại không thể không rút lui khỏi núi. Trong lúc lâm vào đường cùng, mới khởi động pháp trận trong điện để tự hành luyện vật trong cự đỉnh. Đại khái bọn họ còn tưởng rằng chính mình hoặc là môn nhân sau này còn có cơ hội để trở lại lấy vật ấy. Bất quá chuyện này chỉ có tại ngọn núi bị phong ấn mấy vạn năm này mới có thể phát sinh. Dù sao cho dù là thượng cổ tu sĩ đi nữa thì cũng không ai ăn no dỗi hơi để dùng địa hỏa rèn luyện một vật ngoài vạn năm bằng không chưa luyện chế xong, thì tu sĩ phụ trách luyện chế trước đó đã lâm vào đại hạn mà tỏa hóa mất rồi. Con mắt hàn lập nhẹ chuyển động, đoán những sự việc của năm đó, hộ thể linh quang đồng thời tự hành đại thịnh, kháng lại nhiệt độ so với lúc trước cơ hồ cao hơn gấp mấy lần. Sau một lúc trầm ngâm, bàn tay đột nhiên đưa đến phần eo vỗ một cái, lật ra trong tay một sấp lam sắc trận kỳ. Sau đó thân hình hắn trong đại điện bay nhanh đi, những lá trận kỳ tiến nhập vào các góc của đại điện. Sau đó hàn lập trở lại phía trước cự đỉnh, sau khi dò xét thêm một lần vật trước mắt, trong miệng vang lên những chú ngữ, một tầng vòng bảo hộ màu lam nhanh chóng xuất hiện bên trong đại điện, một lượt đem hàn lập và cả cự đỉnh đồng thời bao lại. Khí tức vốn cực nóng tại đây dưới tác dụng của vòng bảo hộ thủy thuộc tính cũng đã bị thu liếm không ít. Hàn lập vẫn chưa dừng tay, túi linh thú liền được tiện tay đưa lên giữa không chung, một con tuyết bạch ngô công dài nửa thước, chuyển động hai cánh bắn ra. Chính là một đôi lục dược xương công đã tiến hóa, con ngô công này bay vòng vòng linh hoạt dị thường, trong tiếng vù vù toàn bộ hội tụ tại trên không của cự đỉnh, dương nanh múa vuốt, bộ dáng vận sức chờ phát động. Hàn lập mới yên tâm một chút, hai tay trà sát, một tầng tử diễm bỗng nhiên hiện ra thành hình một bàn tay, sau đó không khách khí hướng cự đỉnh trên hư không chụp tới. Một bàn tay tử sắc to lớn lại xuất hiện trên thượng không của cự đỉnh, sau đó không chút khách khí nắm vào nắp của cự đỉnh. Cự đỉnh oanh oanh khẽ run, xích hồng hỏa diễm trên đỉnh tăng vọt lên một chút, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một con xích hồng hỏa điểu, miệng phun xích diễm nghênh đón bàn tay to. Tiếng nổ khác thường từ nơi xích diễm và tử mang chạm nhau lập tức vang lên, xích diễm tử mang chấp động rồi đan sen vào nhau, hỏa điều không ngờ lại có thể nhất thời chế trụ tử thủ, khiến nó lập tức bị áp chế. Hàn lập thấy vậy trong mắt hiện lên một tia dị sắc, miệng không chút trì hoãn phát ra một tiếng hô trầm thấp. Lục rực xương công vốn lượn quanh trên không của cự đỉnh nghe được âm thanh trầm thấp này, lập tức cái miệng đồng thời hé to, những cổ bạch sắc hàn khí từ không trung tuôn ra, cấp tốc đem hỏa điều kia và hỏa đỉnh phía dưới đồng thời bao vào trong. Cùng lúc đó, Hàn Lập cũng nâng tay hướng về phía bàn tay to do tử la cực hỏa biến thành, ngưng trọng điểm tới. Dưới sự thôi thúc của pháp quyết, không khí cuồng trướng gấp mấy lần, hàn khí uy thế kinh người phối hợp lục rực xương công, dưới cự lực của năm ngón tay, xích hồng hỏa điều rốt cuộc bị bóp nát, sau đó tử thủ không chút do dự chụp xuống cái đỉnh phía dưới. Đang, một tiếng khẽ vang, vốn lấy thần thông của cái đỉnh này khẳng định không chỉ có mấy cái uy năng này, nhưng dù sao cũng là đồ vật có linh tính không có chủ nhân điều khiển, nên bị Hàn Lập dễ dàng đánh bay xa mấy trượng. Hàn Lập đang muốn nhìn kỹ xem trong đỉnh rốt cuộc có gì vật, lại đột nhiên nghe rát một tiếng chim hót cực kỳ khó nghe, sau đó một đạo xích mang từ trong đỉnh bắn ra, bay thẳng đến đỉnh chóp của đại điện, tốc độ nhanh vô cùng, xuyên qua chỗ hai con tuyết bạch ngô công, khiến chúng căn bản không kịp phản ứng. Phanh một tiếng sau đầu của xích mang đụng vào lam sắc quang mang phía trên chỉ một khắc sau đã khiến quang mạc dung hóa phân giải trong nháy mắt bộ dáng như sắp bị xuyên thùng. Tuy trong lòng Hàn Lập có hơi giật mình, nhưng tất nhiên không thể để vật ấy thật sự bay mất, mười ngón lập tức không chút nghĩ ngợi điểm ra, nhất thời hơn mười đạo thanh sắc kiếm khí liên tiếp bắn ra, sau khi lóe lên liền chuẩn xác vô cùng đánh lên trên hồng mang. Một trận lách bách lập tức vang lên, hồng mang kia tuy rằng không bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, nhưng mỗi khi bị đánh trúng một lần, quang mang cũng ảm đạm thêm vài phần, hơn mười đạo kiếm khí luân phiên đánh tới, nó đã trở nên lung lay sắp sụp đổ. Hồng mang tựa hồ cũng biết là không ổn, bản thân lập tức run lên rồi đổi phương hướng phóng đi. Nhưng tử quang đột nhiên từ phía sau chợt lóe, một bàn tay to màu tím từ không khí phủ hiện, nhanh như chớp chụp tới, chụp được một mảng hồng mang vào trong tay. Sau đó bàn tay to hướng thẳng đến hàn lập bay vụt xuống. Lúc này, cái nắp của cự đỉnh bị mở ra, cự đỉnh tựa hồ như đã mất đi sức phản kháng, chẳng những tiếng sấm sét bên trong đã ngừng lại, hỏa diễm bên ngoài cũng tự động biến mất, liền bị hàn khí của lục dược xương công trực tiếp đông lại thành một khối cự băng trong suốt. Bất quá, Hàn Lập lúc này bất chấp tình hình của cái đỉnh, ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn bởi một vật gì đó vừa tới tay. Đây là Thái Dương tinh hỏa. Hàn Lập nhìn chằm chằm vật ấy, sợ hãi bất định lẩm bẩm nói. Cái này đương nhiên không phải Thái Dương tinh hỏa, mà là Thái Âm chân hỏa nổi danh cùng với Thái Dương tinh hỏa, là một trong tam đại chân linh chi hỏa ở nhân giới. Một âm thanh dễ nghe mà Hàn Lập đã lâu rồi không có nghe thấy đột nhiên từ trong thần thức của hắn ung dung truyền đến. Chương 1008, Thái âm chân hỏa. Ngân Nguyệt, người tỉnh lại rồi. Hàn Lập trong lòng vui vẻ đến ngây ngốc, nhưng âm thanh vẫn chấn định hỏi. Đúng vậy, vào thời điểm chủ nhân vừa tiến vào đại điện, ta cũng vừa thức tỉnh. Tu dưỡng mấy năm nay cũng chỉ có thể khiến ta miễn cưỡng thức tỉnh mà thôi, chỉ sợ không thể tại những phương diện khác vì chủ nhân xuất thủ. Ngân Nguyệt chậm rãi nói, thần thức của ngươi không có bị hao tổn sao tuy rằng nghe như vậy như là không có vấn đề gì nhưng hàn lập lại mập mờ cảm thấy ngân nguyệt tình hình tựa hồ có chút gì không ổn không khỏi nhướng mày hỏi không có việc gì chính là lúc ngủ say mới khiến ta hồi phục bộ phận nhỏ của trí nhớ có chút không thích ứng mà thôi ngân nguyệt miễn cưỡng cười trả lời khôi phục bộ phận trí nhớ hàn lập chân mày nhướng lên có chút ngoài ý muốn đúng vậy chỉ cảm thấy chuyện trước kia của mình phi thường xa xôi như là một người khác nhưng đại bộ phận trí nhớ thì không cách nào nhớ được ngân nguyệt thở dài một tiếng tựa hồ có chút thương cảm có thể nhớ lại chút chuyện cũ đây cũng là một chuyện tốt có lẽ thêm một chút thời gian thì ngươi sẽ có thể nhớ lại sau khi trầm mặc một lúc hàn lập dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi có lẽ vậy ngân nguyệt thì thào trả lời đúng rồi ngươi nói đây là thái âm chân hỏa hàn lập chuyển đề tài ngón tay chỉ vào vật nằm trong bàn tay đang bị tử diễm vây kín kinh ngạc hỏi chỉ thấy trong vòng tử diễm bao vây một tiểu đoàn hồng hỏa diễm không ngừng biến hóa thành các loại phi cầm nhỏ bé tả sung hữu đột, giống hệt như vật còn sống, thật sự linh tính mười phần. Nô tỳ nói không sai, đây đích xác là một đoàn âm hỏa chi tinh, trong trí nhớ của ta, đoàn chân hỏa này còn là cấp bậc thấp nhất. Nếu không cũng sẽ không bị vài đạo kiếm khí vừa kích tới thì linh tính bị tổn hao nhiều. Bất quá cũng may mắn đây là thái âm chân hỏa mà không phải thái dương tinh hỏa. Tuy rằng đồng dạng trí âm trí hàn, nhưng chân hỏa này vừa mới sinh ra không bao lâu uy năng so với tử la cực hỏa còn thấp hơn rất nhiều nếu không thì dù có dùng tử la cực hỏa cũng không thể vây khốn loại hỏa này mà nếu là thái dương tinh hỏa chỉ sợ cấp bậc thấp nhất cũng phải liều mạng tổn thất chút căn nguyên lực cũng có thể phá vỡ tử la cực hỏa mà đào tẩu bất quá loại lửa này đào tạo đến cao giai về sau uy lực tuyệt đối sẽ ở trên tử la cực hỏa bằng không thì cũng sẽ không cùng thái dương tinh hỏa nổi danh cùng liệt vào nhân giới tam đại chân linh chi hỏa ngân nguyệt giải thích cặn kẽ cho hàn lập chân hỏa này đáng sợ như vậy sao cái gì là tam đại chân linh chi hỏa ta thực chưa bao giờ nghe người ta nói qua hàn lập nhìn chằm chằm linh hỏa trước mắt có chút bắt đầu tin tưởng dù sau này đoàn xích hồng thoạt nhìn linh tính mười phần nhưng vẫn chưa thực khiến hắn cảm thấy khó đối phó bao nhiêu tam đại chân linh chi hỏa là vật ta tự nhiên nhận biết được xem ra ta cũng biết một vài điều cũng đúng là không ít ngân nguyệt cười khổ một tiếng vốn tồn tại trong đầu ngươi xem ra loại chân hỏa này không phải là giả chân hỏa này cũng là chí hàn âm hỏa không biết có bị tử la cực hỏa của ta thôn vệ dung hợp chăng hàn lập trong mắt chợt lóe có chút suy tư nên là vậy bất quá muốn tử la cực hỏa thôn vệ chân hỏa này chẳng bằng để chân hỏa này thôn vệ tử la cực hỏa dù sao chân hỏa này cũng có một tia linh tính ở trong nếu bị hủy như vậy thật sự rất đáng tiếc có thể vì vậy mà uy lực giảm đi rất nhiều ngân nguyệt nhắc nhở ưm um, ngươi nói có lý Chẳng qua trước đó, ta phải có khả năng luyện hóa chân hỏa này trước mới được. Nó có một tia linh tính, ngược lại luyện hóa không dễ dàng. Hàn lập gật gật đầu, nhưng chủ nhân, chân hỏa này tốt nhất còn có thể hấp thu một ít thái dương tinh hỏa. Nếu là như vậy, âm dương giao hội, lại thêm tử la cực hỏa uy lực sẽ khó có thể tưởng tượng được uy lực của chân hỏa này. Chỉ sợ tại nhân giới thật sự không có gì không thể thiêu đốt. Ngân Nguyệt cười dài nói, thái dương tinh hỏa, nếu có thể bắt giữ chân hỏa này, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ta nghe Đại Diễn Thần Quân đã từng nói, Thái Dương tinh hỏa kia căn bản không phải tu sĩ thế giới chúng ta có thể bắt giữ được, chỉ là si tâm vọng tưởng thôi." Hàn Lập nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. "Điều này cũng đúng, bất quá chủ nhân một khi đã chiếm được Thái Âm chân hỏa này cùng Thái Dương tinh hỏa tương sinh tương khắc, có lẽ có thể lợi dụng chân hỏa này bắt giữ lấy tinh hỏa." Ngân Nguyệt Trần chờ nói, hiển nhiên không quá khẳng định phương pháp này có dùng được hay không. "Việc này về sau rồi mới nói." thái âm chân hỏa này còn không biết khi nào mới có thể luyện hóa được. Hàn Lập trong lòng vừa động, nhưng vẫn lắc đầu. Sau khi Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói như thế liền cười, không hề đề cập lại việc này mà chuyển đề tài nhắc nhở. Chủ nhân, thái âm chân hỏa này cần phải hạ một cấm chế trước rồi mới có thể thu hồi được. Nếu không mà có chút lơi là thì sẽ có khả năng phá khống chế mà chạy thoát. Ừm, chuyện này ta tự nhiên sẽ liệu. Hàn Lập cười hắc hắc, đột nhiên cầm trong tay tử diễm hướng không chung ném đi nhất thời một đoàn tử diễm bao vây lấy âm hỏa nhẹ nhàng phiêu phù ở đỉnh đầu. Tiếp theo 10 ngón lập tức bắn ra, từng đạo hồ quang tinh tế như tơ không ngừng bắn ra, trong nháy mắt đã đem tử diễm cùng với âm hỏa quấn thành một đại kim cầu cỡ bằng nắm tay, kim quang trói lọi. Ngân Nguyệt phảng phất khẽ cười một tiếng, thủ đoạn này hàn lập lúc trước đùng để nhốt kiền lam băng diễm, thủ pháp cơ hồ giống y hệt. Chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn, thủ pháp tự nhiên sớm thuần thục vô cùng. Sau đó hàn lập lấy ra một cái xích hồng ngọc hạp, đem kim cầu thu vào trong. Sau đó ánh mắt mới vừa chuyển đến trên cự đỉnh bị băng phong kia. Loại trí âm chân hỏa này, theo lý thuyết nên đản sinh tại một nơi lạnh vô cùng mới phải, nhưng vừa rồi lại từ trong lô đỉnh này bay ra, thật sự có chút quái dị. Chẳng lẽ vật lúc trước rèn luyện, là vật kỳ hàn, mới âm dương giao hội đản sinh ra chân hỏa này. Hàn lập sờ sờ cầm, lâm vào trầm ngâm, ngân nguyệt không nói thêm gì, hiển nhiên cũng hiểu được có chút cổ quái. Sau khi ánh mắt hàn lập chấp động vài cái, cũng không suy nghĩ thêm về việc này, mà chỉ bước vài bước tiến tới trước cự băng. Tay áo bảo lập tức run lên, một đạo hồ quang thô dày đánh ra, nơi vừa tiếp xúc với cự băng sau một khoảnh khắc hóa thành một kim sắc điện võng trải rộng khắp nơi trên bề mặt của cự băng. Sau đó một trận điện quang lập tức chấp động phách phách, cả khối cự băng tất tắc vỡ ra, hóa thành một đống băng tung tóe khắp nơi. Cự đỉnh nhẹ nhàng hiện ra, Hàn Lập vẫn không nhúc nhích nhìn cự đỉnh, thanh quang chợt lóe, bất động thanh sắc, thân hình trở nên phiêu phù, chậm rãi bay đến trên cự đỉnh cao gần một triệu nhìn xuống. Tuy rằng nơi đây cũng có cấm không cấm chế tồn tại, nhưng tu vi cường hoành nguyên anh trung kỳ của Hàn Lập, trong thời gian ngắn cường hành phiêu phủ vẫn có thể dễ dàng làm được. Hồng quang trong đỉnh đã sớm thu liếm vô tung vô ảnh, điều này khiến mọi thứ trong đỉnh đều có thể nhìn được rõ ràng, kết quả Hàn Lập thần sắc lơ đãng vừa máy động, lập tức một tay hướng vào hư không trong đỉnh chộp tới. Vèo một tiếng, một khối ánh sáng trông suốt từ trong bắn ra, sau khi bay lượn một vòng liền rơi vào trong tay Hàn Lập. Là một đoàn gì đó trong suốt to cỡ nắm tay, ấm áp như noãn ngọc vậy, nhưng năm ngón tay nhấn xuống một cái nhưng lại như có sự đàn hồi. Đây là cái gì? Hàn Lập mày nhân lại. Chủ nhân không cần nghĩ nhiều, vô luận là vật liệu gì, sau khi trải qua mấy vạn năm không ngừng rèn luyện như vậy, chỉ sợ cũng đã biến thành một vật khó dò được. Bất quá, thái âm chân hỏa kia đản sinh khẳng định cùng vật ấy có chút liên hệ, nguyên thủy cũng không phải là vật bình thường đâu. Ngân Nguyệt không thèm để ý nói. Nói vậy cũng được, khi nào rãnh rỗi, thì sẽ nghiên cứu lại cho thật tốt vật liệu này có phải là đồ hữu dụng không? Hàn Lập nghĩ như thế, hoạt kê cười rộ lên, lập tức trong tay Thanh Hà chợt lóe, vật ấy đã bị thu vào trong túi chữ vật. Phía dưới, Hàn Lập lại cẩn thận xem xét trong đỉnh, sau khi xác định không còn vật gì, liền không cần nghĩ ngợi bấm hai tay niệm thần chú, một tay lại giơ lên, một đạo hồng sắc pháp quyết bay vụt xuống, đánh vào phía trên cự đỉnh cửa đỉnh vốn im lặng vô cùng lập tức rung lên một chập, toàn thân hồng quang chợt lóe, trong hồng quang hà kịch liệt thu nhỏ lại. Trong chớp mắt một cái tiểu đỉnh cỡ nửa thước xuất hiện trên mặt đất, phát xuất ra một trận thanh âm thanh minh. Nắp đỉnh từ xa cũng hô ứng tự động bay đến, sau khi lượn một vòng, đồng dạng thu nhỏ lại tại rồi nằm lên trên đỉnh. Sau khi toàn bộ tiểu đã được hoàn chỉnh, Minh Thanh lập tức càng âm vang thêm ba phần, tràn ngập ý vui vẻ. Thấy đỉnh này linh tính 10 phần như thế, Hàn Lập trong mắt sáng ngời tay áo bảo liền vung xuống. Một cổ thanh hà từ trên xuống dưới, trực tiếp đem tiểu đỉnh bao vào trong kéo trở về, dừng tại trong lòng bàn tay. Hàn lập một tay nâng chu hồng tiểu đỉnh, để tại trước mắt mà nhìn, không bao lâu, trên mặt tràn đầy vẻ mãn ý. Đột nhiên hắn kết thủ ấn, thanh quang chợt lóe một tay hướng trên đỉnh nhẹ nhàng vỗ. Tiểu đỉnh hồng quang vạn đạo, quang mang đại phóng, sau đó nắp đỉnh hé mở, vô số hỏa điều cỡ bằng nắm tay từ trong đỉnh chen trúc bay ra, mỗi con hình thể xấu xí, toàn thân xích hồng vô cùng, chính là những con trí dương hỏa nha. Mấy con hỏa nha này miệng phun ra lửa, dưới thần niệm khống chế của Hàn Lập, chúng bay lượn khắp nơi trong đại điện, chờ tụ chờ tán, mỗi con cực kỳ linh hoạt. Những thứ này tự nhiên đều là địa hỏa chi tinh do cái đỉnh này nhiều năm bắt được, từ không khí biến ảo mà ra, mỗi một con so với hỏa thuộc tính linh cầm cũng tuyệt không kém mảy may. Sau khi kiến thức được thần thông của tiểu đỉnh, Hàn Lập vui sướng đem bảo vật này thu hồi, cũng coi như sau này có thêm một thủ đoạn để đối địch. Dù sao uy lực của tam diễm phiến kia tuy rằng khẳng định đứng trên cái đỉnh này, nhưng phải tiêu hao đại lượng pháp lực, cũng thật sự khiến Hàn Lập đau đầu, không dám dễ dàng vận dụng cái quạt này. Sau đó Hàn Lập cẩn thận điều tra qua đại điện này, kết quả vẫn chưa phát hiện được những gì khác. Vừa lúc hắn đang muốn rời đi, ánh mắt lại đảo qua trên người mấy cây xích hỏa trụ, đột nhiên trong lòng vừa động phóng ra hơn 10 thanh phi kiếm, nhưng lại đem tất cả giao long hỏa trụ tất cả đều không khách khí chặt đứt tận gốc, nhất nhất thu lại những cái trụ lớn này. Mấy cái hỏa long trụ này tuy rằng không giống như cự đỉnh đã tự hành thông linh thành bảo vật, nhưng cũng không ngừng phun ra địa hỏa nhiều năm như vậy, cũng khiến mấy cái này vốn là pháp khí được làm thành từ đồng đen đã hấp thu hỏa khí đến mức kinh người, thành một vật phẩm không bình thường. Tin tưởng rằng vô luận làm vật liệu hay làm linh khí đều là vật phẩm cực kỳ quý hiếm. Hàn Lập cuối cùng nhìn thêm một lần đại điện này, sau khi xác nhận không còn quên thứ gì mỉm cười ra khỏi đại điện, bắt đầu tìm tòi những tòa kiến trúc còn lại. Đáng tiếc vận khí của Hàn Lập hiển nhiên đã bị tiêu sạch tại hóa linh điện này. Ngoại trừ trong một vài lầu các tìm được vài món ngọc giản luyện khí cực kỳ bình thường, chỉ còn mong tại chú linh đường phát hiện thứ gì khác. Chương 1009, âm phách ngưng hình. Hàn Lập đối với chuyện này cũng không bất ngờ, lần này đến được địa phương hẻo lánh như thế, có thể xem như cơ duyên không nhỏ. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập tìm tới chỗ tòa kiến trúc cuối cùng rồi quay trở lại phía trước bi lâu chú linh đường nhìn tầng quang mạc màu trắng kia lại trở nên do dự trù trừ bây giờ thời gian còn sớm hắn vẫn còn cơ hội tìm kiếm ở những nơi còn lại nhưng những nơi đó tựa hồ phải chịu chút phong hiểm ai nào biết được có những tu sĩ khác cũng tìm tòi nơi nào đó xong rồi sau đó cũng sẽ đến địa phương khác tìm kiếm nếu là bọn người lão giả họ phú thì tự nhiên sẽ không sao lỡ có gặp phải người của kiền lão ma hay là độc thánh môn thì hàn lập cũng sẽ không cần sợ nhưng nếu đụng mặt với nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào núi này, đấy sẽ có thể là một phiền toái lớn. Phỏng chừng 10 phần thì có 9 là sẽ lập tức động thủ với hắn. Nhưng nếu buộc Hàn Lập phải chịu bó tay tại nơi này, một mạch mấy ngày chờ đến ngày cái thông đạo bị nước kia khôi phục trở lại, hắn cũng chút không cam lòng. Hàn Lập ý niệm xoay chuyển, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Cho dù không đi khỏi nơi này, nếu thực sự có người siêu tầm những địa phương khác xong, chẳng lẽ họ sẽ không chủ động tìm đến chú Linh đường sao? huống hồ chiếu theo sự tính toán của hắn trải qua thời gian dài như thế chỉ sợ bọn người tiền lão ma đã đi những nơi trọng địa của côn ngô sơn và đã sớm cùng nhóm tu sĩ đầu tiên đụng độ thậm chí đã bắt đầu động thủ nếu là vậy không bằng thừa dịp không ai bên cạnh dòm ngó tìm tòi thêm mấy chỗ thậm chí có thể đục nước béo cỏ một phen dù sao tại chú linh đường nhỏ nhoi này đã có thể tìm được thái âm chân hỏa tốt đến ngần này địa phương khác hẳn cũng có thể thu hoạch được chút gì huống hồ với thần thông của hắn hiện tại nếu đồng thời bị một số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công, cho dù không thể thủ thắng, nhưng bỏ chạy thì vẫn có phần nắm chắc. Hàn lập sau một hồi cân nhắc trong lòng, cũng không còn do dự lấy ra tam diễm phiến. Sau khi tam sắc hỏa diễm chấp động phá một lỗ hổng ở quang mạc trước mắt, liền trực tiếp hướng phía dưới chân núi phóng đi. Cơ hồ cùng lúc đó, tại nơi khác trong côn ngô sơn, trong một đại sảnh lam quang nhàn nhạt chấp động, đại đầu quái nhân, Cổ ma với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của Diệp ra bị bảy tám con ác quỷ tóc đỏ lõa thể bao vây ở bên trong. Những con ác quỷ này mỗi con mặt mũi đều hung tợn, miệng phun âm khí, theo 10 ngón tay huy động, các màng chảo mang đen nhánh ấp xuống phía ba người chụp tới. Bị những đoàn âm khí u ám vây ở chính giữa, bọn người đại đầu quái nhân liền sử dụng phòng ngự pháp bảo bố trí ra mấy tầng quang cháo màu sắc khác nhau, vô luận âm khí mãnh liệt như thế nào, chảo mang có sắc bén như thế nào cũng đều có vẻ không thể lay động mảy may. Bất quá đây cũng là chuyện tương đối. Quái nhân sử dụng một thanh hoàng sắc phi kiếm, cổ ma và một lão giả diệp ra khác thôi động một thanh hắc sắc tiểu kiếm và một thanh bạch sắc ngọc xích. Tuy rằng quang mang vạn đạo cũng đồng dạng không làm gì được mấy con ác quỷ này. Vô luận phi kiếm đem ác quỷ chém thành hai đoạn, hay một xích đem quỷ đầu đánh nát như tương, thì những con ác quỷ khác từ trong miệng đồng thời chuyển xác phun ra âm khí. Những con ác quỷ đã bị đánh chết sẽ lập tức hồi phục như lúc đầu, thân thể lại trở nên tràn đầy khí lực mỗi con đều như là bất tử chi thân. Lúc này Diệp ra lão giả hai tay trà sát, rồi lại dương lên, một chuỗi xích hồng hỏa cầu nhập vào một cơ thể của một con ác quỷ, đem ác quỷ này trực tiếp nổ tan thành không còn một mảnh. Nhưng âm khí ở gần đấy lại quy tụ, ác quỷ này lập tức hiện hình trở lại, lại một lần hung tợn đánh về phía quang cháo. Thất thúc, hàn trưởng lão, cứ thế này thì không được rồi. Mấy con ác quỷ đã dùng âm khí tại nơi này để tu dưỡng không biết trải qua mấy vạn năm, hiển nhiên đã tu luyện tới cảnh giới âm phách ngưng hình, pháp thuật bình thường và pháp bảo căn bản không thể chém chết chúng được. Chỉ có sử dụng công pháp, bảo vật trí dương mới hữu hiệu. Diệp ra lão giả lo âu nói, hừ, nếu đơn giản như thế lão phu đã sớm động thủ. Mấy con ác quỷ này đâu chỉ là tu luyện thành âm phách ngưng hình, căn bản đều là phân thân của quỷ vương. Nếu không thể đồng thời đánh chết tất cả ác quỷ thì chúng nó lập tức sẽ sống trở lại từ trong âm khí. Lão Phu không có thi triển thủ đoạn xét đánh, chính là một mực truy tìm chân thân của hắn. Đại đầu quái nhân hừ lạnh một tiếng có hảo khí trả lời. Đều là phân thân, lão giả lắp bắp kinh hãi. Không sai, nếu không thì dù là mấy con ác quỷ tu luyện đến cảnh giới âm phách ngưng hình bị chúng ta liên tiếp chém giết nhiều như vậy lần, nguyên khí cũng sẽ bị đại tổn. Nhưng người thấy bọn chúng chưa từng có vẻ mỏi mệt. Xem ra quỷ vương giảo hoạt này định để chúng ta hao mòn nguyên khí rồi mới thu thập chúng ta. Cổ ma bình tĩnh nói, sau đó ngón tay huy động một thanh hắc sắc tiểu kiếm, lại xuyên thủng một con ác quỷ. Thì ra là thế, Đáng tiếc thập ngũ đệ, lúc ở tầng trước bị ám ảnh phún xa của con ô ảnh xa kia, chỉ có Nguyên Anh trốn ra được, nếu không lấy trí dương thần thông hắn tu luyện đối phó với mấy con ác quỷ này là thích hợp nhất. Lão giả xem xét bốn phía hết thảy sám ngắt, sắc mặt khẽ biến nói. Chuyện này cũng không có biện pháp, ai có thể ngờ rằng thế gian lại thực sự có loại yêu xà có thể trốn vào trong cái bóng, lại đột nhiên từ cái bóng của Minh Lễ hiền chất đánh lén, ngay cả lão phu cũng không kịp cứu viện, hơn nữa chất độc của độc xà này lại mãnh liệt như thế, chỉ khoảng nửa khắc là thân thể của Minh Lễ Hiền chất đã toàn bộ thối nát. Đại đầu quái nhân thở dài, tiểu chất không có ý oán trách thất thúc, chỉ là chấn ma tháp này thật là yêu dị, chẳng những xây cất bị đảo lộn, lối vào ở trên, xoắn ốc xuống dưới, hơn nữa yêu quỷ tầng sau so với tầng trước ngày càng khó đối phó. Chúng ta hao tốn bấy nhiêu thời gian mới chỉ có thể xông vào tầng thứ bảy mà thôi. Mà Hàn trưởng lão đã nói qua, này tháp này hẳn có tổng cộng 9 tầng, khó có thể tưởng tượng hai tầng dưới sẽ xuất hiện loại yêu ma nào chúng ta thật sự vẫn tiếp tục đi xuống sao chứ lão giả nói hư vừa gặp chút chút nguy hiểm ngươi đã sợ hãi vật chân áp phía dưới càng lợi hại thì tỷ lệ thông thiên linh bảo xuất hiện tại hai tầng dưới lại sẽ càng lớn hơn dù sao yêu ma có thể khiến thượng cổ tu sĩ phải kiêng kỵ mới có thể cần dùng đến thông thiên linh bảo để chân áp ngươi chẳng lẽ muốn cho mưu đồ của diệp ra chúng ta mấy trăm năm qua tất cả đều tiêu tán hay sao Quái nhân thanh âm lạnh lùng, giọng không chút khách khí khiển trách. Thất thúc gian dậy rất phải, là tiểu chất có chút khiếp đảm. Lão giả diệp ra kia nghe vậy, cũng chỉ có thể vừa huy động pháp bảo ứng phó đánh tới mấy con ác quỷ, vừa thưa dạ đáp ứng. Ta đã tìm được con quỷ vương kia, đúng lúc này, cổ ma lại đột nhiên mở miệng nói. Cái gì, chân thân ở nơi nào? Lão giả tinh thần hưng phấn, vội vàng mở miệng hỏi. Cổ ma ánh mắt chợt lóe đang lúc muốn đáp lời, lại đột nhiên biến sắc kêu khẽ một tiếng, sau đó đúng lúc này, đột nhiên đùng một tiếng vang lên từ xa chuyển đến, sau đó thì quang mang từ lối vào của đại sảnh chợt lóe, bỗng từ bên trong một lục sắc quang đoàn cự đại phi độn ra, sau khi hào quang chợt tắt, trong quang đoàn hiện ra bốn bóng người. Bốn người này sau khi vừa thấy ba người cổ ma trong đại sảnh bị âm khí quỷ ảnh bao vây, đồng dạng kêu lên một kinh hãi. Diệp Nguyệt Thánh, không phải ngươi đã sớm chết sao? Nguyên lai là Diệp gia khai mở phòng ấn, kẻ nói chuyện là một tu sĩ mặt vằn, đúng là hoa thiên kỳ, còn bốn người này đương nhiên là độc thánh môn tứ lão giờ phút này hoa thiên kỳ nhận ra diệp ra thất thúc thần tình biến hóa không ngừng ba người trong đại sảnh vừa thấy đám người độc thánh môn sắc mặt vui vẻ vừa rồi cũng đã biến mất nơi nào đặc biệt là tình cảnh của bọn họ còn đang bị ác quỷ tạm thời cuốn lấy còn tưởng là ai nguyên lai là hoa đạo hiếu không nghĩ đến động tác của độc thánh môn cũng không chậm nhanh như vậy đã tiến nhập vào núi này không biết mấy vị đạo hiếu sao không đi địa phương khác tầm bảo mà đến này trấn ma tháp có dụng ý gì? Quái nhân trên mặt âm linh chợt lóe, lập tức dường như không có việc gì nói. Hắc hắc, lời này, bọn người hoa mỗ cũng muốn hỏi Diệp Huynh. Hơn nữa mấy trăm năm không gặp, sau khi Diệp Huynh giả chết, không ngờ đã lặng lẽ tiến dai tới Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nếu mà mấy gia hỏa chính ma kia biết được việc này, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên. Hoa thiên kỳ thờ ơ lạnh nhạt nhìn quái nhân sử dụng phi kiếm dễ dàng đem một đầu ác quỷ đập nát, nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng ý niệm nhanh chóng xoay chuyển như tia chớp cân nhắc hoa sư huynh những người này chẳng lẽ cũng biết trong tháp này có kỳ bảo cố ý tới lấy trong tai hoa thiên kỳ truyền đến âm thanh của một vị độc thánh môn trưởng lão bộ dáng ẩn ước có chút lo lắng năm đó vị tổ sư khai phái độc thánh môn kia lưu lại trong di ngôn có thoáng nhắc tới trong trấn ma tháp có cất dấu kỳ bảo vật ấy cụ thể ra sao lại nói một cách hàm hồ không thể hiểu rõ nhưng cứ như vậy Độc Thánh môn tứ lão tự nhiên cũng sẽ không coi như không quan trọng, nơi đầu tiên tới chính là Trấn Ma Tháp này. Tuy rằng lúc bọn họ xông qua mấy tầng trước, đã phát hiện có những tu sĩ khác dành đường đi trước, nhưng bọn họ vốn tưởng rằng loại địa phương hung sát như Trấn Ma Tháp này sẽ không khiến nhóm tu sĩ phía trước xem trọng, bằng vào lực lượng của bốn người nên đủ để ứng phó với người đi phía trước một bước. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có một gã đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không ngờ lại đang ở tại tầng này chờ bọn họ. Nếu không phải bọn người Diệp ra thất thúc này bị đàn quỷ vây khốn, tin tưởng rằng Hoa Thiên Kỳ khẳng định sẽ không nói hai lời quay đầu bước đi. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cộng thêm hai gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, thật sự không phải bốn người bọn hắn có thể ứng phó nổi. Không rõ ràng lắm, có lẽ cũng giống chúng ta, chắc là tìm được chút manh mối. Hoa Thiên Kỳ âm trầm nghiêm sắc mặt, môi khẽ máy động đáp lời, hai mắt lại nhìn chằm chằm ba người quái nhân, mắt không chấp lấy một lần. Xem ra, Hoa Đạo Hữu không định rời đi như vậy. Khi đại đầu quái nhân nói ra lời này ánh mắt lộ ra hung quang, lập tức hé miệng, một đạo ngân mang chợt lóe lên rồi tiêu thất. Một khắc ngay sau đó, tại một góc đại sảnh đột nhiên bộc phát ra một đoàn ngân mang và một tiếng gầm trầm thấp. Lập tức một quỷ ảnh màu xám mơ hồ ở nơi đấy hiện hình ra, từ trong miệng đang phun ra một viên châu màu xám to cỡ đầu ngón tay cái, ngăn cản một thanh ngân sắc phi xoa, bởi vì bị buộc bách liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phát ra tiếng kêu oa oa quái lạ. Vừa thấy quỷ ảnh này, Độc Thánh môn tứ lão chưa kịp phản ứng. Cổ ma ở một bên lặng lẽ không một tiếng lay động tay áo bào, một mặt kính tối đen như mực đột nhiên xuất hiện trong tay, lắc một cái nhắm ngay quỷ ảnh bốn phía bay nhanh đến. Một mảnh quang hà đen kỳ từ trong kính quét ra, tất cả ác quỷ tất cả đều thân bất do kỷ bị hắc hà yêu dị cuốn vào trong, lập tức từng tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, thân thể của ác quỷ trong quang hà tất cả đều vỡ vụn, hắc hà này sắc bén như núi dao rừng kiếm vậy. Bất quá Do chân thân của quỷ vương bị kia thanh ngân sắc phi xoa quấn lấy, mấy con ác quỷ này lại không có cách để thi pháp hồi phục. Nhưng trong quỷ ảnh kia một tiếng kêu to, âm khí của bọn chúng vốn tán loạn lại một lần hóa thành những đoàn âm khí, nồng hậu quay cuồng một lượt đem bọn người cổ ma gắt gao bao vây vào trong. Mặt kính kia của cổ ma phóng thích ra quang hà lợi hại như thế, nhưng lại cũng không có cách gì phá trừ. Hoa thiên kỳ rốt cục sắc mặt đại biến, chương 1010, tu di ngũ hành bích, nhìn thoáng qua ba người đại đầu quái nhân trong âm khí, lại quét mắt đến lối vào khác của đại sảnh, hoa thiên kỳ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kiên quyết, trong miệng khẽ phát ra một tiếng quát trầm thấp. Đi, lập tức bàn tay vừa lật, một tiểu phiên xanh biết ra hiện trong tay. Khẽ nhoáng lên, một đoàn quang hà xanh biết lập tức nổ tung, đem một khối bốn người, hóa thành một đoàn lục quang cực nhanh thẳng đến lối vào của tầng kế tiếp phóng nhanh đi. Hoa thiên kỳ, người dám, đại đầu quái nhân vừa thấy cảnh này, nổi trận lôi đình, đột nhiên huy động vô số đạo hoàng sắc kiếm quang to cỡ ngón cái từ trên người hắn bắn ra, trong khoảnh khắc đã đem âm khí u ám vây khốn bọn họ xuyên thủng lỗ chỗ khắp nơi, bộ dáng như phải gấp rút thoát khỏi vòng vây. Nhưng Hoa Thiên Kỳ nào có dám dừng lại, lục quang chợt lóe thì đã bay ra xa hơn 10 trượng, thoáng cái đã tiến vào chỗ lối ra, biến mất không còn thấy. Sau khi đại đầu quái nhân, cổ ma liên thủ nhanh chóng đánh tàn âm khí bốn phía, lối vào vốn trống không bạch quang lại đột nhiên đại phóng, tiếp theo từ không khí bỗng nhiên tinh bích lóng lánh, dày đặc xuất hiện. Tinh Bích này cũng không biết dày bao nhiêu, nhưng lại đem lối vào trận kín lại, có vẻ không có chút kẻ hở nào. Quái nhân không kịp làm gì nhiều, cánh tay lại giương lên, một đạo kiếm quang dài mấy trượng từ xa chém tới, hung hăng bổ vào trên mặt Tinh Bích, kết quả sau khi ngũ sắc hà quang chợt lóe, kiếm quang như là trâu đất xuống biển không thấy đâu. Tu Di ngũ hành Bích, quái nhân thấy cảnh này dùng mình, sau khi cẩn thận xem xét kỹ Tinh Bích, lập tức nổi giận kêu lên. Là bảo vật này vật này không phải là chấn tông chi bảo của Tu Di Tông sao? Thế nào lại lọt vào tay của độc thánh môn? Đúng rồi, Tu Di Tông cũng là một trong các đại tông của Nam Cương, nghe nói cùng độc thánh môn hơi có chút huyên nguyên. Xem ra là bọn chúng chẳng biết dùng phương pháp nào mượn được. Tên Diệp gia lão giả sắc mặt cũng đại biến nói, Tu Di ngũ hành bích, ta cũng nghe nói qua, bảo vật này danh khí cũng không nhỏ, cổ ma nhíu mày, nhưng phiền toái rồi. Xem ra tại đáy tháp này quả nhiên rất có thể có thông thiên linh bảo kia nếu không mấy tên gia hỏa của độc thánh môn này sao lại hành sự mạo hiểm như thế quái nhân nhìn chằm chằm tinh bích sắc mặt trở nên nhợt nhạt diệp huynh không cần lo âu những người này đi xuống trước chúng ta cũng tốt không thể khẳng định được tầng kế tiếp có thông thiên linh bảo kia không nhưng vật bị tù cấm ở tầng dưới khẳng định càng thêm khó giải quyết những người này chạy trước chúng ta chính là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi chờ chúng ta trước thu thập con quỷ vương giảo hoạt này phá vỡ tinh bích không chừng sẽ vừa lúc chiếm được chút tiện nghi Cổ ma cười lạnh một tiếng nói. Đại đầu quái nhân nghe xong lời này sửng sốt, nhưng sau một lượt cân nhắc, thân sắc lại thả lỏng nở nụ cười. Hàn huynh nói rất có lý, nhưng thật ra lão phu bận tâm trọng bảo, nên có chút lắng việc được mất. Quái nhân sau khi nói xong lời này, hàn quang trong mắt xoay chuyển đến quỷ ảnh tại lối vào đang bị ngân sắc phi xoa kia gắt gao cuốn lấy. Tại mặt bên kia của tinh bích, Hoa Thiên Kỳ và ba vị trưởng lão của độc thánh môn đã sớm hiện hình, nhưng đang lúc Hoa Thiên Kỳ định thở vào một cái, một gã trưởng lão lập tức nhịn không được lên tiếng oán trách. Hoa sư huynh, làm như vậy có phải là quá mạo hiểm chăng? Tuy rằng tu di ngũ hành bích có thể tạm thời ngăn trở đối phương nhưng chúng ta đắc tội đối phương như thế, về sau phải làm như thế đây? Hừ, người còn ảo tưởng chúng ta cùng Diệp ra chung sống hòa bình sao? Không cần nói chúng ta có bỏ qua bảo hay không Diệp Nguyệt Thánh sớm đã giả chết mới có thể tránh được sự diệt sát của thập đại tông môn, ngày nay đã bị chúng ta gặp phải, thì làm sao lại dễ dàng để cho chúng ta rời khỏi? đắc tội hay không đắc tội với đối phương, cũng có gì khác nhau. Huống hồ chi đây là bảo vật khiến tổ sư gia của bổn phái nhớ mãi không quên, người cho là vật là bình thường sao. Mười người khi nghe đến thông thiên linh bảo trong tin đồn thì đã có chín sẽ không hiểm phong hiểm, lại có cái gì phải sợ. Hoa thiên kỳ liếc mắt nhìn người đồng môn có chút bất an, sắc mặt trầm xuống nói. Thông thiên linh bảo, nếu là thật sự là loại bảo vật nghịch thiên này, mấy người chúng ta mạo hiểm thử một phen cũng đáng giá. Nhưng nhóm người Diệp Nguyệt Thánh kia canh giữ ở bên ngoài, chúng ta một khi chiếm được bảo vật lại làm sao thoát thân ra ngoài. Một trưởng lão độc thánh môn khác băn khoăn trầm trọng thỏi. Hắc hắc, mấy vị sư đệ cho rằng ta lại mạo muội làm việc này khi không có nắm chắc sao chứ. Trước khi xuất phát, ta đã đem độc long châu của bản tông mang ở trên người. Sau khi bảo vật đến tay, cùng lắm thì liều mạng tính dưỡng 10 năm phục dùng viên châu này, xem ra cũng đủ để cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chống đỡ một đoạn thời gian có thời gian này chúng ta thoát thân quyết không thành vấn đề. Hoa thiên kỳ ưỡn ngực tự tin nói, thì ra sư huynh đã chuẩn bị, nếu là vậy thì tự nhiên không còn trở ngại gì, ba vị trưởng lão còn lại thần sắc mới hòa hoãn lại. Bảo vật tuy khiến người động tâm, nhưng mạng nhỏ vẫn là trọng yếu hơn. Đáng tiếc nguyên sư đệ không ở trong này, nếu không cùng ta liên thủ một phen cũng có thể cùng hậu kỳ tu sĩ chiến đấu, không cần phục dụng độc long châu, vật bá đạo đến mức này. Hoa thiên kỳ đột nhiên nhắc tới đại hán họ nguyên, Nét mặt lộ vẻ đáng tiếc. Là thế, nhưng Hoa sư huynh không phải đã lưu lại khẩu tấn sao chứ? Nói không chừng, Nguyên sư huynh đã hướng về nơi này tiến đến. Nếu là như thế, khi chúng ta lấy được bảo vật ra ngoài, nói không chừng sẽ được thoải mái hơn. Một gã độc thánh môn trưởng lão cười nói, "Hy vọng là vậy, mọi người cũng phải cẩn thận một chút, quỷ vật ở tầng thứ 7 đã không dễ đối phó, tầng thứ 8 và thứ 9 thật không biết có vật đáng sợ gì tồn tại, không chừng phải bỏ lại cái mạng nhỏ ở trong này." bất quá ma tháp này cũng thật sự là danh bất hư truyền. Nếu không phải người diệp ra thanh tảo mấy tầng trước, chỉ bằng vào chúng ta mà đến tới đây, không biết phải phí bao nhiêu khí lực. Hoa thiên kỳ nghiêm sắc mặt nhắc nhở, ba người còn lại tự nhiên đáp, phải, sau đó bọn họ bắt đầu chuyển thân đi về phía sau một thông đạo dốc xuống dưới. Chiếu theo kinh nghiệm của bọn họ lúc trước, sau khi hướng xuống phía dưới đi hơn 10 trượng, tự nhiên có thể tiến vào tầng kế tiếp. Nhưng lúc này, vừa mới đi xuống hơn 10 trượng, mấy người lại bỗng nhiên thấy trước mắt sáng ngời, phía trước lại xuất hiện một thạch thất vuông không lớn, bên trong ngoại trừ hai cái truyền tống trận loại nhỏ một đen một trắng ra, bốn vách tường cũng trống không, có vẻ như không có thứ gì. Đây là gì? Hoa Thiên Kỳ dùng mình, lập tức trao mày. Ba gã trường lão còn lại cũng quay mặt nhìn nhau. Vài bước đi đến thạch thất, Hoa Thiên Kỳ chấp tay sau lưng đảo mắt nhìn qua bốn phía, đi chung quanh hai tiểu hình pháp trận hai vòng. Miêu sư đệ, người tình thông thượng cổ trận pháp, xem xem hai cái pháp trận này có phải là truyền tống trận cự ly ngắn hay không. Hoa Thiên Kỳ cuối cùng quay đầu, hướng một thô mi lão giả nhẹ nhàng nói. Được, thô mi lão giả lập tức đáp ứng, đi đến trước một pháp trận cẩn thận dò xét. Hai người hai người còn lại đồng dạng tò mò đã tiến tới xem xét. Đích thật là truyền tống trận với cự ly ngắn, hơn nữa còn là phi thường ngắn, phỏng chừng khoảng cách không vượt qua trăm dặm. Không lâu sau, thô mi lão giả ngẩng đầu khẳng định nói. Vậy thì đúng rồi, nên là truyền tống trận thông đến tầng thứ 8, tầng thứ 8 không ngờ lại sử dụng truyền tống trận, quả nhiên có chút không tầm thường. Truyền tống trận là loại hai chiều phải không? Hoa Thiên Kỳ sau khi ánh mắt hàn quang chợt lóe, thận trọng nói. Đương nhiên, cự ly ngắn truyền tống trận bình thường là hai chiều. Bất quá trong này làm sao lại có hai cái pháp trận, chẳng lẽ tầng thứ 8 có hai cái sao? Thô Mi lão giả sờ cằm, mê hoặc nói, rõ rồi, bất quá đi một chuyến không phải sẽ hiểu được tất cả sao? Cái truyền tống trận kia khiến cho ta có một cảm giác có chút không được quá thoải mái. Hoa Thiên Kỳ hướng Bạch truyền tống trận, không chút do so dự đi nhanh tới. Ba người còn lại nhìn tòa hắc truyền tống trận, đồng dạng cũng có loại cảm giác sợ hãi, lập tức cũng thầm hô Tà Môn vội vàng đi tới trên Bạch truyền tống trận. Sau khi một đạo pháp quyết đánh lên trên pháp trận, một trận bạch quang đại phóng, đoàn người độc thánh môn bên trong hào quang biến mất không còn thấy. Nhưng ngay sau đó, nhóm người Hoa Thiên Kỳ sau một trận thiên toàn địa chuyển, lại xuất hiện tại một địa phương phảng phất như bồng lai tiên cảnh. Trên đầu trời xanh mây trắng, xung quanh linh hoa kỳ thảo khắp nơi, nhẹ hít vào một cổ linh khí nồng đậm ập đến. Nhưng khiến bọn người độc thánh môn trợn mắt há hốc mồm chính là, phía trước cách đó không xa, hiển nhiên có một tòa kim bích cung điện cỡ nhỏ huy hoàng, cung điện này tỏa lạc tại trên một tòa pháp trận siêu đại, đồng thời còn có cùng một nhóm tế đàn đông đảo vây quanh, trên mỗi một cái tế đàn lại đều có một thạch nhân trên tay cầm kim sắc cự nhận, mặc nhiên đứng đối diện với cung điện. Mà vô luận tế đàn hay thạch nhân, bộ dáng thô tráng này cũng lộ ra một cỗ khí tức man hoang nói không nên lời, mặc nhiên đứng đối với cung điện. Tình hình quỷ dị như thế, cho dù hoa thiên kỳ cũng cả nửa buổi không thể khép miệng lại. Cùng một thời gian, Hàn Lập đứng trên bạch ngọc quảng trường tại điểm bắt đầu, thấy tại bốn phía quảng trường có một đám tu sĩ ánh mắt lạnh lùng chừng mắt nhìn mình, đột nhiên trở nên phi thường hối hận. Có lẽ trốn tại chú Linh đường không ra, là một cái lựa chọn không tồi, hoặc là đi trễ hơn một chút, cũng sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy hoan nghênh mình. Ai khiến hắn mới vừa vừa đến đây, đang lúc muốn chọn lại một thềm đá khác, từ trong rừng cây hai bên quảng trường Hùng Dũng chạy ra một đám người. Những người này không ngờ không đi từ lối trên thềm đá bình thường, mà là ẩn núp từ hai bên thềm đá mà đi. Điều này khiến cho thần thức của hắn lúc này chịu phải hạn chế lớn lao, khi phát hiện tình hình có gì không đúng, cũng đã rơi vào vòng vây của nhóm người này rồi. Hàn đạo hiểu, không nghĩ tới người lại ở trong này, tình cờ gặp ngươi người cũng thật khiến thiếp thân phải tốn sức tìm đây ý đối diện hàn lập là một bạch bào nữ tử phong tư hơn người mắt sáng băng hàn nhìn chằm chằm hàn lập hàm răng cắn chặt nói ả à này chính là vị thiên lan thánh nữ lâm ngân bình kia những người khác còn lại là một gã bạch bào thanh niên hàn lập thoạt nhìn có chút quen mắt các thiên hào và hai hắc bào lão giả khác những người này vừa lúc làm thành một cái vòng cung đem con đường xuống núi gắt gao chặn lại bộ dáng như sợ hàn lập chạy xuống núi hàn lập thở dài nghĩ tới ngày đó sau đấu giá hội, hắn đã từ trên người nữ nhân này lấy đi một khối ngọc bội tế luyện thành pháp khí cảm ứng, vốn chính là dùng để phòng bị ả này, nhưng là mấy năm đã qua, pháp khí này công hiệu sớm mất đi, nếu đụng độ với ả này sớm hơn 2 năm, thì tuyệt không sẽ xuất hiện loại sự tình này. Ta cũng không nghĩ tới, tại địa phương này không ngờ còn có thể gặp được thánh nữ, thật sự là hạnh mộ. Vị đạo hữu này là đại tiên sư của đột một tộc các ngươi sao? Hàn lập tâm niệm xoay chuyển như điện, nhưng sắc mặt không chút biến đổi, sau khi hướng Lâm Ngân Bình ôm quyền, lại vừa chuyển tay hướng bạch bào thanh niên kia chậm rãi nói. Đối diện với Hàn Lập hiện tại, trong những người này tự nhiên chỉ có vị đại tiên sư Nguyên Anh Hậu Kỳ là có uy hiếp nhất. Tu sĩ đối diện tuy nhiều, nhưng Hàn Lập 6-7 phần tâm thần đều đặt ở trên người người này. Từ mỗ đúng là một trong tứ đại tiên sư của đột ngột. Lúc trước tại Hà cũng đã ở xa thấy qua bóng dáng của Hàn Đạo Hiếu, chỉ tiếc Đạo Hiếu không chịu ngừng nghỉ một lát luận bàn một chút. Chẳng biết hiện tại Hàn Huynh có thể chỉ giáo một chút không? Thanh niên họ từ mặt không chút thay đổi, nhìn Hàn Lập cũng trẻ tuổi như mình, từng chữ một nói ra. Trường 1011, nhất phiến kinh địch. Nếu không phải dưới loại tình hình này, Hàn Mỗ cũng không ngại cùng từ huynh khoa tay múa chân một chút. Hàn Lập nhìn đến bọn người các thiên hào, nhẹ cười lắc đầu. a à, nghe khẩu khí của Hàn Huynh, tựa hồ như có vẻ rất tự tin. Nghe nói đạo hữu đánh chết âm la tông một trưởng lão nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Chẳng biết việc này có thật hay không bạch bào thanh niên không chút nào không mảy may tức giận ngược lại lạnh lùng hỏi nhóm ba người các thiên hào của âm la tông nghe vậy biến sắc đã đến nước này tại hạ phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì đích đích thật là có một gã âm la tông trưởng lão lúc tại thiên nam bị tại hạ diệt sát chẳng lẽ từ đạo hiếu muốn vì âm la tông xuất đầu hàn lập môi nhếch lên ánh mắt lạnh lùng nói lấy nguyên anh trung kỳ tu vi đánh chết đỉnh phong tu sĩ cùng giai có thể thấy thần thông của hàn huynh thật bất phàm nếu không phải cùng thiên lan chúng ta kết thù quá sâu tại hạ cũng thật muốn cùng hàn huynh kết giao một phen không bằng như vậy tại hạ nghe nói hàn huynh từng dùng một cái tiểu đỉnh cổ quái thu lấy truyền thừa thánh đỉnh và thánh thú phân thân của thánh điện chúng ta chỉ cần đạo hữu khẳng khái lấy những vật ấy từ trong đỉnh giao lại cho ta tại hạ có thể làm chủ khiến cho thánh điện và đạo hữu biến thủ thành bạn đương nhiên hàn huynh nếu khẳng khái đem cây quỷ la phiên giao ra từ mỗ đồng giảng hết sức thay đạo hữu hóa giải ân oán với âm la tông chẳng biết ý Hàn Huynh như thế nào. Thanh niên họ từ nhìn chầm chầm Hàn Lập trong chốc lát, lại nói ra những lời này. Cái gì, từ huynh chuyện này sao được, hắn có thể. Thánh nữ không cần nói thêm gì, việc này ta đều có chủ trương. Lâm Ngân Bình sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng định nói thêm gì, nhưng bị bạch bào thanh niên khoát tay chặn lại, khiến lời vừa đến cửa miệng lại phải nuốt trở vào. Ba người các thiên hào bên cạnh tuy rằng đồng dạng chịu thiệt, sau khi liếc mắt hội ý lẫn nhau, lại không có nói lời phản đối thứ trong bảo đỉnh của tại hạ, chuyện này thật khó lòng tuân mệnh. Các vị đạo hữu hãy động thủ thôi, vừa nghe đối phương nhắc tới hư thiên đỉnh, Hàn Lập liền thẳng thắng từ chối. Hàn đạo hữu đã cự tuyệt hảo ý của từ mỗ, vậy thì chớ trách tại hạ không lưu tình. Thanh niên họ từ thấy Hàn Lập cường ngạnh như thế, vẻ mặt lộ ra một tia đáng tiếc. Nhưng lập tức gương mặt trầm xuống, tay áo bảo khẽ run lên. Trong tay bỗng nhiên xuất ra một khối ngọc như ý xanh biếc. Ngọc như ý này khẽ run lên, những đoàn lục quang chấp động không thôi. Sau đó thanh niên nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy cũng không nói lời nào. Hai tay bấm thủ ấn niệm thần chú. Âm thanh lôi minh vang lên. Đôi cánh ngân bạch lại xuất hiện trên lưng. Sau đó một tay vừa lật. Một thanh vô phiến cổ xưa liền xuất hiện trong tay. Linh mang kim ngân hồng tam sắc chấp động. Đúng là tam diễm bảo phiến đã sớm bí mật cầm trong tay. Đối diện với nhiều đối thủ như vậy. Hàn Lập không có khả năng dùng thủ đoạn bình thường để ứng phó tất nhiên vừa mới bắt đầu đã dùng đến bảo vật lợi hại nhất. Ánh mắt thanh niên họ từ bị quang mang kỳ dị của Tam Diễm Phiến hấp dẫn, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên liếc mắt là nhìn ra Tam Diễm Phiến là vật bất phàm. Huống chi Tam sắc linh quang ẩn chứa linh áp đáng sợ cho dù lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của hắn, chân mày cũng không khỏi nhướng lên, sắc mặt rốt cuộc trở nên âm trầm. Từ đạo hiếu, kẻ này cùng với âm la tông chúng ta cũng có đại cừu, bọn ta cũng phải cùng người này luận bàn, đồng loạt tiến lên bắt giữ người này là được. Các thiên hào đồng dạng nhìn ra tam diễm phiến rất bất phàm, ánh mắt hơi đổi sau, đột nhiên nói như vậy. Sau đó hắn cũng không cùng nhóm thanh niên họ từ nói thêm gì, hướng mặt hai gã hắc sam lão giả khác vẫy tay một cái, ba người đều xảy từng bước đồng thời phun ra các pháp bảo, hai thanh phi kiếm kiểu dáng kỳ lạ và một bà cốt đao lân hỏa chợt lóe, xoay quanh trước người không thôi. Lâm Ngân bình thần sắc vừa động lặng lẽ không một tiếng từ tay áo vung ra, một cái cẩm mạc dệt bằng tơ bạc, quang mạc xuất hiện trong tay. Thanh niên họ từ mày như nhíu, nhưng không nói gì thêm, ngược lại một tay hướng trên ngọc như ý tùy ý phất một cái, lục mang càng trói lọi phát ra, ánh mắt nhìn chăm chú hướng tam diễm phiến của Hàn Lập, trong khoảnh khắc băng hàn vô cùng. Tư thế vây công của năm người trong chớp mắt sẽ hình thành. Nhưng đã sớm chuẩn bị Hàn Lập sao lại thực sự khiến mình lâm vào trong thế bị động như thế, một tiếng lôi minh lập tức vang lên, người trong ngân quang lập tức ở ngay tại chỗ biến mất không còn thấy, ngay sau đó lại xuất hiện tại trên thềm đá phía sau xa vài chục trường. Thấy tình hình vậy, mấy người đối diện làm sao để Hàn Lập thoải mái rời đi như thế, nhất thời hai đạo lam mang và một khẩu lục hồng đồng thời nhanh bắn đến, theo sát đó là những sợi ngân ti tuyến đầy trời. Nhưng thật ra thanh niên họ từ không chút hoang mang bước tới một bước, quần áo phiêu phiêu nhìn như rất thong rong, người lại quỷ dị xuất hiện tại địa phương ở ngoài 10 trượt, dáng vẻ không mảy may chậm hơn so với lôi độn của Hàn Lập, mà lục mang của Ngọc như ý trong trong một trận mơ hồ, không ngờ đã hóa thành một đầu quái thú không biết tên, tựa như dao nhưng không phải dao, Giống như ngựa lại không phải ngựa, Hung Tận nhìn Hàn Lập chằm chằm. Hàn Lập hít vào một hơi, sắc mặt đồng thời chợt lạnh, vũ phiến trong tay nhắm ngay mấy người đối diện hung hăng phách tới. Tiếng phượng hót tận chín tầng mây, sau đó một tam sắc hỏa phượng từ trên vũ phiến hiện lên, hai cánh giang rộng hướng thẳng phía đối diện đánh tới, nghênh đón pháp bảo của bọn người cát thiên hào. Một tiếng nổ oanh truyền đến, tại tầng trời thấp trên quảng trường, một đoàn quầng sáng thần bí không ngừng xuất hiện tam sắc phù văn quang mang sáng rỡ trói mắt đến nỗi không biết bao mà kể, loại linh áp khổng lồ này khiến người phải nín thở, khiến trái tim của mọi người đều không tự chủ được muốn nhảy khỏi lòng ngực. Vừa lúc thanh niên họ từ bên cạnh trong miệng kêu lên một câu không hay rồi, Ngọc Như Ý trong tay đột nhiên vung lên trước người, một con quái vật xà thân thú thủ không biết tên lập tức từ trong Ngọc Như Ý bắn ra, sau khi xoay một vòng liền hóa thành một đoàn lục cháo bao bọc lấy hắn. Còn lại hai thanh phi kiếm kia và một bả cốt đao, trong khoảnh khắc xuất hiện trong quang vựng, bởi tránh né không kịp nên đã bị bao phủ tại trong đó. Phía sau Lâm Ngân Bình sử dụng cầm mạc ngân tàm phun ra một đám ngân ti dày đặc, vừa tiếp xúc với quầng sáng liền lập tức biến thành hư ảo. Quầng sáng còn chưa chịu bỏ qua, có rút lại một chút rồi hướng bốn phía điên cuồng khuếch trương mà đi, quang mang trói lọi, gần nửa bạch ngọc quảng trường cũng chịu ảnh hưởng mà vỡ vụn từng tấc, mặt ngoài lập tức bị dung hóa. Uy lực ngần này, khí thế ngần này, thật sự khiến thiên địa có chút biến sắc. Hàn lập đối với mọi việc này lại xem như không thấy, căn bản không dừng lại chút nào, ngân xí lại nhẹ run liền hóa thành một đạo ngân hồ hình cung lập tức liên tục bay thẳng đến hướng đỉnh núi, đồng thời đang trong lúc bay lại nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ vào trong miệng một giọt vạn niên linh thủy. Tuy rằng tam diễm phiến uy lực vô lớn cùng, nhưng Hàn Lập cho rằng bằng vào một kích của bảo vật này không thể diệt sát này mấy người. Phòng chừng nhiều lắm trong lúc xuất kỳ bất ý, khiến những người này nếm chút khổ sở thôi. Bị nhiều người vây công như thế, tự nhiên tạm lánh nguy hiểm là tốt nhất. Nói đến cũng khá là xảo hợp, thềm đá gần Hàn Lập nhất lại vừa vặn là con đường hướng tới Côn Ngô Điện. Hàn Lập tuy rằng trong lòng có chút e dè, nhưng là căn bản không có lựa chọn nào khác. Cho dù phía trước còn có kiền lão ma và các những khác tu sĩ, hắn tự hỏi chỉ cần mượn cấm chế trên núi và địa hình, đủ để đối phó với mấy kẻ địch này. Vì thế hắn dùng lôi đột, trong nháy mắt biến mất ở cuối thềm đá. Tại quảng trường, đại ba ánh sáng màu choáng váng chỉ xuất hiện mấy, chỉ chợt lóe lên là hoàn toàn tiêu thất mà bên cạnh quảng trường lại xuất hiện các thiên hào và những người đi cùng bộ dáng mỗi người cực kỳ chật vật trong đó không ổn nhất chính là các thiên hào khẩu cốt đao kia của hắn tuy rằng không phải bản mạng pháp bảo cũng là bảo vật được tỉ mỉ luyện hóa cùng tâm thần có chút liên hệ cho nên cốt đao chịu đòn của quầng sáng trong khoảnh khắc bị hòa tan tiêu mất hắn lập tức tâm thần bị thương thiếu chút nữa bị ảnh hưởng quầng sáng mà không bỏ chạy nổi ra khỏi phạm vi của quầng sáng cho dù là như thế hắn vẫn bị quầng sáng quét qua một chút kết quả hộ thể linh quang lập tức sụp đổ một cái cánh tay bị đánh nát bét bộ dáng ẩn ẩn bị thương không nhẹ mà kia phi kiếm của hai gã hát sam cũng không có may mắn thoát khỏi nhưng này hai người ứng phó rất nhanh phát hiện thấy không ổn trong khoảnh khắc lập tức chặt đứt liên hệ với phi kiếm cho nên ngoại trừ chút quần áo lông tóc bị tiêu biến thì coi như là bình an vô sự lâm ngân bình đứng ở chỗ xa nhất so với mọi người hơn nữa này chỉ bạc bị hủy chỉ khiến pháp bảo hao tổn chút linh khí vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá lớn hơn nữa trước người cũng có thêm một cái cự thuẫn đen thui không rõ tên che lấy thân hình nàng còn thanh niên họ từ tu vi cao nhất tuy rằng đứng đúng nơi chịu uy lực tối cường của tam diễm phiến uy lực vẫn dựa vào sự bảo hộ của ngọc như ý trong khoảnh khắc độn ra ngoài thoạt nhìn như không hề tổn hại gì nhưng vị này thiên lan đại tiên sư giờ phút này lại sắc mặt khó coi cực kỳ cúi đầu nhìn bảo vật đang nắm chặt trên tay chỉ thấy chuôi ngọc như ý này đang nổi lên một loạt những vết nứt nhỏ sau một tiếng giòn vang liền hóa thành một đống mảnh vụn trong suốt, từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Vì chống cực kia uy lực của quầng sáng tam sắc kia, cổ bảo này chưa kịp phát ra uy lực chân chính đã bị hủy hoại. Cây quạt đó rốt cuộc là bảo vật gì? Chẳng lẽ chính là thông thiên linh bảo trong lời đồn? Các thiên hào chịu đựng thống khổ trên cánh tay, vừa vội vàng từ túi chữ vật lấy ra linh dược bôi đầy lên vết thương, vừa biểu hiện thần tình kinh sợ nói. Hai gã hát sam lão giả sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, có vẻ còn rất sợ hãi. Hừ, nếu thật sự là thông thiên linh bảo các đạo hữu chỉ sợ cũng không thể còn sống ở đây mà nói chuyện đây có thể là một kiện pháp bảo phỏng chế thông thiên linh bảo không ngờ được người này lại còn có loại bảo vật này trách không được gặp chúng ta nhiều người như vậy vẫn không chút hoang mang thanh niên họ từ ngẩng đầu nhìn thềm đá xa xa sắc mặt lo lắng nói phỏng chế phẩm mà có uy lực như vậy cát thiên hào hoảng sợ này có cái gì kỳ quái đâu Cây quạt này hẳn là chỉ có uy lực thế này thôi, không có biến hóa gì khác nữa. Uy lực thế nên có uy lực như vậy cũng không phải là lạ. Thanh niên lắc đầu nói, làm sao bây giờ, người này giống như có rất nhiều trọng bảo, so với dự đoán ban đầu của chúng ta còn khó giải quyết hơn nhiều. Có nên đuổi theo hắn nữa không? Một lão giả mặc hắc sam ánh mắt chấp động nói, hiển nhiên uy lực của quạt kia khiến hắn có ý định rút lui. Đạo hữu yên tâm, cây quạt kia tuy rằng rất lợi hại, nhưng pháp lực tiêu hao tuyệt đối không phải là nhỏ nếu không hắn sẽ không quay đầu đào tẩu chỉ cần lúc này nhân lúc hắn pháp lực chưa hồi phục mà đuổi theo cây quạt kia sẽ không dễ dàng vận dụng đâu hiện tại mới đúng là thời cơ tốt nhất để diệt sát người này các thiên hào nhàn nhạt, nhạt nói lập tức vỗ vào eo lưng một cái một đoàn ngũ sắc hà quang bắn ra sau khi tắt đi trong một tiếng thanh minh hiện ra linh tê khổng tước lên núi lần này quyết không thể để người này đào thoát được nếu không về sau hậu hoạn vô cùng hít một hơi thật sâu, bạch bào thanh niên lạnh giọng nói. Sau đó hắn dẫn đầu hướng thềm đá bay đi, ngũ sắc khổng tước liền mở hai cánh bay sát theo. chương 1012, thanh đồng sư, bọn họ không chút do dự theo sát thanh niên họ từ, thiên lan thánh nữ biết rõ ngày nay hàn lập vô cùng đáng sợ, thánh thú phân thân vẫn nhất định phải cứu ra. Nhóm các thiên hào ba tu sĩ âm la tông sắc mặt âm tình bất định. Đa số người của ma đạo vốn là bạc tình bạc nghĩa, Bọn họ lúc trước sở dĩ không do dự xuất thủ bởi vì nghĩ rằng có hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, có thể dễ dàng bắt được hàn lập. Nhưng không nghĩ tới bảo vật trong tay đối phương lại lợi hại như thế, chỉ dựa vào uy lực của một vũ phiến đã lập tức khiến vị đại tiên sư thiên lan kia cũng biến sắc mà tránh né. Tuy ngoài miệng vị đại tiên sư này nói thật dễ nghe, đối phương có thể chỉ có lực dùng được của một kích, nhưng vẫn còn có khả năng khác, vạn nhất ép bức đối phương sử dụng bí thuật liều mạng kích phát tiềm lực lại không ngừng quạt ra liên hồi ba người bọn họ cũng không thể bảo đảm là có thể ngăn cản được. Huống hồ nghe lời đối thoại vừa rồi, đối phương tựa hồ còn có một kiện bảo đỉnh khác càng thêm lợi hại. Điều này khiến ba người họ càng trở nên nghi ngại, tuy rằng bọn họ đều muốn giành lại quỷ la phiên để lập công lớn với tông nội, nhưng nếu cần phải lấy mạng nhỏ ra đem mạo hiểm, ba người họ tự nhiên không muốn. Nhưng người ta dở cho tại thiên lan thảo nguyên giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà lại không truy cứu thì càng không được. Ba người bỗng nhiên trở nên chủ trừ, đi, chúng ta cũng đuổi theo, nhưng trong chốc lát cùng với gia hỏa họ hàn đụng đầu, chúng ta hiệp trợ từ bên cạnh là được. Chỉ cần không ngạnh tiếp vũ phiến kia, mau chóng lánh né, chắc là không có việc gì. Các thiên hào trong lòng rốt cuộc hạ quyết định, hạ giọng hướng về hai người khác nói. Hai gã hát sam lão sau một thoáng do dự, cũng chỉ có thể gật đầu. Vì thế ba người cũng phi thân đuổi tới, thêm đá dẫn đến côn mô điện dài phi thường, cho dù là hàn lập không tiếc sử dụng lực của lôi điện, cũng ước chừng phải qua một ngày công phu, liên tục hóa thân hồ quang chợt lóe mới ra khỏi thềm đá, dừng lại trước một mảnh thạch lâm chống trải. Nói là thạch lâm, nhưng bất quá chỉ có mấy cột đá lớn phẩm chất bình thường cao chừng mấy trượng đứng trên mặt đất, trên mặt của cột đá có những điêu khắc tinh tế, văn tự ẩn chứa một chút văn phù. Linh quan này của pháp chú chấp động các màu yếu ớt. Hiển nhiên thạch lâm là một cấm chế đại trận, bất quá nền mặt đất ban đầu nên rất chỉnh tề, giờ phút này tất cả đều ngã trái nghiêng phải có nhiều cột đá chỉ còn lại nửa mảnh tan hai trên mặt đất đá vộn trải khắp nơi, còn có thạch khối và một ít hố đá to nhỏ. Xem ra cấm chế đã sớm bị người dùng sức mạnh phá hủy đến bộ dáng này. Hàn Lập chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cảnh này, không nói hai lời trực tiếp tiến vào trong rừng. Thạch lâm không lớn, sau mấy lần chấp động, người đã xuất hiện tại bìa kia của khu rừng. Bất quá trước mặt lại xuất hiện một sườn núi đá dốc xuống. Này toàn bộ sườn núi đá đều dùng những tảng đá cự đại lót thành. Trên sườn núi đá có một ít thạch tượng nghiêng ngã tứ tung mặt đất đều là đầy các loại pháp khí trường mâu, cự phủ. Hàn lập cao mày, nhưng đột nhiên có chút cảm ứng liền ngẩng đầu hướng cuối dốc đá mà nhìn. Chỉ thấy ở nơi hơn trăm trượng xa có một cái đài cao dường như có linh quang ẩn tàng chấp động, còn lâu lâu có tiếng bạo liệt truyền đến phảng phất như có người ở nơi ấy tranh đấu. Chẳng lẽ kiền lão ma và những người khác bắt đầu động thủ. Hàn lập trong lòng vừa động, nhẹ lắc người dùng khinh thân thuật tiến thẳng đến đài cao bay đi, đồng thời khí thức trên người trong khoảnh khắc được thu liễm lại, sau vài lần phất phơ, thân hình cũng đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ cuối cùng đã biến mất vô tung vô ảnh hàn lập cố gắng ẩn nấp cả người vô thanh vô tức rốt cuộc đặt chân tới rồi một bạch ngọc quảng trường so với cái lúc trước rộng rãi hơn gấp mấy lần sau khi nhìn rõ ràng tình hình trước mắt hàn lập không khỏi giật mình chỉ thấy một trong màng quang mạc cực lớn năm đạo bạch ảnh một đạo hoàng ảnh hai đạo thanh ảnh đang hăng say đánh đến nỗi khí thế ngút trời năm đạo bạch ảnh tự nhiên là ngũ tử ma hóa thân của kiền lão ma mỗi hóa thân miệng đều phun hôi khí dương nanh múa vốt